Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 11. Quyển 4, chương 36, tham vọng của Phòng Tử Toàn. Triệu Quốc Đống biết Phòng Tử Toàn tới tìm mình làm gì. Hai tháng nay thằng này không ngừng chạy sang Bình Xuyên, nhà máy gạch đã giao cho Ngô Trường Khánh, Phòng Tử Toàn một mình lo cho mỏ than. Cũng may nhà máy dệt về cơ bản đã ngừng sản xuất, công nhân coi như nghỉ hết. Ngô Trường Khánh liền thành phó giám đốc nhà máy gạch, suốt ngày ở đó. Ngoài việc tiêu thụ và thu tiền do Phòng Tử Toàn phụ trách, các công tác còn lại do Ngô Trường Khánh làm. Triệu Quốc Đống hôm nay về chủ yếu là chuyện của Phòng Tử Toàn. Phòng Tử Toàn có lẽ đã đàm phán xong với bên kia. Cổ phần của hai người kia không chịu xuống dưới giá 1,4 triệu, nguyên nhân là do than không ngừng tăng giá. Mà Phòng Tử Toàn cũng thấy nên nhanh mua, vì vậy dục Triệu Quốc Đống mau về bàn bạc. Thấy Triệu Quốc Đống và Phòng Tử Toàn đi sang bên, Hứa Vĩ biết hai người có chuyện quan trọng cần bàn. Bây giờ cả nhà máy ngoài anh em Triệu ra thì chỉ có Hứa Vĩ và Phòng Tử Toàn là nổi tiếng nhất. Phòng Tử Toàn bây giờ càng lúc càng ít về nhà máy, chuyện nhà máy gạch phần lớn giao cho Ngô Trường Khánh, xem ra lại sắp có động tác. Quốc Đống, coi như đã bàn xong, tôi ở mỏ than nửa tháng, tình hình coi như rõ, làm người ta lo lắng là hướng đi của giá than. Mẹ nó chứ, bây giờ xem ra giá than rất cao, nhưng vẫn phập phồng và có thể giảm xuống. Chẳng may chúng ta vừa mua và giá giảm thì lỗ nặng. Mặc dù Phòng Tử Toàn đã tìm hiểu rõ về mỏ than, nhưng có giá là không thể dự đoán, nó do nền kinh tế quốc gia quyết định, đây là điều Phòng Tử Toàn lo nhất. Giá than sớm muộn sẽ rớt nhưng trong 1-2 năm cũng không giảm nhiều, muốn giảm cũng phải vài năm sau. Triệu Quốc Đống không xác định bao giờ giá than giảm, nhưng hắn nhớ năm 97 khủng hoảng kinh tế châu Á khiến nền kinh tế Trung Quốc suy giảm mạnh, sau đó do chính sách kích thích các ngành sản xuất của quốc gia thì Trung Quốc mới trở lại. Vậy là được rồi, 1-2 năm là đủ, chúng ta kiếm những lúc có thể kiếm. Quốc Đống, chúng ta làm đi, đúng như ông nói phải thử. Mẹ nó chứ, muốn sống phải như một thằng đàn ông, lo trước lo sau làm mẹ gì. Tôi đã tính rồi, nhà máy gạch cho Trường Khánh phụ trách, tôi sẽ dồn sang mỏ than. Nhà máy gạch không yêu cầu cao về kỹ thuật, chủ yếu là tiêu thụ và thu tiền, tôi dự định dẫn Trường Khánh đi quanh để quen dần và từ từ buông tay. Ngoài ra tôi cũng định để chị tôi sang lo tài chính của nhà máy gạch và mỏ than. Ừ. Trường Khánh bây giờ không phải đang giúp ông sao? Ông định bố trí như thế nào? Triệu Quốc Đống biết Phòng Tử Toàn đã nhận mỏ than thì gần như không về nhà máy gạch. Công ty tài nguyên có lợi nhuận gấp nhiều lần các ngành sản xuất khác. Phòng Tử Toàn có dã tâm, chỉ cần nắm mỏ than vào tay thì càng lúc càng làm lớn. Triệu Quốc Đống tin như vậy. Ừ, tôi định nói với ông việc này. Nửa năm qua Trường Khánh làm rất tốt, ngoài tiêu thụ còn đâu việc khác nó lo. Cũng may nhà máy dệt bây giờ sắp sụp nên nó mới có nhiều thời gian lo liệu, cho nên tôi cũng trả lương nó khá cao. Nhưng nếu tôi rút hẳn giao hết cho Trường Khánh phụ trách, tôi dự định bàn với ông nên làm như thế nào. Phòng Tử Toàn cũng biết Triệu Quốc Đống không phải thằng hẹp hòi, nhưng đây không phải việc nhỏ, cũng không phải tăng một chút tiền lương. Dù là bạn bè tốt đến đâu đi chăng nữa, dù là anh em ruột cũng phải tính rõ ràng. Vì thế Phòng Tử Toàn lúc đầu làm nhà máy gạch đã chia cổ phần rõ ràng, nói trước đỡ loạn về sau. Phần ai là của người đó? Ông thấy sao? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Trường Khánh cũng không dễ, hay là cho nó chút cổ phần? Phòng Tử Toàn suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, tôi cũng có ý này. Chúng ta dựa theo quy luật kinh tế mà làm, cũng phải cho Trường Khánh chút gì đó chứ. Hay như vậy đi, tiền lương vẫn trả nhưng chúng ta đưa ra cơ chế khích lệ. Ông đưa ra một giới hạn lãi của nhà máy, nếu vượt qua bao nhiêu thì sẽ thưởng. Như vậy sẽ khích lệ tính tích cực của Trường Khánh. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Ngô Trường Khánh không thể so sánh với Phòng Tử Toàn, quan hệ không thân bằng hắn với Phòng Tử Toàn. Giúp bạn cũng phải xem tình hình, dùng cách này thực tế hơn cả. Ừ, cứ theo ý của ông mà làm, tôi còn lo ông đưa một số cổ phần cho Trường Khánh. Phòng Tử Toàn thở dài một tiếng. Tôi không phải không bỏ được, không phải không muốn giúp Trường Khánh. Nhưng một chén nước có lẽ là ơn. Một bát gạo có lẽ là thù. Để Trường Khánh cố gắng, biết kiếm tiền không dễ thì mới tốt. Đúng thế, không có bánh rơi từ trên trời xuống, nếu muốn kiếm nhiều tiền phải nỗ lực càng nhiều. Tôi tính một chút rồi nói chuyện với Trường Khánh. Bây giờ nhà máy dệt coi như hấp hối, nhiều người muốn tìm cơm ăn. Trường Khánh coi như có đường lui, nếu không ra ngoài tìm cơm đâu có dễ. Nhà máy dệt mà sụp thì mấy ngàn người không biết đi đâu mà ăn. Triệu Quốc Đống cũng im lặng.
Mặc dù hắn biết ngày này là sớm muộn, thậm chí còn nhắc Thái Chánh Dương lúc ấy phụ trách công nghiệp, nhưng lại không thể ngăn cản nổi. Bây giờ Thái Chánh Dương đã lên sở giao thông, chính quyền thành phố Ando sẽ lo cho mấy ngàn công nhân nhà máy dệt như thế nào thì Triệu Quốc Đống không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định chính quyền không thể lập tức giải quyết hết. Bỏ đi Quốc Đống, không nói việc này, mọi người có số mệnh của mình mà. Bao giờ bắt đầu làm mỏ than? Phòng Tử Toàn nói. Như vậy đi, tôi đoán ông đã tính qua, ông đưa ra kế hoạch để tôi xem, chi tiết một chút. Nếu không có vấn đề thì cố gắng làm xong trước Tết, năm sau đi vào hoạt động. Triệu Quốc Đống nói, từng đó tiền cũng không làm khó được hắn, nước suối Thương Lãng dù đang trong gian đoạn bán được ít nhưng vẫn đủ để cung cấp cho hắn. Được rồi, mai tôi và chị tôi đưa ra kế hoạch, ông tìm người xem một chút xem có vấn đề gì không. Theo tôi biết mỏ than này không vấn đề gì, nhưng chúng ta phải đảm bảo cho chắc, ký hợp đồng trước. Sau khi mấy vấn đề được giải quyết thì chúng ta mới đầu tư vào. Nhìn Phòng Tử Toàn rời đi, Triệu Quốc Đống có chút xúc động. Một thằng bạn hơn năm trước còn trong xưởng lò của nhà máy, bây giờ có thể cắn răng đầu tư hơn Triệu vào mỏ than. Đây mặc dù là có hắn giúp nhưng nếu Phòng Tử Toàn không phấn đấu thì tuyệt đối không đi được như vậy. Phòng Tử Toàn là thằng có tính cách khá thoáng nhưng kiên quyết. Do điều kiện gia đình khiến cuộc sống hồi bé của nó khá khổ, đây là nguyên nhân khiến nó càng muốn giàu hơn. Lúc đầu Triệu Quốc Đống giúp một chút, về sau mọi hoạt động kinh doanh, tiêu thụ đều do một mình Phòng Tử Toàn phụ trách. Khó khăn trong đó chỉ có mình Phòng Tử Toàn hiểu, chỉ bằng điểm này Triệu Quốc Đống cũng thấy trân trọng. Anh! Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ thì bị gọi. Vân Hải, tối nay em đi đâu đó? Em đến nhà bạn học ngồi một chút và ở đó ăn cơm. Triệu Vân Hải có chút xấu hổ gãi đầu nói. Em không biết anh sẽ về. Ừ, không sao, bạn bè mà, ra ngoài một chút cũng tốt. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Triệu Vân Hải có chút giật mình, trời thì tối, lại lạnh thì có gì hay mà đi. Nhưng ông anh nói như vậy thì chắc không phản đối. Cuộc sống ở trường thế nào, đã quen chưa? Triệu Quốc Đống nói, lịch sử không thay đổi mấy với Triệu Vân Hải. Triệu Vân Hải đã thi đúng vào ngành kinh tế. Học viện pháp luật. Cũng được ạ, ngôn ngữ, thời tiết tương đương chúng ta, anh hai cũng tới vài lần. Triệu Vân Hải nhỏ giọng nói. Anh, nước suối Thương Lãng là do anh hai và anh ba làm ra sao? Sao thế, không tin à? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Không, em chỉ là không dám tin vào mắt mình. Bây giờ ngay cả đài truyền hình Trung ương cũng quảng cáo về nước suối Thương Lãng. Em thấy hay hơn các quảng cáo khác. Triệu Vân Hải nói. Ở trường không ít nữ sinh nói anh hai như một nhà kinh doanh thành công. Triệu Quốc Đống cười phá lên mà nói. Vân Hải, em đừng có khen Đức Sơn như vậy chứ. Nó mà là hiên ngang sao, còn là nhà kinh doanh thành công chứ. Anh thấy giống đại ca xã hội đen nữa chứ, nghĩ rằng mình phong độ. Quyển 4, chương 37, nhân vật truyền kỳ. Triệu Vân Hải nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy cũng cười rộ lên. Anh hai cầm điện thoại di động trong tay đúng là rất oai đó. Được rồi, em đừng giải thích cho Đức Sơn. Thằng này bị anh đánh cho lớn, anh còn không biết nó như thế nào sao? Đây là sợ người trên đời không biết nó có tiền. Em xem đi, lần này về không biết còn ra vẻ như thế nào. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Anh đừng nói anh hai như vậy. Anh hai thay đổi nhiều, đến trường đều gọi em ra ngoài ăn, nói vài câu rồi đi, làm chuyện gì cũng không lộ ra. Đều do em ép mãi mới nói. Triệu Vân Hải rất quý Đức Sơn. Lúc nó đi học thì Đức Sơn không ít lần ra mặt giúp. Ừ, từng tuổi này rồi còn làm mấy việc đó làm gì? Nước suối Thương Lãng chỉ để mấy anh em ta biết, bố mẹ cũng không được nói, bên ngoài càng không. Bây giờ công ty vừa mới bắt đầu phát triển, phải vùi đầu làm việc mới đúng. Em học luật kinh tế nên vừa vặn có thể tới công ty làm cố vấn. Triệu Quốc Đống ngừng một chút rồi nói tiếp. Công ty này cũng có phần của em. Có phần của em sao? Triệu Vân Hải có chút khó hiểu nói. Anh, không phải do các anh làm sao, sao có phần em? Công ty sáng lập do anh chia cổ phần, em và chị cả là cổ đông nhỏ, chủ yếu do Đức Sơn và Trường Xuyên phụ trách kinh doanh, anh không thích hợp tham gia nên không xen vào. Triệu Quốc Đống nói, thấy Triệu Vân Hải còn có chút khó hiểu, hắn nói. Được rồi, Vân Hải, bây giờ em cứ học cho giỏi. Việc khác đừng quan tâm. Đúng, có bạn gái ở trường chưa? Triệu Vân Hải đỏ mặt nói. Anh, em mới năm một nên đâu có nghĩ tới. Ha ha, năm một chẳng lẽ không được yêu? Ai,
Học đại học là thời kỳ tốt để hưởng thụ, đừng bỏ lỡ. Anh, sao em nghe thấy giống như cổ vũ em yêu đương vậy, trong trường cấm không cho yêu đó. Triệu Vân Hải có chút khó hiểu vì quan điểm của Triệu Quốc Đống. Trường chỉ là không cho phép công khai, em lén yêu thì ai quản được. Anh không phải ủng hộ em yêu đương, mà là cảm thấy tình yêu có lẽ chỉ tồn tại trong trường. Khi em vào xã hội sẽ đối mặt nhiều thứ, mà tình cảm của em không thể không bị nhiều nhân tố của cuộc sống ảnh hưởng, đến lúc đó còn là tình yêu chính thức hay không cũng khó nói. Triệu Vân Hải có chút khó hiểu sao ông anh mình lại có hứng thú nói chuyện này vậy nhỉ, giống như bị đả kích vậy. Hơn nữa không ngờ nói chuyện về tình cảm với mình, điều này làm Triệu Vân Hải rất lạ. Anh, chị cả và Lưu Thành đã kết hôn. Em nghe mẹ nói bố mẹ dự định năm nay sẽ tổ chức tiệc mừng. Triệu Vân Hải cẩn thận nói. Anh, chuyện anh và chị Khổng Nguyệt dự định bao giờ? Triệu Quốc Đống im một lúc rồi mới nói. Không biết. Thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống kém đi giống như mình nói sai, Triệu Vân Hải không dám hỏi nữa. Triệu Vân Hải chỉ thấy mặc dù người nhà đều biết bạn gái của ông anh là Khổng Nguyệt, nhưng Khổng Nguyệt chưa chính thức xuất hiện trong nhà với thân phận bạn gái Triệu Quốc Đống. Năm ngoái Triệu Quốc Đống mời Khổng Nguyệt tới nhà ăn cơm, Khổng Nguyệt không tới, mà quan hệ của hai bên đến đâu thì chỉ có hai người bọn họ biết. Anh, em nghe nói Cổ Tiểu Âu thích anh. Triệu Vân Hải biết ý nên đổi đề tài. Đừng nói linh tinh, Cổ Tiểu Âu mà nghe thấy thì với tính cách cô bé đó không làm loạn mới lạ. Triệu Quốc Đống cười nói. Có không ít người biết như vậy, em thấy cũng đúng. Hôm qua Cổ Tiểu Âu gặp em còn hỏi anh đã về chưa? Triệu Vân Hải cười hì hì nói. Cổ Tiểu Âu này trông giống người mẫu nước ngoài, mà cô bé này chỉ có anh mới xứng. Bảo sao người trong nhà máy lại gọi Cổ Tiểu Âu là ngựa Tây? Ngựa Tây, Triệu Quốc Đống thấy lời này khá mập mờ, ngựa không phải để cưỡi sao? Ngựa Tây ai không muốn cưỡi? Mùi này rất được. Nghĩ đến Cổ Tiểu Âu, Triệu Quốc Đống lại nghĩ tới Lam Đại, Đồng Úc và Kiền San. Vốn tưởng mấy cô bé này chỉ gặp có lần nhưng lại vô tình xuất hiện trong đời hắn. Đồng Úc không nói, Lam Đại không ngờ biết việc hắn tới Sở Giao Thông, Tết Dương Lịch còn gọi tới chúc mừng, mời hắn tới Đông Bắc chơi, xem ra cô định mời hắn tới đó để trả nợ. Kiều San không ngờ lại biết hắn học tại chức ở Đại học An Nguyên, ngay cả hành tung của hắn cũng biết. Số lần hắn đi học tuy ít vậy mà vẫn gặp được cô, điều này làm Triệu Quốc Đống thấy có chút là lạ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống bây giờ không có tâm trạng đi trêu chọc gì cả. Mỗi lần đều khéo léo từ chối Kiều San. Thấy Triệu Quốc Đống nghĩ đâu đâu, Triệu Vân Hải cũng chỉ có thể cùng ông anh đi trong nhà máy, ánh đèn đường thi thoảng lại nhòa đi vì cơn gió. Về thôi. Đi tới cửa khu sản xuất, Triệu Quốc Đống mới trở lại hiện thực. Hắn nhìn khu nhà máy tối om. Một tiếng bước chân vang lên. Hai anh em Triệu Quốc Đống vừa vặn đi đến chỗ rẽ và đối mặt với người kia. Ồ! Triệu Quốc Đống nhìn người trước mặt, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Vân Hải, em về trước đi. Triệu Vân Hải có chút kinh ngạc nhìn người đứng đằng kia, ngoài việc xác định đó là cô gái còn trẻ ra, hắn cũng không thấy rõ bộ mặt đối phương. Nhưng Triệu Quốc Đống nói như vậy, Triệu Vân Hải vội vàng gật đầu và rời đi. Nhạn tỷ, trực ban à? Bây giờ còn cần trực ban sao? Từ Xuân Nhạn có vẻ gầy đi nhiều, mặc dù là thời kỳ mùa đông mặc nhiều áo nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể nhận ra. Lâu như vậy sao không gọi điện? Triệu Quốc Đống cảm thấy hôm nay có chút khó hiểu. Từ Xuân Nhạn đứng trong bóng tối không chịu tới gần giống như né tránh hắn. Triệu Quốc Đống vừa bực mình vừa buồn cười, mình có thể ăn Từ Xuân Nhạn sao? Muốn ăn lần trước trên xe đã ăn rồi, còn cần đợi tới bây giờ sao? Có cần như vậy không? Từ Xuân Nhạn đứng trong bóng tối mà thở dài nói. Cậu và tôi là người của hai thế giới, mặc dù ngẫu nhiên gặp nhau nhưng cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc khi nghe Từ Xuân Nhạn nói như vậy. Từ Xuân Nhạn hôm nay sao lại nói chuyện kỳ lạ như vậy? Nhạn tỷ, chẳng lẽ giữa chúng ta không có chút tình nghĩa nào sao? Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp chị thôi, sao chị cứ cố tránh né như vậy? Tình hình nhà máy đã như vậy, chị còn cố gắng làm gì? Chẳng lẽ nói tôi giúp chị không được ư? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Không cần, cậu bây giờ đã khác, sao lại phải hủy tương lai vì tôi? Giọng Từ Xuân Nhạn càng buồn hơn. Chúng ta có con đường đi của mình. Triệu Quốc Đống gãi đầu, hắn không biết đối phương sao lại đột nhiên như vậy, khác hẳn lần trước. Lần trước đối phương mặc dù cũng không muốn nhận ý tốt của hắn, nhưng đâu có nói lời khó hiểu như bây giờ. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Nhạn tỷ,
Số điện thoại của tôi không đổi, nhà máy bây giờ không được, chị và em chị ở mãi trong nhà máy cũng không phải biện pháp. Tôi nói rồi, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, cũng không xấu như chị nghĩ, ít nhất là có tôi. Tôi nghĩ mình không làm chuyện gì quá đáng cả, tôi chỉ hy vọng chị suy nghĩ kỹ. Nhà máy sợ rằng không duy trì được bao lâu, sớm tìm con đường sẽ tốt. Chính quyền không thể giải quyết hết mọi việc. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Tôi về trước, chị nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi. Tôi thấy chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện. Triệu Quốc Đống nhìn thật sâu người phụ nữ từng quyến rũ trái tim hắn, lắc đầu rồi rời đi. Người phụ nữ trong bóng tối nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rời đi rồi không nhịn được cười, cười như hoa nở. Thú vị quá, mình đúng là có người chị không bình thường. Bảo sao có người đồn nói chỉ có quan hệ với Triệu Quốc Đống không ai trong nhà máy bị kịp kia. Mình còn tưởng là nói xấu chị, nhưng hôm nay có chút kỳ quái, về phải tra khảo bà chị rõ ràng mới được. Quyển 4, chương 38, lặng lẽ chia tay. Tối hôm đó Khổng Nguyệt tầm 10 giờ mới lặng lẽ tiến tới căn phòng trước đây Triệu Linh San ở. Hai cơ thể nóng bỏng dính sát vào nhau, bao lời ngọt ngào được biến thành hành động của cơ thể. Khổng Nguyệt chui vào sát trong lòng Triệu Quốc Đống. Tay hắn đang nghịch trên ngực cô. Bộ ngực của cô là nơi hai tay Triệu Quốc Đống nhằm vào nhiều nhất, nhưng Khổng Nguyệt chỉ ôm chặt lấy eo Triệu Quốc Đống làm hắn thấy có chút không đúng. Một chút nước mắt chảy xuống trên vai hắn. Sao vậy em? Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Không có gì. Khổng Nguyệt ôm chặt lấy Triệu Quốc Đống, giống như muốn vùi cơ thể của mình vào trong hắn. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được một khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa hai người. Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu Quốc Đống thực ra sớm phát hiện giữa mình và Khổng Nguyệt có vấn đề nhưng hắn vẫn cố né tránh, hắn biết Khổng Nguyệt cũng vậy. Mặc dù hai người khi gặp đều cố gắng lao vào nhau, nhưng hắn biết đã không còn thân mật như trước. Chẳng lẽ tình cảm này sắp đi tới cuối sao? Vấn đề ở đâu, là do Đường Cần xuất hiện đợt Tết khiến tình cảm hai người có vấn đề. Khổng Nguyệt chỉ lặng lẽ nằm trong lòng Triệu Quốc Đống mà khóc. Hắn cũng ôm cô vào lòng. Nhưng bao suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu hắn. Triệu Quốc Đống cố gắng tìm kiếm vấn đề, nhưng hắn buồn bực phát hiện giữa mình và Khổng Nguyệt từ đầu đã thiếu sự mãnh liệt, thiếu thử thách, nếu hắn chỉ là một người bình thường thì tình cảm này sẽ thích hợp với hắn. Nhưng hắn không phải như vậy. Lúc ở bên Đường Cẩn, hắn có thể phát tiết hết những chất chứa trong lòng, không có gì phải e ngại rụt rè. Trong tình cảm hình như hắn càng lúc càng thích cảm giác nóng bỏng, hoang dã đó. Có lẽ do mình còn quá trẻ. Hoặc là giấc mơ đó đã mở một cánh cửa cho hắn. Nói tóm lại hắn không còn là Triệu Quốc Đống trước đây. Hắn như một người thích uống rượu mạnh, vì thế rượu nhẹ khó có thể thỏa mãn hắn. Triệu Quốc Đống cũng không biết nên an ủi Khổng Nguyệt như thế nào. Trên thực tế hắn biết mình có an ủi cũng vô dụng. Tình cảm là thứ rất khó hiểu, bây giờ mà an ủi chính là dối trá. Hắn chỉ có thể lặng lẽ vuốt ve tấm lưng trần của Khổng Nguyệt. Quốc Đống, chúng ta chia tay ư? Triệu Quốc Đống chấn động, mặc dù hắn sớm đoán trước nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Hắn đang định nói thì bị tay Khổng Nguyệt chặn lại. Quốc Đống, anh nghe em nói. Chúng ta yêu nhau, có lẽ bây giờ chúng ta còn yêu nhau, nhưng em không muốn tình yêu này, hoặc là em không thể chấp nhận tình yêu này. Khổng Nguyệt cuộn mình trong lòng Khổng Nguyệt rồi nói. Em biết anh là người làm việc lớn, mà em lại thích cuộc sống đơn giản, bình dị. Em và anh đi bên nhau là duyên phận nhưng duyên phận này nhiều tới đâu thì em không biết. Triệu Quốc Đống không nói gì, hắn biết lúc này Khổng Nguyệt rất tỉnh táo nên không cần mình giải thích. Có lẽ thời gian sẽ thay đổi nhiều thứ, nhưng bây giờ em không biết. Khổng Nguyệt hít sâu một hơi mà nói. Quốc Đống, chúng ta tạm thời xa một thời gian để suy nghĩ được không? Anh không nên cảm thấy áy náy hoặc có lỗi, em tình nguyện. Cho đến bây giờ anh là người duy nhất em yêu. Nhưng em muốn cuộc sống bình lặng, mà anh lại không thể cho em. Nên mong anh đừng can thiệp hoặc khuyên em làm gì có được không? Triệu Quốc Đống nằm im không nhúc nhích, một lúc sau hắn nghẹn giọng nói. Tiểu Nguyệt, em muốn đi đâu? Em sẽ đến Úc hoặc Canada, không khí học ở đó rất tốt. Em không thích Mỹ. Khổng Nguyệt dán sát mặt mình vào bên dưới Khổng Nguyệt. Đừng lo cho em, nhưng không được quên em. Quốc Đống, để em nhớ kỹ đêm nay. Khổng Nguyệt rời đi làm nhiều người có chút ngạc nhiên, nhưng Triệu Quốc Đống đã mơ hồ cảm nhận được điều này. Hắn không ngờ Khổng Nguyệt vẫn rụt rè mà lại tỉnh táo và lý trí đến thế. Cô có thể thấy tất cả và quyết đoán đưa ra quyết định. Triệu Quốc Đống không biết Khổng Nguyệt về sau sẽ như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ cô đã in sâu hình bóng trong trái tim hắn.
Cả đêm không ngủ nhưng Triệu Quốc Đống phát hiện mình rất tỉnh táo, nhưng Triệu Quốc Đống lại không cần. Khổng Nguyệt rời đi đã kích thích hắn, nhưng lại giống như không phải. Tâm trạng, lý trí vẫn bình thường, ngoài tinh thần hơi thoải mái ra thì tất cả đều bình thường. Hắn đã thành người tự do, mặc dù không muốn nhưng đó là thực tế. Sau một đêm điên cuồng, chuyện giữa hắn và Khổng Nguyệt đã trôi đi. Khổng Nguyệt nói với Triệu Quốc Đống là cô muốn hoàn thành xong năm thứ hai đại học rồi sẽ đi Canada hoặc là Australia. Triệu Quốc Đống thay cô chọn Canada, khí hậu ôn hòa ở đó phù hợp với Khổng Nguyệt hơn. Tuần cuối cùng trước Tết đã tới, Triệu Quốc Đống không nói gì, hắn không tìm ra lời thích hợp để diễn tả tâm trạng của mình. Tức giận hình như không phải, nhẹ nhàng cũng không phải, buồn bực thì có một chút nhưng không rõ ràng, vui sướng thì không có chút nào. Vậy là cái gì? Triệu Quốc Đống tìm rất lâu mới hình dung ra được, cô đơn. Tại sao lại như vậy? Cuộc sống không có mục tiêu, hoặc là nói phải có mục tiêu thực tế mới kích thích được hắn. Lúc này hắn muốn quay lại một năm về trước, khi đó áp lực của khu khai phát đặt lên vai hắn. Áp lực rất lớn khiến hắn dồn toàn lực phấn đấu, mà bây giờ thì sao? Chuyện ở ban quy hoạch tổng hợp có quan hệ gì với hắn? Phát triển ở sở giao thông chẳng lẽ nói mình sẽ lui lại 10 năm? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, cấp phó trưởng phòng, đây là quan. Chánh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp, sở giao thông là cấp trưởng phòng. Nhưng nó lại có sự khác nhau. Chăm chỉ làm việc, việc nhỏ có thể làm ra một sự nghiệp vĩ đại. Nhưng làm việc văn phòng theo quy định thì việc nhỏ lại thành phức tạp. Nhưng có những lúc giữa quan với nhau lại cần thay đổi, chỉ có chuyển đổi thì anh mới lột xác hoàn toàn, mới bước tới con đường mới. Đây gọi là Phượng Hoàng sống lại. Bữa tối hai anh em Đức Sơn cũng đã về. Triệu Quốc Đống hiếm khi uống rượu cùng ba thằng em, hơn nữa có vẻ khá thoải mái. Chẳng qua uống một lát ba thằng thấy Triệu Quốc Đống có chút không yên. Cuối cùng Triệu Quốc Đống không ngờ lại say. Trong mơ màng, Triệu Quốc Đống chỉ thấy người mình lúc nóng, lúc lạnh, người nhà đã đưa hắn lên giường, ngủ không biết qua bao lâu, Triệu Quốc Đống tỉnh lại thấy mình trong trạm xá nhà máy. Mà ngồi ở đầu giường hắn lại là Cổ Tiểu Âu. Sao lại như vậy? Triệu Quốc Đống lúc này mới thấy cả người mình không có chút sức lực, cả người đầy mồ hôi, dạ dày không ngừng kêu lên vì đói. Triệu Quốc Đống hơi động làm Cổ Tiểu Âu tỉnh lại. Cô lộ rõ vẻ vui mừng làm Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ. Mình còn đang suy nghĩ xem làm như thế nào chấm dứt quan hệ với Cổ Tiểu Âu, mà cô lại đến chăm sóc cho hắn. Triệu Quốc Đống một bên uống canh và biết mình không ngờ nằm suốt hai ngày hai đêm ở trạm xá. Triệu Quốc Đống bị cảm nóng, lạnh đến độ cả người mất hết sức lực, ngay cả bác sĩ cũng không thể nói là bệnh gì. Bác sĩ kết luận do làm việc quá độ nên mới thành vậy. Người nhà liền gọi điện tới sở giao thông xin phép cho Triệu Quốc Đống, Thái Chánh Dương còn gọi tới hỏi thăm, người nhà hàm hồ nói không có gì, nghỉ vài ngày là được. Nếu không như vậy thì có lẽ Thái Chánh Dương đã tự mình tới thăm. Cổ Tiểu Âu nói tầm nửa tiếng mới im, trong phòng lúc này chỉ còn lại mình Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống hiểu được nguyên nhân mình bị bệnh là do hơn năm liều mạng làm việc, hơn nữa không thường xuyên tập luyện. Bây giờ tình cảm có vấn đề nên thành như vậy. Chẳng qua bây giờ Triệu Quốc Đống mặc dù mệt nhưng lại rất tỉnh táo. Hắn giống như một đứa bé mới ngã xuống đất, mặc dù yếu nhưng lại đầy sức sống. Quyển 4, chương 39, bàn luận. Huyện về cơ bản đã chấp nhận đề nghị của chúng ta. Phụ trách hơn 300 công nhân, một bộ phận do huyện phụ trách, số ít không muốn vào công ty Thiên Phu thì sẽ dùng hình thức trả tiền mà giải quyết. Vậy còn nợ, khoản nợ của công ty số 1 thì huyện định giải quyết như thế nào? Triệu Quốc Đống quan tâm nhất là vấn đề này. Đúng như chú nói, anh đã nói một bộ phận do huyện phụ trách, một bộ phận do chúng ta phụ trách, ngoài ra còn một phương án là thay đổi mục đích sử dụng khu đất, dùng tiền sử dụng đất thay cho khoản nợ mà huyện phụ trách. Gần cuối năm nên Dương Thiên Bồi càng bận hơn, nhưng chuyện lớn như vậy thì bận đến đâu cũng phải bàn. Huyện có xu hướng chấp nhận phương án thứ hai. Vậy phương án nhân viên nắm cổ phần thì như thế nào? Đây là vấn đề rất quan trọng, một khi thâu tóm công ty số 1 thì số nhân viên nắm giữ cổ phần của công ty Thiên Phu sẽ là một vấn đề lớn. Anh đã bàn với luật sư và đưa ra hai phương án. Một là phân phối lợi tức năm nay, cổ đông lớn không nhận sẽ chuyển thành cổ phần. Mà nhân viên có thể lựa chọn phương án như nhận lợi tức theo cổ phần mình có, không nhận lợi tức cũng có thể chuyển sang thành cổ phần. Ngoài ra nhân viên công ty số 1 cũng sẽ nhận 5.000 cổ phần như nhân viên trước đó của công ty. Như vậy cũng tương đương khối đất và tài sản của công ty số 1 chuyển sang thành cổ phần của bọn họ.
Nếu như nhân viên không muốn nhận cổ phần có thể bán lại. Sợ là phương án này của chúng ta vừa ra thì nhân viên bên công ty số 1 không chấp nhận chuyển nhượng mất. Triệu Quốc Đống cười nói. Chắc là như vậy, chỉ còn một điều đó là vấn đề số cổ phần của nhân viên công ty số 1. Anh đã trưng cầu ý kiến của nhân viên công ty số 1, bọn họ cho rằng công ty số 1 lớn hơn công ty xây dựng số 2 trước đó nhiều, bọn họ phải được nhiều cổ phần hơn. Nhất là khi biết chúng ta sẽ mở rộng cổ phần, bọn họ hy vọng đạt được cổ phần như nhân viên cũ của công ty Thiên Phu. Vậy không được, lúc này tương đương với lợi tức một năm qua của công ty Thiên Phu. Mà công ty số 1 một năm trước không liên quan tới chúng ta. Bọn họ chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn trước đây mà làm. Về phần vấn đề tài sản thì biên độ quá lớn, đồng thời nhân viên của công ty số 1 quá nhiều, không thể nhượng bộ. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bọn họ có lẽ cũng biết muốn có cùng số cổ phần như nhân viên của công ty Thiên Phu bây giờ là không thực tế, cho nên đưa ra yêu cầu ít nhất có 6.000 cổ phần, huyện cũng hy vọng chúng ta đồng ý. Dương Thiên Bồi trầm ngâm một chút rồi nói. Đây cũng là phương án thứ hai mà anh đưa ra. Anh đã trao đổi với bộ phận quản lý, có thể tăng 1.000 tệ cho nhân viên của công ty Thiên Phu bây giờ để giải quyết, còn về phần cổ đông lớn và quản lý thì không cần lo lắng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Điểm này có lẽ cũng được, coi như phát tiền thưởng cho nhân viên chúng ta. Ừ, bây giờ giá cả leo thang, cuối năm thì cũng nên suy nghĩ tiền thưởng. Cổ Chí Thường cũng nói. Nếu hai người đã đồng ý phương án này thì có lẽ sang năm chúng ta có thể đưa phương án này thông qua trong đại hội cổ đông, sau đó ký kết với huyện. Cái này không vấn đề gì. Bồi ca, em và Cổ Thúc tin anh cứ làm theo ý này là được. Em và Cổ Thúc yên tâm làm nhà đầu tư chiến lược. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua công ty Thiên Phu mở rộng gấp đôi, anh nghĩ sao về việc mở rộng kinh doanh? Điều này anh đã sớm nghĩ tới. Thâu tóm công ty số 1 thì công ty Thiên Phu sẽ thành công ty cấp 2. Công ty số 1 tuy quản lý hơi loạn nhưng vấn đề là do lớp quản lý của bọn họ, nhất là mấy phó giám đốc và bên tài chính, chẳng qua bọn họ làm rất bí ẩn nên viện kiểm sát không điều tra ra gì. Đây là nguyên nhân khiến nhân viên công ty số 1 náo loạn. Nhưng năng lực của nhân viên kỹ thuật công ty số 1 lại tốt. Vậy anh có nghĩ cách tăng tính tích cực của nhân viên kỹ thuật không? Triệu Quốc Đống cười nói. Đã nghĩ. Nhưng bây giờ chưa chính thức xác nhập nên anh chỉ có thể lén đề nghị bọn họ cố gắng mua thêm cổ phần từ những công nhân không muốn giữ, về sau công ty nhất định nghĩ tới đãi ngộ của nhân viên kỹ thuật. Anh xuất thân từ nhân viên kỹ thuật, lại làm quản lý lâu như vậy nên hiểu rõ tác dụng của nhân viên quản lý và kỹ thuật. Làm ngành xây dựng thì hai đội ngũ này là quan trọng nhất. Quy mô công ty tăng lên, nhân viên kỹ thuật là rất quan trọng, mà nhân viên quản lý càng quan trọng hơn. Điều này công ty Thiên Phu đang thiếu. Triệu Quốc Đống nhắc Dương Thiên Bồi. Công ty hiện đại thì quản lý là thứ nhất, công ty càng lớn thì phương diện này càng phải bắt kịp. Mà biện pháp tốt nhất là sớm bồi dưỡng nhân viên quản lý. Quốc Đống, chú không làm kinh doanh là quá đáng tiếc. Nhìn Triệu Quốc Đống, Dương Thiên Bồi nói. Rất nhiều giám đốc công ty chỉ lo mở rộng thị trường, đoạt mối làm ăn, thấy thị trường là thứ nhất, không nghĩ tới việc phát triển trong nội bộ công ty, càng không nói tới bồi dưỡng nhân viên quản lý. Công ty chúng ta có quy mô nhỏ, nhưng nếu muốn lớn mạnh thì nhân viên quản lý và kỹ thuật phải theo kịp. Anh dự định bắt đầu từ sang năm sẽ có kế hoạch tập huấn nhân viên công ty, cũng lựa chọn nhân viên có tiềm lực mà bồi dưỡng, tạo thành nhân viên quản lý của công ty Thiên Phu. Em nói luôn, em không vào thương trường, tất cả chỉ có thể dựa vào anh. Nhưng chúng ta có thể phân tích phương hướng phát triển của công ty sau này. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói. Xây dựng là ngành chính của chúng ta bây giờ. Có lẽ sau này cũng vậy. Nhưng em muốn công ty Thiên Phu phải mở rộng sang việc xây dựng và khai thác nhà đất, thậm chí về sau khai thác sẽ là chủ. Chú nói là muốn khai thác địa ốc. Dương Thiên Bồi suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng bây giờ ngành địa ốc càng lúc càng kém, nhà không bán được, rất nhiều nhà đầu tư địa ốc bị nợ. Công ty Thiên Phu cũng còn có một hai khoản không thu về được do công ty địa ốc nợ. Bây giờ còn có 3 căn nằm trong tay công ty. Tin em đi. Bây giờ chỉ là tạm thời, không đầy 3 năm ngành này sẽ phát triển mạnh, hơn nữa sẽ là ngành chính trong kinh tế quốc gia. Đất, nhà ở sẽ tăng lên rất cao, cho nên nếu muốn công ty Thiên Phu phát triển mạnh thì chỉ riêng xây dựng là không đủ, chúng ta phải tiến vào nhà đất, hơn nữa đó phải là ngành chính của công ty Thiên Phu. Bây giờ chúng ta cần lợi dụng 1-2 năm khiến công ty Thiên Phu lớn mạnh. Ngành địa ốc cần quy mô và tài chính,
chỉ có làm lớn thì chúng ta mới có thể lựa chọn thời cơ thích hợp nhất tiến vào ngành sản xuất này. Triệu Quốc Đống nói chắc chắn như vậy làm Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường phải suy nghĩ. Dương Thiên Bồi làm trong ngành nên không lạ gì ngành địa ốc. Quốc Đống, anh biết tháng 7 năm ngoái Quốc vụ viện hình như đưa ra chính sách tăng cường cải cách nhà ở trong thành phố, hình như yêu cầu từng bước hủy bỏ chế độ nhà tập thể, thương mại hóa nhà ở, nhưng các nơi hình như chưa chính thức thực hiện. Các cơ quan vẫn dùng cách cũ, đều có một hai tòa nhà cho nhân viên. Có phải chú cảm thấy văn bản này sẽ dần được áp dụng? Trong vài năm tới nhà tập thể sẽ hoàn toàn ngưng hẳn, mà nhà thương mại sẽ chiếm lĩnh thị trường. Lúc ấy dân cư cần có nhà, cho nên ngành địa ốc sẽ phát triển rất mạnh. Nông thôn sẽ có nhiều người tiến vào thành phố, nhu cầu nhà càng tăng hơn, đây là cơ hội ngàn năm có một. Triệu Quốc Đống có thể nhìn ra ánh mắt nghi ngờ của Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường. Ai có thể khẳng định nhà thương mại sẽ phát triển nhanh như vậy? Mà ai có thể khẳng định ngành sản xuất này sẽ mang tới cơ hội gì? Nếu như nói quốc gia thật sự ngừng nhà tập thể, như vậy nhà thương mại đúng là có thể chiếm lĩnh thị trường nhà đất, nhưng cụ thể là khi nào rất khó nắm chắc. Quốc gia có thể sẽ suy nghĩ tình hình phát triển kinh tế trước mắt và sự chấp nhận của dân chúng mà phổ biến dần dần chứ. Cổ Chí Thường đương nhiên hiểu áp lực của nhà thương mại với dân chúng bình thường. Đây là việc không hề đơn giản. Bây giờ quốc gia không phải đã có văn bản sao? Đây là bước trụ cột, làm cho dân chúng có một thời gian làm quen. Muốn cho dân chúng từ từ hiểu đây là xu thế không thể thay đổi. Khi thời cơ tới sẽ mạnh mẽ mở rộng, lúc ấy sẽ là thời kỳ phát triển của ngành sản xuất này. Mất cơ hội thì chúng ta sẽ hối hận cả đời. Quyển 4, chương 40, hứng thú. Dương Thiên Bồi là một nhà kinh doanh khá cẩn thận và vững chắc có thể giúp nhà kinh doanh tránh nhiều nguy hiểm, nhưng nó lại khiến nhà kinh doanh đánh mất nhiều cơ hội. Trong kinh doanh, tính cách của Dương Thiên Bồi là rất thích hợp, lại được Triệu Quốc Đống chỉ điểm thì tất cả đều có thể, lấy một vài bộ phận mạnh mẽ thích hợp gia tăng bước tiến là việc tốt ở thời đại này. Nếu không tiến vào năm 98 mà không đủ tài chính và quy mô thì không thể thành người mạnh trong ngành địa ốc. Triệu Quốc Đống không hy vọng Tân Châu chỉ là một công ty hạng hai. Hắn đã chỉ ra phương hướng phát triển của Tân Châu, hơn nữa còn đưa ra mục tiêu trong 2-3 năm tới. Kiếm tiền mặc dù quan trọng, nhưng quan trọng nhất là mở rộng quy mô của công ty. Muốn cho Tân Châu sau 2-3 năm sẽ thuận lợi tiến vào thị trường địa ốc Andô, thậm chí tỉnh An Nguyên. Mà một công ty muốn phát triển thì dựa vào tài chính ngân hàng ủng hộ là tất nhiên. Như vậy tăng quan hệ với ngân hàng xây dựng càng thêm quan trọng. Triệu Quốc Đống biết có lúc mình phải phát huy tác dụng, đương nhiên nó là thông qua phương pháp người ta có thể chấp nhận. Dương Thiên Bồi cũng nói cho Triệu Quốc Đống là mình đã mở được thị trường ở huyện Mai. Ngoài cầu Mai Giang, công tác cải tạo huyện thành cũng có một bộ phận do Tân Châu phụ trách, thành tích này khá khả quan. Nhưng do vài hạng mục cùng tới khiến Tân Châu gặp khó khăn về nhân lực và tài chính, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Dương Thiên Bồi muốn thâu tóm công ty số 1. Triệu Quốc Đống cũng không hỏi Dương Thiên Bồi làm thế nào được vậy. Hắn biết trong đó nhất định có quan hệ với lãnh đạo chính quyền địa phương, nhất là hạng mục cải tạo huyện thành càng không dễ. Vấn đề tài chính là khó khăn nhất với từng công ty, gần như bất cứ công ty nào cũng gặp khó khăn về tài chính, mà hệ thống ngân hàng chính là cách tốt nhất để giải quyết. Chẳng qua nó lại khác với công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng. Chính quyền địa phương Tân Châu hy vọng công ty chúng ta có thể xây dựng trụ sở ở khu kinh tế kỹ thuật mới thành lập của bọn họ. Hơn nữa chấp nhận cho chúng ta thuê đất với giá rẻ. Điều kiện là công ty chúng ta nhất định cần phải xây dựng một công trình kiến trúc tiêu biểu của Tân Châu. Trường Xuyên bây giờ đã rất tự tin khi nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Em đã bàn với chính quyền Tân Châu về vị trí và diện tích khu đất. Khu đất bọn họ cung cấp mặc dù lớn nhưng vị trí thì em không quá hài lòng. Nếu muốn chúng ta xây dựng thành công trình tiêu biểu thì vị trí đó khá kém. Đặt trước mặt Triệu Quốc Đống là một bức bản đồ lớn của thị xã Tân Châu. Sông Mông Hà và Thương Lãng chia nội thành Tân Châu thành ba khối. Sông Mông Hà từ Tây sang Đông, Thương Lãng từ Nam sang Bắc, ba khu vực này lớn nhỏ khác nhau. Anh nhìn xem, bây giờ Tân Châu chủ yếu phát triển phía Bắc Mông Hà, hình thành nửa hình chứng. Thị ủy, ủy ban nhân dân đều nằm ở đây, mà nơi này là khu kinh doanh chủ yếu của Tân Châu. Hai nơi này cách nhau 4 km. Bây giờ cầu Thương Lãng đã làm xong được 3 năm, Giang Bắc chính là nội thành mới, đây sẽ là xu thế phát triển chính. Nhất là cầu Thương Lãng xây dựng xong càng lộ rõ tầm quan trọng của nó. Mà phía Nam Thương Lãng bây giờ được quy hoạch thành khu kinh tế kỹ thuật. Nói cách khác bây giờ bọn họ muốn phát triển mạnh khu khai phát kinh tế kỹ thuật,
hy vọng chúng ta thành ngọn cờ đầu. Triệu Quốc Đống nhìn bản đồ mà nói. Chắc là vậy, cho nên bọn họ chấp nhận cho thuê giá rẻ để chúng ta xây dựng trụ sở ở đó, hy vọng chúng ta xây dựng tòa nhà thương lãng. Trường Xuyên liếm liếm môi mà nói. Hừ, tòa nhà thương lãng, nghĩ hay nhỉ, xây dựng làm gì? Công ty chúng ta bây giờ có nhiều nghiệp vụ để xây dựng tòa nhà lớn như vậy sao? Chẳng lẽ nói 3-4 người ở một phòng? Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng rồi nói. Chính quyền địa phương có suy nghĩ của bọn họ, nhưng công ty phải có ý của mình. Sao có thể làm theo sự chỉ huy của bọn họ? Anh, giá ở đó khá rẻ, hơn nữa xây dựng trụ sở công ty ở đâu cũng không quá quan trọng. Nơi sản xuất của công ty không phải ở nội thành, chính quyền địa phương hy vọng chúng ta tạo tâm điểm mà thôi. Đây là sau khi CCTV phát quảng cáo về nước suối Thương Lãng, Bí Thư Liễu và Thị trưởng Tôn cũng đến công ty ta kiểm tra 2 lần. Bọn họ không hài lòng với trụ sở làm việc của công ty, cho rằng ảnh hưởng lớn tới hình ảnh công ty, cho nên mới đưa ra điều kiện tốt như vậy để ủng hộ chúng ta phát triển. Trường Xuyên vội vàng giải thích vì thấy ông anh không hài lòng. Chú nghĩ chính quyền địa phương là nhà từ thiện ư, bọn họ sao không cho chú khu đất bên phía Tây để xây dựng, lại muốn chúng ta tới khu khai phát kinh tế kỹ thuật. Triệu Quốc Đống nói, xây dựng tòa nhà thì được nhưng phải ở phía Tây, hơn nữa nhất định là vùng này, chính là nơi hai đường chính giao nhau. Đây là trung tâm buôn bán của Tân Châu sau này. Về phần khu khai phát kinh tế kỹ thuật, anh thấy vài năm tới cũng không thể phát triển. Chúng ta sao phải tới nơi hẻo lánh đó mà xây dựng tòa nhà? Trường Xuyên và Đức Sơn nhìn nhau, thị ủy và chính quyền Tân Châu tha thiết yêu cầu, hai người bọn họ thiếu chút nữa đồng ý. Chính quyền địa phương đưa ra điều kiện quá tốt, đất gần như cho không, hơn nữa còn nói sẽ phối hợp mấy ngân hàng cho bọn họ vay. Hai người chỉ nói cảm ơn chính quyền ủng hộ nhưng kế hoạch này cần cẩn thận nghiên cứu. Bọn họ về muốn bàn với Triệu Quốc Đống để Triệu Quốc Đống quyết định. Nhưng hai thằng không ngờ Triệu Quốc Đống lại không hề hứng thú với khu đất đó. Nghe Trường Xuyên nói điều kiện ưu đãi mà Tân Châu đưa ra, Triệu Quốc Đống vẫn lắc đầu nói. Phối hợp ngân hàng cho vay, chẳng lẽ nói vay tiền không trả, không tính lãi? Công ty bây giờ đang phát triển như vậy, không cần chính quyền địa phương phối hợp thì hệ thống ngân hàng vẫn ủng hộ như thường. Về phần xây dựng trụ sở, Tân Châu muốn biết khu hoang vu này thành khu khai phát kinh tế kỹ thuật thì cần có vài điều kiện cơ bản. Nếu không công ty bên ngoài dựa vào cái gì tới đó đầu tư? Giá đất rẻ, vậy phải xem nó có đáng không? Nếu như khu này 10 năm sau vẫn vậy, chú cảm thấy chú tốn rất nhiều tiền xây dựng tòa nhà ở đó là đáng không? Thấy Triệu Quốc Đống không khách khí phản bác ý của mình, Trường Xuyên vẫn cãi. Anh, đã có dự báo về sự phát triển của khu khai phát kinh tế kỹ thuật Tân Châu, chỉ là các công ty bây giờ quy mô không lớn. Hơn nữa sau khi cầu Thương Lãng thông xe, bên đó đã thay đổi nhanh. Em thấy chỉ bằng khu đất này cũng đáng để chúng ta xây dựng ở đó. Anh không phải thường xuyên nói giá đất chỉ tăng không giảm sao? Em cho rằng khu đất này vài năm là tăng mạnh. Còn có nếu chúng ta dựa theo ý của chính quyền địa phương mà thành công ty đứng đầu Tân Châu, như vậy chính sách ưu đãi cho công ty cũng nhiều hơn. Ví dụ như thuế, khoản vay, đất, thuê công nhân. Hơn nữa bọn họ cũng giúp công ty ta tạo dựng hình ảnh trong toàn tỉnh An Nguyên. Đức Sơn cũng nói theo. Triệu Quốc Đống cũng hiểu hai thằng em đã trưởng thành không ít, không vì ý của hắn mà thay đổi ý kiến. Thực ra xây dựng ở khu khai phát kinh tế kỹ thuật không phải không thể, nhưng Triệu Quốc Đống lo lắng xây dựng tòa nhà khiến mục tiêu chính của công ty giảm đi, mất cơ hội tốt nhất phát triển vào năm tới. Đức Sơn, Trường Xuyên, anh thấy như vậy, bây giờ chúng ta tạm thời chưa kết luận vội, anh dù sao chưa xem xét khu khai phát kinh tế kỹ thuật, trong đợt Tết chúng ta sẽ tới xem xu thế phát triển. Ngoài ra anh muốn hỏi một câu, tại sao mấy công ty lớn của Tân Châu như Động Lực Ô Giang và Rượu Tam Nguyên không chia sẻ lo lắng cho chính quyền, lại muốn đẩy chúng ta vào? Hiệu quả kinh doanh của Động Lực Ô Giang 2 năm nay giảm mạnh, Tân Châu không hy vọng vào bọn họ. Rượu Tam Nguyên mặc dù là phát triển nhất Tân Châu, nhưng mấy năm trước bọn họ đã xây dựng tòa nhà Tam Nguyên Hồng 14 tầng ở Giang Bắc, hơn nữa khu sản xuất của bọn họ cũng ở đây. Muốn bọn họ phát triển bên Giang Nam thì sợ rằng không dễ. Trường Xuyên lắc đầu nói. Anh thấy không cần phải xây dựng tòa nhà lớn làm gì. Nếu điều kiện thích hợp thì thuê cả khu đất thật rộng xây dựng một khu sinh thái cho công ty, xây dựng nhiều tòa nhà như biệt thự 2 tầng, đến lúc đó không cho thuê được cũng có thể coi là nhà biệt thự để ở mà. Triệu Quốc Đống đã có một kế hoạch, nhưng bây giờ còn chưa thành thục. Xây dựng nhà cao tầng hắn sẽ không ngu gì mà làm. Vừa tốn tài chính,
vừa mất nhiều tâm trí. Ý tưởng này của Triệu Quốc Đống làm Trường Xuyên và Đức Sơn rất khó hiểu. Nhưng thấy ông anh lại bắt đầu suy nghĩ, hai thằng không tiện hỏi nhiều. Quyển 4, chương 41, khách mời. Còn 2-3 ngày nữa là Tết, các phòng trong cơ quan không có bao người. Dù sao cũng gần hết năm, các nhà đều có việc của mình, sở cũng không có việc gì khẩn cấp cần giải quyết, lãnh đạo cũng hiểu mà. Triệu Quốc Đống nghỉ vài ngày rồi trở lại sở giao thông. Đám đồng nghiệp cũng không hiểu mấy hôm nay Triệu Quốc Đống đi đâu. Hắn là tránh văn phòng, đây vốn là một vị trí không nhàn hạ gì. Không chừng hai hôm nay hắn đi làm việc giúp lãnh đạo. Triệu Quốc Đống đến văn phòng Thái Chánh Dương báo danh, Thái Chánh Dương quan tâm hỏi sao rồi, Triệu Quốc Đống vỗ ngực nói mình đã khỏe rồi lui ra. Bữa trưa Triệu Quốc Đống ăn trong bếp của sở, ở đây ăn cũng được, hơn nữa được ăn nhiều. Nghe nói hàng năm sở bù không ít, nhưng nó hấp dẫn không ít thanh niên chưa gia đình. Ngay cả mấy đồng chí già ở xa xa cũng ở lại đây ăn. Buổi chiều càng nhàn hơn, Triệu Quốc Đống không có việc gì bỏ quyển sách giới thiệu về Thượng Hải và Bắc Kinh ra đọc. Triệu Quốc Đống đọc đến quên thời gian, khi hắn nhìn lên thấy đã hơn 6 giờ. Cơ quan bây giờ gần như là nhà trống, Triệu Quốc Đống nhìn xuống thì thấy có xe Honda vẫn còn đỗ đó. Xem ra Thái Chánh Dương chưa về. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, lúc này Thái Chánh Dương sao không về nhà. Triệu Quốc Đống đang định gọi điện thì có tiếng chuông reo lên. Hắn đoán là Thái Chánh Dương gọi, quả nhiên là như vậy. Xe chạy trên đường, Thái Chánh Dương nhắm mắt nghỉ ngơi. Triệu Quốc Đống ngồi bên trên lại rất buồn bực, cũng may không lâu sau xe đã tới phía đông thành phố. Khu nghỉ dưỡng quốc tế Hồ Vân Loa, Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Nhưng Thái Chánh Dương lại không có phản ứng gì nặng nề ấy vẫn im lặng. Vào con đường dành riêng cho khu nghỉ dưỡng, tốc độ xe chậm lại. Trời từ từ tối dần, ánh đèn chiếu rọi lên những cành cây, cọng cỏ ven đường. Xe chạy vài vòng làm Triệu Quốc Đống không biết nó đi đâu, đến khi một bãi đỗ xe nhỏ thì mới ngừng lại. Triệu Quốc Đống xuống xe chuẩn bị mở cửa cho Thái Chánh Dương thì Thái Chánh Dương đã sớm tự mở cửa xe. Đi thôi, hôm nay Chủ tịch Tần mời khách, Tiểu Hàn có việc. Cậu cũng nên gặp người bên cạnh lãnh đạo thì mới có lợi. Thái Chánh Dương không nói nhiều, y đi theo nhân viên phục vụ vào trong. Triệu Quốc Đống và Tiểu Tống cũng đi theo. Giám đốc Thái tới, mời, Chủ tịch Tần đã tới. Một người đàn ông trung niên tầm 40 đã đi ra đón, rất thân thiết chào Thái Chánh Dương. Trưởng ban thư ký Trần, sao lại phiền anh như vậy? Thái Chánh Dương vội vàng tiến lên bắt tay đối phương. Qua 15 chúng ta tới Hoa Dương tắm nước nóng. Câu cá, tôi hẹn cả lão hầu nữa. Được, cứ quyết định như vậy đi. Qua 15 là đi, muộn nữa thì không có thời gian. Vị trưởng ban thư ký Trần rất thân thiết vỗ vỗ vai Thái Chánh Dương. Mau vào thôi, những người khác đã tới đông đủ. Trưởng ban thư ký Trần cùng Thái Chánh Dương đi vào trong. Lúc này một thanh niên tầm 27, 28 tuổi lại lặng lẽ đi tới nói. Tiểu Tống, vị này là... Ồ, thư ký Giang. Đây là tránh văn phòng Triệu, thư ký Hàn có việc không tới được. Giám đốc Thái lo Chủ tịch Tần có công việc cần bố trí nên bảo tránh văn phòng Triệu tới. Tiểu Tống khá nhạy bén bịa chuyện, mặc dù y không rõ nguyên nhân Thái Chánh Dương gọi Triệu Quốc Đống đi, nhưng cũng biết tầm quan trọng bữa tiệc hôm nay. Chào thư ký Giang, tôi là Triệu Quốc Đống, anh gọi tôi Tiểu Triệu là được. Triệu Quốc Đống mặc dù không rõ Thái Chánh Dương muốn đưa mình tới đây làm gì. Nhưng biết hôm nay là cuộc gặp mặt ở tầm cao cho nên hắn rất lễ phép chào đón. Ha ha, đừng khách khí như vậy, tôi hơn cậu vài tuổi, cậu gọi tôi Giang ca là được. Đi thôi, chúng ta sang bên kia. Vừa vào trong, Triệu Quốc Đống biết đây là nơi như thế nào. Đây là căn phòng rộng, đặt hai bàn cũng thừa, ở giữa còn có một hòn giả sơn với nước suối chảy róc rách. Họ Giang ngồi vào rồi nói. Tiểu Triệu có lẽ không quen ở đây, tôi là Giang Ninh. Thư ký của Chủ tịch Tần, mấy vị bên kia có thể không quen, tôi giới thiệu với cậu. Triệu Quốc Đống tiến vào đúng là làm vài người có chút ngạc nhiên. Thư ký của Thái Chánh Dương bọn họ cũng đã gặp qua, bọn họ còn nghĩ Thái Chánh Dương đổi thư ký. Nhưng khi Giang Ninh giới thiệu mới biết Triệu Quốc Đống là khách mời tạm thời. Bàn rượu rất thích hợp hóa giải sự xa lạ, thái độ nhún nhặn và chân thành của Triệu Quốc Đống làm mấy người kia rất nhanh chấp nhận hắn. Mà Triệu Quốc Đống cũng biết hôm nay là cuộc gặp như thế nào. Ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống là thư ký của Cục Trưởng Lý, Cục Thống kê tỉnh, tiếp theo là thư ký của Giám đốc Công ty Kinh doanh Thuốc lá tỉnh. Ngoài ra còn có thư ký của Giám đốc Trung tâm Thu hút Đầu tư tỉnh, thư ký của Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh.
tất cả đều là thư ký ngoài hắn. Triệu Quốc Đống có thể nghĩ ra hôm nay là do Chủ tịch Tần mời mấy vị lãnh đạo, cảm ơn mọi người ủng hộ trong một năm qua, mong rằng năm sau mọi người tiếp tục ủng hộ. Thái Chánh Dương nếu gọi hắn tới còn dặn hắn làm quen với người bên lãnh đạo thì sẽ có ý đồ. Tần Hạo Nhiên là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh phụ trách nhiều ngành có thực lực cơ mà. Mấy ngành độc quyền như thuốc lá, điện, bưu điện chủ yếu thuộc ngành dọc, các đơn vị bên dưới hoàn toàn không nể mặt chính quyền địa phương, nhưng cấp tỉnh lại khác. Có thể làm thư ký của lãnh đạo thì đương nhiên biết rõ điều này. Lãnh đạo có nhiều việc cần thư ký đứng ra làm giúp, điều này khiến thư ký có vị trí rất quan trọng trong quan trường Trung Quốc. Triệu Quốc Đống biểu hiện rất xuất sắc. Mọi người ở đây tuổi đều từ 20 đến hơn 30. Bình thường khi trên 30 là lãnh đạo sẽ suy nghĩ tìm công việc khác cho thư ký. Các thư ký trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ chín chắn, nhưng đối với người cùng thân phận lại không e ngại, nói chuyện cũng vui vẻ hơn. Có lẽ đây là cơ hội lớn để mọi người phát tiết. Triệu Quốc Đống vừa ăn vừa uống, đồng thời cũng cẩn thận quan sát người trong bàn. Giang Ninh là thư ký của Tần Hạo Nghiên nên coi như nhân vật chính ở đây. Đảng viên người khác mời rượu thì đều cho mặt mũi, nhưng Giang Ninh lại ra vẻ khống chế mình, chỉ cần đối phương ra vẻ khó là dừng. Thư ký của giám đốc công ty thuốc lá và điện lực mặc dù ngoài mặt khách khí, nhưng lại ra vẻ hơn người khiến người ta khó chịu. Nhưng Triệu Quốc Đống lại không tìm được lời thích hợp để hình dung về bọn họ. Giống như bọn họ không có hứng thú với buổi này, người khác mời rượu đều nửa đẩy nửa từ chối. Nhưng thư ký của giám đốc bưu điện tỉnh lại nhã nhặn hơn. Luôn tươi cười, ai tới cũng không từ chối. Cũng may Triệu Quốc Đống và Giang Ninh luôn có biện pháp tạo không khí bàn rượu. Nói chuyện từ vật giá tăng cao, kinh tế phát triển quá nóng, từ tình cảm nam nữ đến điều chỉnh nhân sự. Cửa được mở ra, Chủ tịch Tần cầm chén đi vào trước, sau đó là trưởng ban thư ký Trần cũng cao giọng nói. Chủ tịch Tần đến thăm mọi người, mời mọi người cầm chén lên. Trưởng ban thư ký Trần rất quen với các thư ký ở đây. Ngoài Triệu Quốc Đống đột nhiên thêm vào, những người khác đều có thể nhắc tên tuổi rõ ràng. Chẳng qua khi giới thiệu tới Triệu Quốc Đống, Tần Hạo Nghiên còn hỏi Thái Chánh Dương là có phải Tiểu Triệu ở phòng cao tốc không? Thái Chánh Dương trả lời có, Tần Hạo Nghiên liền khen Triệu Quốc Đống hai câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 4, chương 42, tin tức. Tần Hạo Nghiên nói như vậy làm Giang Ninh nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt khác. Thư ký của các nhân vật như Tần Hạo Nghiên có ánh mắt rất cao. Nhưng đối với lãnh đạo cấp trên lại không có bao nhiêu tác dụng đáng nói. Nhất là đối với thư ký của cấp dưới thì càng không quá quan trọng. Mặc dù Triệu Quốc Đống không phải thư ký của Thái Chánh Dương, nhưng lúc này Thái Chánh Dương mang Triệu Quốc Đống đến có thể thấy rõ thân phận không bình thường của hắn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu thái độ của Giang Ninh đối với mình đã dần thay đổi. Không khí bữa ăn đã đổi khác, Triệu Quốc Đống giả vờ không biết. Vẫn ăn uống như trước. Tình hình này không cần giải thích, không cần để ý, biện pháp tốt nhất là thản nhiên. Bữa ăn kết thúc một cách vui vẻ, Triệu Quốc Đống nhận được vài tờ danh thiếp bên trên có tên và số điện thoại. Nhất là Giang Ninh càng thêm thân thiết với Triệu Quốc Đống, hẹn hắn lúc nào rảnh thì mọi người ngồi uống với nhau. Triệu Quốc Đống hiểu ý của đối phương, xem ra Giang Ninh này có lẽ sẽ xuống dưới rèn luyện, nếu không cũng không cần thân thiết với hắn như vậy. Đi theo lãnh đạo thì rất oai phong, nhưng về cơ bản không có cơ hội tạo quan hệ của mình. Một khi anh xuống sẽ thấy hoàn cảnh rất lạ, trước kia đều dựa vào hào quang của lãnh đạo, làm một hai việc còn được nhưng lâu dần vẫn phải dựa vào bản thân mình. Triệu Quốc Đống không thích làm thư ký, theo hắn thấy thư ký chỉ là cây tầm gửi, nói khó nghe là ký sinh vào lãnh đạo mà thôi. Làm thư ký đúng là có thể học được kinh nghiệm quan trường của lãnh đạo, nhưng sẽ mất nhiều thứ như cá tính, nhân cách. Nhất là thư ký vừa vào xã hội càng dễ bị tính cách của lãnh đạo đồng hóa. Cơ quan không có bao nhiêu việc, ngoài văn phòng bố trí có người trực ban ra, còn đâu những người khác có thể thoải mái nghỉ ngơi. Nó khác khi Triệu Quốc Đống làm bên công an, còn lo có việc lớn xảy ra. Tết này hắn cũng đến nhà bốn người Lưu Triệu Quốc, Tết này cũng rất bận. Ngoài việc ăn Tết với Chu Tinh Văn, Khâu Nguyên Phong, hắn còn gặp đám người Tiêu Hoa Sơn, Lôi Hướng Đông mất hai ngày. Nhưng thật ra Kiều Huy vẫn ở Phúc Kiến, đến tận 15 mới vội vàng trở về. Khổng Nguyệt từ chối đến nhà Triệu Quốc Đống dùng cơm, cô dùng cách này để chứng minh mình và Triệu Quốc Đống không yêu nhau. Lưu Thành và Triệu Linh San đến tận 29 mới về Giang Miếu. Việc xây dựng thêm nhà xưởng của công ty bên Thương Lãng đã đến giai đoạn hoàn thành, chỉ chờ nghiệm thu mà thôi.
Theo Triệu Quốc Đống thấy thì công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng bây giờ mới coi như chính thức có mô hình của một công ty hiện đại. Đúng mùng 9 tháng 1, Phòng Tử Toàn ký hợp đồng với bên Bình Xuyên về kinh doanh mỏ than. 1,4 triệu, ngoài nhà máy gạch bỏ ra 500 ngàn, còn 900 ngàn do Triệu Quốc Đống bỏ ra, lấy danh nghĩa nhà máy gạch Toàn Hưng vay từ ngân hàng xây dựng Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống thấy cách này thích hợp hơn cả. Khi gặp Liễu Đạo Nguyên, Triệu Quốc Đống hỏi về xu thế phát triển của khu khai phát kinh tế kỹ thuật Tân Châu, đây không phải bí mật gì cả. Liễu Đạo Nguyên còn nghĩ Triệu Quốc Đống có hứng thú sang Tân Châu nên giới thiệu ý tưởng của Tân Châu. Bây giờ tài chính Tân Châu đang khá hạn hẹp, cầu Thương Lãng khiến tài chính Tân Châu thu hẹp nhiều, bây giờ mà muốn xây dựng các phương tiện trụ cột cho khu khai phát là không thể. Mà không có cơ sở trụ cột thì nhà đầu tư sẽ không vào, khu khai phát càng thêm không có người tiến vào. Chẳng qua từ lâu dài thì thấy khu khai phát kinh tế kỹ thuật Tân Châu có tương lai. Nhất là khi cao tốc An Quế được thi công, mà cầu Mông Hà của đường cao tốc này vừa vặn đi ngang qua Giang Bắc và khu khai phát kinh tế kỹ thuật bây giờ. Mà thị ủy Tân Châu và ủy ban thị xã cũng muốn chuyển khu nội thành cũ tới khu khai phát kinh tế kỹ thuật, chỉ là bây giờ mới là quy hoạch trên giấy, trong thời gian này không thể áp dụng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống biết phương hướng của Tân Châu là đủ rồi. Mặc dù bây giờ Tân Châu còn chưa thể áp dụng kế hoạch này, nhưng chuyển rời khu trung tâm hành chính cũng đại biểu xu hướng phát triển của thành phố. Nếu chờ đến khi kế hoạch rõ ràng thì giá đất ở khu khai phát sẽ tăng vài lần. Lam Đại không ngờ lại tới nhà cổ Tiểu Âu ngay ngày mồng 7, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Cô bé này sao lại có thể quan hệ tốt với cổ Tiểu Âu như vậy, điều này làm người ta rất khó hiểu. Mà khi Triệu Quốc Đống ăn cơm ở nhà Lưu Triệu Quốc, vợ Lưu Triệu Quốc rất khen Lam Đại, ý tưởng trong đó Triệu Quốc Đống không nghĩ cũng hiểu. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác làm vợ Lưu Triệu Quốc không vui. Cuộc sống có nhiều sự việc tất nhiên và ngẫu nhiên tạo thành. Chuyến đi tới Tân Châu làm Triệu Quốc Đống chọn xây dựng trụ sở ở khu khai phát kinh tế kỹ thuật. Chẳng qua hắn không chọn một khu vực bằng phẳng mà chọn một nơi hơi gần Lâm Giang. Nơi này là khu vực sinh thái chưa được khai thác, mặc dù không thể nói cây cao che trời nhưng vẫn là một màu xanh đập vào tầm mắt. Ở đây vốn là một bãi đất hoang ở ven sông lại được Triệu Quốc Đống nhìn chúng. Triệu Quốc Đống cũng thay ý tưởng xây dựng tòa nhà với diện tích vài chục mẫu bằng cả khu đất này, tổng cộng hơn 400 mẫu. Ngoài việc xây dựng một tòa nhà 3 tầng rưỡi với kiến trúc hiện đại, Triệu Quốc Đống dự định lợi dụng khu vực này xây dựng một khu vực lớn phục vụ công việc, đồng thời cũng xây dựng vài chục biệt thự, vừa có thể dùng cho nghỉ dưỡng, vừa có thể để công nhân làm việc. Triệu Quốc Đống cũng hy vọng 1-2 năm là xây dựng xong nơi này, như vậy cũng không phù hợp kế hoạch của hắn. Nếu có thể kéo dài vài năm khi khu khai phát kinh tế kỹ thuật phát triển, đến lúc đó tinh tế sửa chữa thì tin rằng nó còn được chào đón hơn nhiều so với việc chen chúc vào tòa nhà cao tầng. Hơn nữa về sau mà muốn mở rộng không gian thì cũng dễ hơn. Việc thuê đất thì không vấn đề gì, đám quan chức bây giờ rất khó có thể đoán được mảnh đất này 5 năm, thậm chí 10 năm sau sẽ biến hóa như thế nào. Bãi sông rất gập ghềnh, lại lệch sang góc. Chẳng qua điều này lại làm đám quan chức chính quyền không hài lòng vì công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng không xây dựng tòa nhà cao tầng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống hy vọng dùng ngôi nhà 3 tầng Thương Lãng để chữa trị lại một chút. Một vấn đề khác chính là hệ thống, điện nước ở khu vực này không theo kịp tiến độ. Triệu Quốc Đống ngồi trên chiếc xe Toyota mà công ty mới mua đi tìm hiểu rõ ràng mảnh đất này, xung quanh đều là cây cỏ mọc đầy, nếu không chính là mấy mảnh đất được dân chúng khai phá mà trồng rau. Dân chúng cũng không hiểu nơi này sao lại có người chú ý. So sánh với việc thành công trong kinh doanh, con đường làm quan quá bình tĩnh khiến Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Dù là công ty Thiên Phu hay công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng đều có thành tích huy hoàng. Hắn chỉ cần nói phương hướng là có thể thay đổi vận mệnh một công ty. Nhưng con đường làm quan của hắn lại rất bình thường. Đây là do năng lực của hắn không phù hợp, hay là hắn không quyết tâm đi luồn cúi. Ngay cả Phòng Tử Toàn cũng phấn đấu vì mục tiêu đặt ra, vậy còn hắn. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Hắn đã sửa lại văn bản cần đưa cho lãnh đạo đã được đưa. Bên ngoài trời rất sáng nhưng đây không phải cuộc sống mà Triệu Quốc Đống thích. Một người lén lút tiến vào văn phòng Triệu Quốc Đống. Lão Tiền này không biết có phải bị cơn sóng lần trước làm thay đổi không, nhưng dù cách đi đứng, nói chuyện đều không tạo tiếng động. Có việc gì thế Lão Tiền? Triệu Quốc Đống ném cho Lão Tiền một điếu Trung Hoa. Cũng không có gì. Lão Tiền cười ha hả nói. Không có gì thì anh chạy quanh làm gì? Triệu Quốc Đống không tin đối phương. Nói đi. Có việc gì?
Lão Tiền đi tới đóng cửa văn phòng lại rồi nhỏ giọng nói. Chánh văn phòng Triệu, anh có nghe nói tới không? Nghe gì cơ, tôi hàng ngày nghe rất nhiều tin. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Ha ha, anh Triệu, tôi biết anh tin tức rất nhanh nhạy, chẳng qua tôi thấy anh không biết tình hình rồi. Lão Tiền có chút thần bí mà nói. Có một số việc ngồi chờ không được đâu, cần động phải động. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu nói. Lão Tiền, có tin gì vậy, tôi không nghe thấy gì mà. Không thể nào, ban tổ chức cán bộ muốn chọn cán bộ cấp phòng trong các cơ quan trực thuộc tỉnh xuống cơ sở rèn luyện, chuyện lớn như vậy mà anh không nghe thấy sao? Lão Tiền lắc đầu nói. Quyển 4, chương 43, ám độ Trần Thương. Ban tổ chức cán bộ chọn cán bộ cấp phòng xuống cơ sở rèn luyện. Đây như một liều thuốc kích thích làm tinh thần Triệu Quốc Đống rung lên. Tin này vậy mà hắn không biết, đây là do tin tức của hắn không thông hay là có người cố ý giấu. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi tiện tay viết vài chữ lên giấy rồi nói. Lão Tiền, đừng đi khắp nơi truyền tin như vậy, đừng có mà thấy mây lại nói mưa. Cẩn thận lãnh đạo nghe được sẽ mắng đó. Ha ha, Chánh văn phòng Triệu, anh nói sai rồi. Tôi hỏi bạn học cũ của mình đang làm ở ban tổ chức cán bộ nói đúng là có việc này. Ban tổ chức cán bộ đã thảo luận việc này vài lần, chỉ một hai tuần sẽ có phương án cụ thể, chuẩn bị đưa lên thường vụ tỉnh ủy phê duyệt. Lão Tiền, Tiền Phượng Sơn lắc đầu nói. Chọn lựa cán bộ cấp phòng xuống cơ sở rèn luyện còn cần thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy sao? Có quá không? Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Chánh văn phòng Triệu, nghe nói lần này không giống. Nghe nói đây là thực hiện chỉ thị về việc tăng cường rèn luyện cán bộ của ban tổ chức cán bộ trung ương, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lúc này mới đưa ra văn kiện. Nghe nói yêu cầu các cơ quan cấp tỉnh chọn ra một cán bộ đưa xuống cơ sở rèn luyện. Tiền Phượng Sơn cười hì hì nói. Có ý gì lão Tiền, có phải là chú ý chức chánh văn phòng của tôi không, muốn tôi đi tranh đoạt không? Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Tôi ngồi chưa ấm chỗ mà anh đã muốn đá đít tôi à? Ha ha. Anh biết tôi không có ý đó. Dù anh có thể lên trước thì trước chánh văn phòng cũng không đến lượt tôi, bao người nhìn chằm chằm vào nó mà. Hai người nói chuyện không quá lâu nhưng Tiền Phượng Sơn lại hiểu nhiều về vị chánh văn phòng này. Vị trí chánh văn phòng đối với Triệu Quốc Đống mà nói là không quan trọng. Tiền Phượng Sơn thậm chí tin nếu Triệu Quốc Đống tới công ty khai thác đường cao tốc thì chức trưởng phòng xây dựng cơ bản không tới lượt tên đồ cương kia. Chỉ là Triệu Quốc Đống tại sao chọn vị trí chánh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp này thì y không biết. Ha ha, điều này không thể nói như vậy, tôi làm chánh văn phòng chỉ là trên danh nghĩa, chính thức làm việc đều do anh, điểm này xếp Tần và xếp Lâm đều rõ. Triệu Quốc Đống cũng không giấu. Tôi làm mấy việc đó không đáng nhắc tới, anh là người làm việc lớn. Ai cũng biết ban ta có cái Tết náo nhiệt như vậy là công của anh. Tiền Phượng Sơn nhỏ giọng nói. Anh đừng ở đó mà nói linh tinh, tôi làm chân chạy cho sếp Lâm, nhưng sếp Tần trước đó đã gọi điện bố trí. Tôi chẳng qua chỉ dùng mồm mép một chút mà thôi, anh cho rằng tôi giỏi lắm à? Triệu Quốc Đống nói. Được rồi, chúng ta không nói việc này nữa là được chứ gì? Tiền Phượng Sơn không tranh cãi nữa mà nói sang việc khác. Đây là cơ hội hiếm có, tôi nghe nói phòng nhân sự và phòng kỹ thuật đều có người hoạt động. Ban ta cũng có không ít người cấp trưởng phòng. Nhưng phù hợp tiêu chuẩn dưới 35 lại chỉ có vài người mà thôi. Anh nói là thật sao? Triệu Quốc Đống giả vờ không tin mà nói. Anh còn chưa tin sao? Tôi có thể lừa anh sao? Bây giờ đã là tháng 3, nghe bạn tôi nói chuyện này trong tháng 5 là được quyết định. Tiền Phượng Sơn có chút buồn bực, y mơ hồ nghe ra năng lực của Triệu Quốc Đống. Nếu Triệu Quốc Đống đi thì chức chánh văn phòng này có đến lượt y không, dù sao cũng có hy vọng mà. Ha ha! Chuyện này đâu có nhanh như vậy, ngay cả sở giao thông mà chọn người cũng mất một hai tuần, sau đó còn cần ban tổ chức cán bộ khảo sát mà. Tôi đoán phải đến tháng 6. Triệu Quốc Đống ra vẻ không tin. Chuyện này nói nhanh sẽ nhanh, nói chậm sẽ chậm, nói không rõ. Nếu anh muốn thử thì sợ rằng phải nắm chắc thời gian mới được. Tiền Phượng Sơn vừa ra ngoài, Triệu Quốc Đống liền trầm ngâm suy nghĩ. Dù là như thế nào thì tin này mà truyền từ miệng Tiền Phượng Sơn tới tai hắn sẽ rất không bình thường. Tin bên ban tổ chức cán bộ nếu thật sự bí ẩn thì Tiền Phượng Sơn sẽ không thần bí như vậy, đương nhiên với điều kiện Tiền Phượng Sơn nói là thật. Chẳng qua với tính cách của Tiền Phượng Sơn tuy có khoe khoang nhưng tuyệt đối không nói loạn. Như vậy người của hai phòng kia nhận tin này hơn phân nửa đến từ sở. Triệu Quốc Đống cẩn thận phân tích thì đầu tiên có lẽ là bên phòng nhân sự và văn phòng.
Phó Thiên bây giờ là chánh văn phòng, hơn nữa còn là ủy viên đảng ủy sở. Tên Phó Thiên kia quên hắn còn có thể, nhưng Hầu Tuyết Phong kia quên mình lại có vấn đề. Trong đầu Triệu Quốc Đống hiện ra vẻ mặt bình thường của Hầu Tuyết Phong. Đây là phòng duy nhất Thái Chánh Dương không động tới sau khi lên chức. Theo lý thuyết y biết quan hệ của mình và Thái Chánh Dương, xuống cơ sở rèn luyện mình muốn đi hay không là một chuyện, nói với mình hay không lại khác. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, Thái Chánh Dương ra nước ngoài nửa tháng, có lẽ đi Đức, tầm nửa tháng nữa mới về. Bây giờ do Phó Giám Đốc Trầm Tự Nhiên chủ trì công việc. Trầm Tự Nhiên là Phó Giám Đốc được giữ lại từ khóa trước, không phải y liêm khiết mà là không có điều kiện tham ô. Y làm Phó Giám Đốc 2 năm thì có 1 năm học ở trường đảng tỉnh, còn lại là phụ trách công tác bên đảng ủy, công đoàn. Điều này làm Trầm Tự Nhiên rất buồn bực, nhưng bộ máy sở giao thông thay đổi làm cho chuyện tốt rơi vào đầu y. Thái Chánh Dương rất mạnh khiến Trầm Tự Nhiên chỉ có thể tỏ vẻ phối hợp để giữ vị trí. Chức vụ phó bí thư đảng ủy đã để trống khá lâu, cho nên nhiều người nghi ngờ có phải Thái Chánh Dương cố ý để trống vị trí đó không, thậm chí bỏ qua chức vụ này. Mà Trầm Tự Nhiên cũng cho rằng mình là người thích hợp duy nhất. Trầm Tự Nhiên phụ trách bên khoa học kỹ thuật, vận chuyển, giáo dục cán bộ. Mà Hầu Tuyết Phong nghe nói cũng là do Trầm Tự Nhiên toàn lực tiến cử nên Thái Chánh Dương mới giữ lại. Nếu nói Trầm Tự Nhiên thì Thái Chánh Dương không làm gì được, nhưng Hầu Tuyết Phong lại không có gì khó. Vậy Hầu Tuyết Phong dựa vào gì mà giấu tin này với mình? Triệu Quốc Đống càng nghĩ càng thấy có chút khó hiểu. Nếu nói Thái Chánh Dương đi mà sở giao thông đổi trời là không thể, nhưng một tháng này là rất quan trọng đối với hắn. Nếu Tiền Phượng Sơn nói là thật, như vậy sở rất có thể sẽ thảo luận và báo cáo lên ban tổ chức cán bộ. Mặc dù Thái Chánh Dương về sẽ xác minh việc này, nhưng Triệu Quốc Đống phát hiện mình khá cô đơn ở sở giao thông, gần như không tạo được quan hệ nào ngoài Thái Chánh Dương. Tần Tự Bân có vẻ quan hệ khá tốt với hắn, nhưng Tần Tự Bân lại không phải ủy viên đảng ủy, càng không là giám đốc sở nên sợ không biết tin này. Bây giờ Thái Chánh Dương ở nước ngoài, hắn không liên lạc được, cũng không biết lúc nào Thái Chánh Dương gọi về. Triệu Quốc Đống suy nghĩ mãi và quyết định nên tìm đối sách. Hắn đầu tiên gọi cho Liễu Đạo Nguyên. Liễu Đạo Nguyên từ ban tổ chức cán bộ đi ra, có sức ảnh hưởng lớn ở ban tổ chức cán bộ, xác minh là không vấn đề gì. Rất nhanh Liễu Đạo Nguyên nói cho Triệu Quốc Đống một số điện thoại, muốn Triệu Quốc Đống mau gọi và xác minh rồi gọi lại cho mình. Triệu Quốc Đống dựa theo mà gọi. Đối phương nói văn bản ban tổ chức cán bộ đã gửi xuống các cơ quan trực thuộc tỉnh được một tuần, văn bản yêu cầu 2 tuần sau các sở ban ngành tỉnh phải báo cáo kết quả khảo sát để đảng ủy cơ quan nghiên cứu, sau đó báo lên ban tổ chức cán bộ. Cuối cùng ban tổ chức cán bộ khảo sát, chẳng qua bước cuối cùng chỉ là trình tự mà thôi. Nghe đối phương nói, Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, việc này không ngờ đã diễn ra một tuần, không chừng có nơi đã báo cáo lên cho ban tổ chức cán bộ. Triệu Quốc Đống vội vàng gọi cho Liễu Đạo Nguyên nên làm gì? Liễu Đạo Nguyên một lúc lâu mới nói. Quốc Đống, bây giờ chú hơi bị động, hơn nữa điều kiện không quá phù hợp. Anh đã hỏi, ban tổ chức cán bộ yêu cầu cán bộ rèn luyện không quá 30, văn bằng từ trung cấp trở lên thì chú không vấn đề gì. Nhưng còn một yêu cầu là làm trưởng phòng từ 1 năm trở lên. Chú đến sở giao thông mới được đề bạt làm cấp trưởng phòng, như vậy là không được. Triệu Quốc Đống có chút không cam tâm. Làm hắn tiếp tục ở lại làm chánh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp thì có thể làm hắn biết cách đưa đẩy, nhưng hắn sợ cứ như vậy mình hết ý chí phấn đấu, hơn nữa cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua sao. Quyển 4, chương 414, đấu. Liễu Đạo Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng không phải không có khả năng, không phải không có trường hợp đặc biệt. Điều này phải xem ý kiến của đảng ủy sở giao thông. Theo lý thuyết việc chọn cán bộ xuống cơ sở rèn luyện về cơ bản đều do yêu cầu của ban tổ chức cán bộ mà chọn. Nếu chú có thể khiến đảng ủy sở giao thông báo chú lên ban tổ chức cán bộ thì có lẽ có thể hoạt động. Triệu Quốc Đống không khỏi ngẩn ra, vài hôm nữa đảng ủy sở sẽ nghiên cứu vấn đề này, mà Thái Chánh Dương không ở đây thì ai có thể giúp hắn. Liễu Đạo Nguyên có lẽ cũng biết tình hình này nên nói. Quốc Đống, chẳng lẽ nói chú ở trong sở không có quan hệ mật thiết với ai? Chẳng lẽ nói không ai có thể nói chuyện giúp chú, hoặc là người Chánh Dương tin, dù Chánh Dương không ở sở giao thông thì đối phương phải hiểu quan hệ chứ. Chỉ cần có quan hệ này là chú có thể dùng. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, trong đảng ủy có người của Trầm Tự Nhiên, Phó Thiên chính là người này, nhưng vì việc kia khiến Phó Thiên gạt hắn. Hơn nữa dù Thái Chánh Dương về cũng có thể báo cáo lại, dù sao đây là thông qua trong hội nghị đảng ủy. Cảm ơn Liễu ca, em biết rồi.
Triệu Quốc Đống cắn răng rồi dập máy và gọi cho Trương Trung Thuận. Trương Trung Thuận được điều từ sở xây dựng đến làm phó giám đốc. Y điều tới mặc dù không lâu, nhưng lại hiểu rõ tình hình trong cơ quan. Triệu Quốc Đống lúc ở phòng cao tốc đã cùng Trương Trung Thuận tới khảo sát cao tốc An Quế, nhất là lần cùng đoàn người Hòa Hoàng tới Ô Giang thì đã theo Trương Trung Thuận vài hôm, quan hệ cũng được. Trương Trung Thuận ngồi trong văn phòng xem xét bản giới thiệu về trưởng phòng giáo dục Hầu Tuyết Phong. Trong hội nghị đảng ủy hôm nay Hầu Tuyết Phong sẽ tham gia nhóm dự thính, nguyên nhân chính là do sở giao thông cần chọn 2-3 người rồi báo cáo lên cho ban tổ chức cán bộ, chuẩn bị cho ban tổ chức cán bộ phái người xuống cơ sở rèn luyện. Công tác khảo sát do phòng giáo dục nhân sự tiến hành, xem ra người phù hợp điều kiện không nhiều. Tuổi và bằng cấp cùng với yêu cầu làm trưởng phòng một năm đã ngăn cản nhiều người. Điện thoại di động vang lên vừa lúc Trương Trung Thuận vào nhà vệ sinh. Y liền cầm và nghe. Nghe thấy tiếng của Triệu Quốc Đống, Trương Trung Thuận thầm nghĩ có việc. Trương Trung Thuận không phụ trách ban quy hoạch tổng hợp, mặc dù ở Tân Châu đi cùng Triệu Quốc Đống cũng được, cuối năm Triệu Quốc Đống còn tới chúc Tết. Nhưng Trương Trung Thuận biết quan hệ mật thiết của Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương, hơn nữa đến ban quy hoạch tổng hợp lại khá nhũn nhặn, bình thường cũng không gọi điện cho y. Nghe xong Triệu Quốc Đống nói, Trương Trung Thuận nhíu mày. Triệu Quốc Đống trực tiếp đưa ra ý kiến tuy là tin mình, nhưng rõ ràng không phù hợp điều kiện mà muốn mình nói ra, như vậy trong hội nghị sẽ có tranh cãi. Nhất là do Trầm Tự Nhiên chủ trì công việc, bây giờ Trầm Tự Nhiên chủ trì hội nghị, mình đưa ra có lẽ hơi đơn độc. Quốc Đống, giám đốc Thái không ở đây, do lão Trầm chủ trì. Bởi vì có yêu cầu nên sợ tôi có đề cập cũng không tác dụng. Triệu Quốc Đống cũng biết việc này là làm khó Trương Trung Thuận, nhưng hắn không có đường lui. Đây là cơ hội không thể bỏ qua, dù là nói hắn chạy quan chạy chức cũng phải thử. Thái Chánh Dương không gọi được, đám người này không có Thái Chánh Dương lên tiếng sợ rằng không dễ dàng ra mặt. Dù sao hắn chỉ cần kéo một người ra ủng hộ có lẽ cũng dọa được người. Giám đốc Trương, sáng nay tôi liên lạc với giám đốc Thái, nhưng giám đốc Thái có lẽ đang khảo sát nên chỉ có thể nói vài câu. Giám đốc Thái nói tôi tìm sếp. Triệu Quốc Đống nói. Văn bản của ban tổ chức cán bộ thì tôi cũng đã xem, chỉ nói trên nguyên tắc là cán bộ làm trưởng phòng trên năm, không phải nhất định phải như vậy. Điểm này mời giám đốc Trương nói giúp, chỉ cần có thể báo cáo lên ban tổ chức cán bộ thì sẽ dễ dàng. Trương Trung Thuận nghe Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương đã liên lạc thì yên tâm hơn. Nhưng Thái Chánh Dương bảo Triệu Quốc Đống tìm mình thì Trương Trung Thuận hơi nghi ngờ. Nhưng y nghĩ Thái Chánh Dương sang Tây Âu khảo sát thì sợ không tiện liên lạc, có lẽ cũng không nói gì tới chuyện này. Chỉ là hội nghị chiều nay cần có kết quả nên khó giải quyết. Ừ, tôi biết rồi, tôi có thể đưa ra nhưng chỉ sợ cậu phải nói với Phó Thiên một chút. Nếu không sẽ không qua được lão Trầm. Phó Thiên là tâm phúc của Thái Chánh Dương, mà Triệu Quốc Đống lại có quan hệ mật thiết với Thái Chánh Dương, Trương Trung Thuận nghĩ như vậy là bình thường. Cảm ơn Giám đốc Thái, tôi sẽ liên lạc. Triệu Quốc Đống thấy nhẹ nhàng hơn, chẳng qua gọi điện cho Phó Thiên hay không cũng phải suy nghĩ. Quan hệ của hai bên đã nhạt đi nhiều, nhất là sau khi Triệu Quốc Đống đến làm tránh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp, hai người gần như không qua lại, gặp mặt cũng chỉ chào mà thôi. Trương Trung Thuận phát hiện sau khi mình gọi điện xong về thì thấy một gã phó giám đốc khác cũng đang đi ra nghe điện, giống như gặp nhân vật lớn nào đó. Hầu Tuyết Phong rất nhanh đưa ra người phù hợp điều kiện, sau đó trải qua bên phòng nhân sự tuyển chọn và giữ lại, những người khác không có ý kiến gì. Dù sao văn bản đã quy định rõ về tuổi, năm công tác, bằng cấp. Trầm Tự Nhiên rất hài lòng, thành viên đảng ủy không ý kiến gì, coi như y cũng có thể ăn nói với trưởng ban Lưu. Y nhìn quanh rồi trầm giọng nói. Nếu mọi người không có ý kiến khác thì chúng ta bắt đầu thông qua. Ồ, trưởng phòng Hầu, tôi vừa mới phát hiện trong danh sách không có Triệu Quốc Đống, tránh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp. Trương Trung Thuận thầm hít sâu một hơi rồi ra vẻ kinh ngạc nói. Y biết câu này sẽ tạo sóng gió. Trầm Tự Nhiên muốn nhanh như vậy biểu quyết thì trong này nhất định có vấn đề. Bây giờ mình nói ra lời này là không ổn, nhưng mình đã đối đầu với Trầm Tự Nhiên đâu chỉ một hai lần. Hầu Tuyết Phong giật giật mí mắt, y vội vàng nói. Căn cứ quy định rõ ràng của ban tổ chức cán bộ, chọn lựa cán bộ xuống cơ sở rèn luyện thì nhất định phải giữ chức trưởng phòng không dưới một năm. Trưởng phòng Hầu, tôi đã xem văn bản của ban tổ chức cán bộ, viết trên nguyên tắc không dưới một năm. Nhưng bây giờ ban tổ chức cán bộ đang chọn cán bộ trẻ tuổi xuống cơ sở rèn luyện, chú trọng cán bộ trẻ tuổi. Đồng chí Triệu Quốc Đống có thành tích rõ ràng ở phòng cao tốc, việc thu hút đầu tư vào cao tốc An Quế cũng có cống hiến lớn.
Cán bộ trẻ tuổi xuất sắc như vậy thì tôi tin có thể đột phá hạn chế này. Hầu Tuyết Phong không lập tức trả lời mà chỉ im lặng tỏ vẻ không đồng ý. Trầm Tự Nhiên ho khan một tiếng rồi nói. Lão Trương, đây là quy định của ban tổ chức cán bộ, sở không thể vượt qua. Huống chi hai đồng chí kia đều rất xuất sắc, ban tổ chức cán bộ chỉ yêu cầu chúng ta chọn hai cán bộ báo lên là đủ. Tôi thấy đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù xuất sắc nhưng do số năm làm việc có hạn, có thể sau đây có cơ hội thích hợp sẽ đề cử sau. Tôi thấy như vậy sẽ hay hơn. Tôi thấy chúng ta nên cho đồng chí Triệu Quốc Đống một cơ hội, như vậy cũng coi như cổ vũ tính tích cực trong công việc của cán bộ chúng ta mà. Trương Trung Thuận không hề nhân nhượng, nếu đã ra mặt thì không việc gì phải ngại y. Tôi đồng ý với Lão Trương, đồng chí Triệu Quốc Đống đã làm tốt công việc ở phòng cao tốc, mấy đồng chí cục bên dưới đều khen không dứt. Cán bộ trẻ tuổi như vậy không nên vì vài quy định mà ngăn cản. Tôi thấy nên đưa đồng chí Triệu Quốc Đống vào. Về phần ban tổ chức cán bộ xác định như thế nào là do ban tổ chức cán bộ, ít nhất sở ta nên tỏ thái độ. Khi mọi người đang im lặng thì một phó giám đốc khác mở miệng nói. Đây là người được điều tới từ chức cục trưởng cục giao thông Nam Hoa tới. Người này bây giờ phụ trách ban quy hoạch tổng hợp, khoa học kỹ thuật, học viện giao thông. Hai phó giám đốc đã ủng hộ đưa Triệu Quốc Đống vào danh sách, điều này làm Trầm Tự Nhiên rất tức giận. Nhưng y biết bây giờ tranh chấp với đối phương cũng không tác dụng gì. Y thậm chí nghi ngờ có phải Thái Chánh Dương biết tin mà bố trí như vậy. Chỉ là nếu đối phương gọi điện sao không gọi cho mình. Trầm Tự Nhiên liền nhìn trưởng phòng thanh tra, Nhạc Vân Tùng. Đồng chí Triệu Quốc Đống nhận chức trưởng phòng chưa đầy một năm, tôi cảm thấy không nên đưa vào danh sách. Quyển 4, chương 45, nhớ cái tát tai này. Hai đối hai, điều này làm các ủy viên khác thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Mọi người không nhịn được nhìn tránh văn phòng Phó Thiên đang ngồi đó ghi chép. Trầm Tự Nhiên đúng là rất buồn bực, nếu Thái Chánh Dương chủ tì hội nghị thì không thể xuất hiện việc này. Đừng nói là Trương Trung Thuận, ngay cả trưởng phòng thanh tra Nhạc Vân Tùng đều phải im lặng. Vậy mà mình chủ trì hội nghị lại gặp tình hình khó giải quyết như vậy. Bây giờ quan trọng nhất là do Phó Thiên. Phó Thiên xoay xoay bút trong tay, ngoài mặt y như có vẻ đợi người khác đưa ý kiến. Thực ra y đang đấu tranh rất mạnh ở trong lòng. Trầm Tự Nhiên có ý gì thì y hiểu. Hai người kia đều có lai lịch. Một người có phó trưởng ban tổ chức cán bộ Ando, Lưu Bình, người này Phó Thiên cũng quen, cũng đã nói chuyện với y, muốn y giúp. Người còn lại là cháu của cục trưởng cục giao thông An Đô, Đường Đình Hiên. Trên thực tế mấy hôm trước Thái Chánh Dương gọi về thì Phó Thiên đã báo cáo qua. Chỉ là y báo cáo rất đơn giản, hơn nữa người lựa chọn chỉ có vài người, không hề nói việc Lưu Bình và Đường Đình Hiên nhờ vả. Ai ngờ bây giờ lại có Triệu Quốc Đống nhảy ra. Phó Thiên có thể khẳng định Trương Trung Thuận đột nhiên ngẩn ra không phải ý của Thái Chánh Dương. Hoặc là nói Thái Chánh Dương chưa biết Triệu Quốc Đống có ý này. Phó Thiên không hề nghĩ tới Triệu Quốc Đống, nhưng bây giờ Trương Trung Thuận đề xuất chỉ có một nguyên nhân, đó là Triệu Quốc Đống không liên lạc được với Thái Chánh Dương nên tìm Trương Trung Thuận. Triệu Quốc Đống có quan hệ khá tốt với Trương Trung Thuận, nhưng Từ Hoành kia ủng hộ lại khá khó hiểu. Theo quan sát của Phó Thiên thì giữa Từ Hoành và Triệu Quốc Đống là rất bình thường, thậm chí còn có chút mâu thuẫn. Trước đây Nhạc Vân Tùng cũng đã phê bình việc phòng cao tốc tự tiện mời các nhà đầu tư tới tỉnh An Nguyên khảo sát, yêu cầu truy cứu trách nhiệm. Mà Từ Hoành lúc ấy cũng ủng hộ Nhạc Vân Tùng, nếu không phải do Thái Chánh Dương thì Triệu Quốc Đống đã bị ăn đòn. Phó Thiên ngẩng đầu và bỏ bút xuống. Nói thật Phó Thiên rất muốn tát Triệu Quốc Đống một cái. Tên hai mặt này đã đồng ý với mình mà lại dở trò. Hứa Trung Phương cuối cùng được Thái Chánh Dương điều đến làm giám đốc công ty khai thác đường cao tốc. Triệu Quốc Đống có tác dụng gì thì Phó Thiên không rõ, nhưng có thể khẳng định Triệu Quốc Đống không giúp mình. Nếu Triệu Quốc Đống giúp thì còn có cơ hội. Phó Thiên vẫn chôn sâu cơn tức giận này vào trong lòng, không chỉ là đối với Triệu Quốc Đống mà cả Thái Chánh Dương. Bây giờ là cơ hội tốt nhất trả thù Triệu Quốc Đống. Lão Diêu, Tổng Công Trình Sư, Bí Thư Đảng ủy cơ quan kiêm Chủ tịch Công đoàn bình thường không bao giờ giơ tay. Thái Chánh Dương phản đối thì y phản đối, ủng hộ sẽ ủng hộ, kiên quyết đi theo bên nhất trí cao là nguyên tắc của y. Mà Thái Chánh Dương không ở đây. Mình tỏ thái độ coi như đại biểu cho Thái Chánh Dương. Chỉ cần mình tỏ thái độ thì Triệu Quốc Đống chỉ có thể tiếp tục ở ban quy hoạch tổng hợp. Khi Thái Chánh Dương về thì mọi việc đã xong, hơn nữa chuyện này không thể nói gì mà. Triệu Quốc Đống không phù hợp điều kiện, Thái Chánh Dương cũng không báo trước thì có thể trách ai. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, thái độ của mình thì khi Thái Chánh Dương về sẽ hiểu,
dù là giải thích rõ ràng nhưng sẽ là bóng ma trong lòng Thái Chánh Dương. Một điều quan trọng hơn đó là Phó Thiên hy vọng Triệu Quốc Đống rời khỏi sở giao thông. Có như vậy thì y mới không uy hiếp được mình. Tát Triệu Quốc Đống một cái khiến đối phương xám xịt mà về, Phó Thiên rất mong thấy được của Triệu Quốc Đống khi nghe tin này. Nhưng tốt nhất là đẩy thằng này vĩnh viễn ra khỏi sở giao thông, hai suy nghĩ này không ngừng xoay chuyển trong đầu Phó Thiên. Tôi đồng ý với ý kiến Phó Giám Đốc Trương. Triệu Quốc Đống biểu hiện tốt ở phòng cao tốc, mặc dù công tác có chút không đủ và sai lầm nhưng tôi thấy chúng ta nên phải khích lệ cán bộ trẻ tuổi hết lòng vì công việc. Chúng ta làm như vậy cũng có thể phát ra tín hiệu cho cán bộ trẻ tuổi của sở, để bọn họ yên tâm làm việc, tổ chức vẫn quan tâm tới bọn họ. Phó Thiên nghĩ mãi rồi mới có thể nói. Trầm Tự Nhiên tái mặt, mẹ nó chứ, Phó Thiên này thoáng cái nói như vậy sao, nghĩ rằng mình là người chủ trì hội nghị sao? Trầm Tự Nhiên thực ra cũng không quá kiên trì phải đẩy Triệu Quốc Đống ra ngoài. Đối với y chỉ cần làm xong việc hai người kia nhờ là được. Nếu những người này đã chạy từ trước thì tới bên ban tổ chức cán bộ cũng sẽ có bố trí. Ai được chọn thì bên ban tổ chức cán bộ quyết định, chỉ là lần này Trầm Tự Nhiên quá mất mặt. Lão Diêu nói vài câu để mọi người có bậc thang mà xuống. Y nói cứ báo cáo lên, còn ban tổ chức cán bộ quyết định như thế nào không phải do sở. Triệu Quốc Đống vẫn có chút lo lắng, y không ngờ Trầm Tự Nhiên lại làm nhanh như vậy. Đây cũng còn may Tiền Phượng Sơn báo tin cho, nếu không hắn chậm thêm ngày, sau đó đảng ủy sở giao thông báo cáo lên ban tổ chức cán bộ coi như không còn hy vọng. Nhưng Thái Chánh Dương không ở đây, hội nghị đảng ủy như thế nào thì khó nói. Triệu Quốc Đống không gọi cho Phó Thiên vì sợ phản tác dụng. Hắn liền gọi cho Từ Hoành. Triệu Quốc Đống lúc mới tới sở giao thông thì rất có tiếng tăm. Từ Hoành đúng là có cái nhìn với Triệu Quốc Đống, nhưng sau đó được Tiêu Hoa Sơn dẫn mối, quan hệ của Triệu Quốc Đống và Từ Hoành đã được cải thiện. Từ Hoành vốn là cục trưởng cục giao thông Nam Hoa nên có qua lại với ngân hàng công thương, quan hệ cá nhân với Tiêu Hoa Sơn cũng được. Hội nghị đảng ủy vừa kết thúc, Triệu Quốc Đống nhận được điện chúc mừng của Từ Hoành. Triệu Quốc Đống cũng phải cảm ơn nhiều. Triệu Quốc Đống cũng hỏi về ý kiến của mấy thành viên đảng ủy khác. Triệu Quốc Đống biết Nhạc Vân Tùng sẽ phản đối mình, Trầm Tự Nhiên có thái độ phản đối là bình thường, nhưng thật ra hắn không ngờ Phó Thiên lại là chiếc phiếu quan trọng như vậy đối với hắn. Hắn không rõ Phó Thiên xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại ủng hộ hắn. Mặc dù đề cử vào danh sách lên ban tổ chức cán bộ chỉ là một bước nhỏ, nhưng nó đối với Triệu Quốc Đống là bước quan trọng nhất. Có như vậy thì hắn mới lên được kế hoạch. Bây giờ bước này đã đi được, vậy phải tiến thêm nữa. Triệu Quốc Đống cố gắng làm mình bình tĩnh lại, bây giờ Thái Chánh Dương đang ở Đức, nhiều chuyện Thái Chánh Dương có thể dễ dàng giải quyết thì bây giờ lại rất khó khăn. Hai vị còn lại của sở giao thông coi như là người phù hợp, chỉ là dựa theo tin tức bên ban tổ chức cán bộ truyền tới thì một cơ quan thuộc tỉnh chỉ có thể chọn một, nhưng nhất định phải báo cáo lên cho ban tổ chức cán bộ 2 đến 3 người. Nói cách khác trong 3 người của sở giao thông có 2 bị loại. Quyền quyết định chính là do ban tổ chức cán bộ, từ khảo sát. Lựa chọn, xác định danh sách, có nhiều quá trình cần thực hiện. Nhưng nếu theo lời người bên ban tổ chức cán bộ thì tất cả sẽ kết thúc trong nửa tháng. Như vậy nó sẽ kết thúc trước khi Thái Chánh Dương về nước. Mặc dù hai người kia sớm thông qua quan hệ mà liên lạc với Trầm Tự Nhiên và Hầu Tuyết Phong, có lẽ Nhạc Vân Tùng cũng được liên lạc. Nếu ban tổ chức cán bộ đến khảo sát ở ban quy hoạch tổng hợp khảo sát thì sẽ đánh giá cao Triệu Quốc Đống. Nhưng bọn họ còn khảo sát nhiều phòng ban khác. Cả ý kiến của TV đảng ủy. Bây giờ Thái Chánh Dương lại không có ở đây làm Triệu Quốc Đống rất lo lắng. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng biết ban tổ chức cán bộ khảo sát chỉ là hình thức, còn nó có tác dụng tới quyết định cuối cùng của ban tổ chức cán bộ hay không thì khó nói. Nhưng có một số việc anh nói nó là giả, nó lại là thật. Anh nói nó là thật nhưng lại rất ngạc nhiên nó là giả. Quyển 4, chương 46, Nông Sâu. Quốc Đống, cậu thật sự muốn xuống cơ sở rèn luyện. Cậu phải nghĩ kỹ đó. Từ Hoành cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng. Tôi nói với cậu, xuống cơ sở rèn luyện cũng không phải việc tốt lắm đâu, bình thường đều bị điều tới huyện khó khăn nhất công tác. Tôi cũng từ huyện nghèo đi ra, nếu thật sự muốn đi thì cậu phải chuẩn bị kỹ về tư tưởng. Trước khi hết giờ Triệu Quốc Đống đã gọi điện cho Tiêu Hoa Sơn, vừa lúc Tiêu Hoa Sơn ở Ando. Triệu Quốc Đống liền bảo Tiêu Hoa Sơn hẹn Từ Hoành ra ăn. Từ Hoành cũng lập tức đáp ứng. Hoành ca. Cơ hội hiếm có, tôi đã 25, làm ở ban quy hoạch tổng hợp đến bao giờ có thể ra mặt, nhất là tên Nhạc Vân Tùng suốt ngày nhìn chằm chằm tôi cũng rợn tóc gáy.
chẳng may ngày nào bị y túm được tóc thì không hại chết mới lạ. Tôi không biết làm mất lòng y lúc nào mà lại vậy. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ha ha, lão nhạc vốn là như vậy. Nếu không y đã không phải ở phòng thanh tra gần 10 năm không động, lãnh đạo hai ba khóa đều không thích y, chẳng qua lãnh đạo thấy y từng đó tuổi rồi nên bỏ đó. Từ Hoành nói. Y cũng không có ý gì, chỉ là không quen vẻ kiêu căng của cậu khi ở phòng cao tốc mà thôi. Chẳng qua chuyện của cậu đúng là làm không ổn, không ngờ dám trực tiếp vòng qua tỉnh và sở mà ra chiêu. Cậu không biết chuyện như vậy ảnh hưởng như thế nào sao? Nếu không phải giám đốc Thái cùng chủ tịch Tần nói giúp cậu, hơn nữa có kết quả tốt như vậy thì cậu xong đời rồi. Triệu Quốc Đống bỏ dao xuống, ôm tay ra vẻ xin lỗi. Hoành ca, khi đó tôi còn trẻ không hiểu chuyện, mong bỏ qua nhiều. Cũng may cho cậu là tập đoàn Hòa Hoàng Tân Gia Pha có hứng thú và đầu tư, nếu không có kết quả này thì dù ai muốn giữ cậu cũng khó. Cứ như vậy lão nhạc cũng liền buông tha cuộc sống dân chủ của mình. Từ Hoành giơ chén lên nhấp một ngụm nói. Loại rượu này uống rất đậm, tôi thích uống. Mấy rượu Louis 13 hay XO gì đó đều là lừa người Trung Quốc. Triệu Quốc Đống biết Nhạc Vân Tùng khó chịu với mình. Lúc trước không thu thập được mình làm Nhạc Vân Tùng khó chịu nên muốn tìm cơ hội gây khó dễ. Nhưng Triệu Quốc Đống vào ban quy hoạch tổng hợp đã nhũn nhặn hơn, Nhạc Vân Tùng mấy lần tới kiểm tra nhưng Tần Tự Bân đều khen biểu hiện của Triệu Quốc Đống, điều này làm Nhạc Vân Tùng không tìm được lý do. Giám đốc Từ, Quốc Đống còn trẻ, xúc động là không thể tránh khỏi. Anh làm quan anh thì phải nhắc nhở một chút mới đúng. Như lần này vốn là một cơ hội tốt để tiến lên, thiếu chút nữa lại bay đi. Tôi thấy sở giao thông cũng sâu đó. Tiêu Hoa Sơn ở bên nói giúp. Nước đâu không sâu chứ? Chẳng lẽ nói bên ngân hàng công thương không sợ chết đuối sao? Sở giao thông coi như đỡ đó, sau lần đó nên tỉnh quản sở giao thông rất chặt. Giám đốc Thái coi như người cứng tay, Trầm Tự Nhiên còn kém xa. Giám đốc Thái không buồn so với y. Lần này do giám đốc Thái ra ngoài không liên lạc được nếu không sao tới lượt y ra oai. Hoành ca, không nói cái này. Chuyện hôm nay toàn bộ nhờ vào anh giúp, sợ rằng khi ban tổ chức cán bộ tới khảo sát còn cần nhờ anh nhiều. Triệu Quốc Đống giơ chén lên chạm với Từ Hoành. Ừ, cái này không vấn đề gì. Chẳng qua Quốc Đống, cậu không nên đặt hy vọng vào sở vì không tác dụng mấy. Tôi đoán ban tổ chức cán bộ đến sở ta khảo sát chỉ là cho có. Quan trọng nhất là cuộc thẩm tra cuối cùng của ban tổ chức cán bộ, đến đây khảo sát chỉ cho có. Ai muốn nói xấu sẽ nói xấu, ai nói tốt sẽ nói tốt. Từ Hoành cũng hiểu rõ mấy trò này bên ban tổ chức cán bộ. Cậu nếu thật sự muốn đi thì sợ rằng phải nghĩ biện pháp bên ban tổ chức cán bộ. Quốc Đống, giám đốc Từ nói đúng, đây vốn là việc do ban tổ chức cán bộ đưa ra, quyền chủ động cũng do bọn họ. Bên này nói hay bao nhiêu, bên ban tổ chức cán bộ nói không được thì cũng xong. Bây giờ cậu đã vào danh sách, điều kiện cơ bản đã có, bên sở chỉ cần không quá loạn là được. Ban tổ chức cán bộ xác định cậu hay không thì bọn họ cũng có vô số lý do. Lời của Tiêu Hoa Sơn làm Triệu Quốc Đống phải gật đầu. Hắn sao không rõ vấn đề trong này. Các điều kiện cơ bản có, về phần ban tổ chức cán bộ tới sở giao thông khảo sát chỉ là hình thức. Chỉ cần cả sở không đồng thanh nói hắn phản đảng, phản xã hội chủ nghĩa thì không vấn đề gì. Bây giờ còn có chút thời gian, Quốc Đống cậu phải cố gắng. Tôi đã nói rồi, có thể đương nhiên tốt, không đi được cũng đừng thất vọng. Tôi đoán lần này xuống cơ sở rèn luyện cũng không có quả ngon đợi đâu. Đưa cậu tới mấy huyện xa xôi ở Ninh Lăng, Thông Thành, Thiên Châu thì cậu muốn khóc cũng không được. Từ Hoành vẫn không quên dội nước lạnh vào đầu Triệu Quốc Đống. Nam Hoa là một thị xã trung bình, nhưng còn tốt hơn ba nơi vừa rồi. Cậu mới 25, làm thêm 1-2 năm nữa lên phó trưởng ban cũng là bình thường, sao phải vất vả theo đuổi cái mới như vậy? Chẳng may đưa cậu tới mấy nơi kia, đi một lúc lâu không về, vậy cậu cứ việc chơi với ma đi. Hoành ca, tôi không phải sống ở nông thôn sao? Quê tôi ở Giang Khẩu, tôi ở đó vài năm vẫn tốt mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Hừ, Giang Khẩu là kém ở An Đô, nhưng nếu so sánh với Nam Hoa cũng là số 1 số 2. Nếu ở mấy chỗ Thiên Châu, Ninh Lăng coi như vượt trội. Từ Hoành cười lạnh nói. Cậu chưa chính thức thấy vùng núi nghèo đâu. Có cơ hội tới Thiên Châu Ninh Lăng mà xem, nếu không tới Nam Hoa, Vĩnh Lương cũng được, xem nó khác An Đô như thế nào. Nếu không tại sao ai cũng muốn vào tỉnh. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, nếu không biết thì sao hắn còn muốn xuống đó phấn đấu. Con người có năm nhu cầu, sinh tồn, an toàn, xã giao, tình cảm và tôn trọng.
Triệu Quốc Đống tự tin mình không lo lắng hai điều đầu tiên, nó là các nhu cầu thấp nhất. Mấy vế sau lại là nhu cầu cao hơn, nhu cầu về tâm lý và tinh thần thường giao hòa và ảnh hưởng lẫn nhau, cũng chính là thành gia lập nghiệp mà người xưa vẫn nói, anh rất khó chia cắt nó ra. Xã giao và tình cảm là trụ cột và động lực của thành công, cũng là nhân tố quan trọng để được tôn trọng. Mà sự nghiệp thành công mới có thể khiến anh chiếm được vị trí càng cao trong xã giao và tình cảm, anh mới có quyền lựa chọn. Ông trời cho Triệu Quốc Đống một món quà lớn khiến hắn không phải cố gắng vì hai vấn đề đầu. Nhưng thế giới này có rất nhiều người phải dẫy dụa vì thứ này. Triệu Quốc Đống không phải thánh, cũng có theo đuổi của chính mình, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn cố gắng để thay đổi vận mệnh của nhiều người. Hoành ca, anh nếu có thể tự do tự tại làm việc mình muốn làm, như vậy dù gian khổ tới đâu cũng vui vẻ chịu đựng. Tôi còn trẻ, để tôi đến huyện miền núi rèn luyện mới có lợi cho sự phát triển sau này. Giống như Hoành ca cũng không phải từng từ xã nghèo lên sao, như vậy mới có ngày hôm nay mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Quyển 4, chương 47, hoạt động. Từ Hoành nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, y xác nhận Triệu Quốc Đống không phải nói bừa nên gật đầu nói. Quốc Đống, không cần biết cậu đi đâu, ít nhất cậu có suy nghĩ này là được rồi. Xuống cơ sở rèn luyện mặc dù khổ nhưng đúng là cho con người ta học được nhiều thứ mà cả đời không thể tiếp xúc. Tôi không hối hận quãng thời gian khó quên đó. Được rồi, hai người đừng ở đó ra vẻ thâm thúy nữa. Hai ông chủ nếu muốn so về kinh nghiệm và lý tưởng thì về sau có thời gian nhấm nháp. Nào, uống rượu, đừng lãng phí rượu nho nước Pháp. Nếu người khác đã dùng toàn lực mà hoạt động, Triệu Quốc Đống biết mình không thể ngồi im một chỗ mà đợi bánh rơi xuống đầu, cũng phải tìm kiếm quan hệ thì mới có thể thực hiện ý đồ chứ. Từ Hoành nhắc cũng có lý. Việc lựa chọn nhiều cán bộ trẻ tuổi xuống cơ sở rèn luyện thì không thể tới mấy huyện giàu được, hơn phân nửa là tới huyện nghèo khó. Không chừng lúc xuống lãnh đạo địa phương cũng không coi trọng, không được chào đón. Toàn tỉnh có 14 thành phố, thị xã trực thuộc có thể chia làm 3 loại. Một loại chỉ có riêng An Đô, thủ phủ của tỉnh An Nguyên, là thành phố lớn hàng đầu của khu vực Trung Tây, dù là từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông, lịch sử, địa lý, dân cư đều không hổ là trung tâm. An Đô về bất cứ chỉ tiêu gì cũng không thành phố nào sánh bằng. GDP chiếm hơn 33% toàn tỉnh. Dân cư cũng chiếm 1/7, văn hóa phát triển, có thể nói đây là thành phố trung tâm của tỉnh An Nguyên, thậm chí cả khu vực. Xếp vào loại thứ hai là những thành phố có xu thế phát triển tốt. Nguyên Châu cùng Kiến Dương được xưng động lực phát triển kinh tế của An Nguyên, hai thành phố này phát triển mạnh về luyện kim, chế tạo máy móc, bây giờ ngành sản xuất điện tử cũng phát triển mạnh, tốc độ phát triển đã vượt qua An Đô. Chẳng qua GDP còn kém khá xa An Đô, nhưng cũng hơn các nơi khác trong tỉnh. Loại thứ hai trong thứ hai chính là mấy thành phố như Lam Sơn, Tân Châu cùng với Lô Hóa, Vinh Sơn cùng Đường Giang. Mấy thành phố này có tài nguyên, giao thông và phát triển tương đương nhau. Lô Hóa, Đường Giang cùng Vinh Sơn là ba thành phố công nghiệp, năm 60, 70 chỉ kém mình át. Nhưng vào năm 80 thì do tài nguyên cạn kiệt, kinh tế thay đổi chậm nên kém đi. Mà Lam Sơn cùng Tân Châu lại lợi dụng chính sách của quốc gia mà điều chỉnh sự phát triển, nhanh chóng vượt qua ba thành phố kia. Nhưng tổng thể mấy thành phố này là tương đương nhau. Loại thứ ba là các nơi nghèo của tỉnh An Nguyên, nhưng cũng chia làm hai. Loại một là ba nơi Nam Hoa, Vĩnh Lương, Hoài Khánh. Kinh tế ba nơi này lạc hậu nhưng dân cư đông đảo, là nơi cung cấp lao động chủ yếu cho các nơi khác, là nơi dễ có nhân tài. Hiện tại có không ít lãnh đạo tỉnh An Nguyên, thậm chí tỉnh xung quanh xuất phát từ nơi này. Cuối cùng chính là ba nơi nghèo khó nhất, Thông Thành, Thiên Châu và Ninh Lăng. Từ khi Trung Quốc thành lập thì ở đây vẫn là nơi nghèo nhất An Nguyên, dân cư cũng không ít, địa hình đồi núi, lại không có bao tài nguyên, công nghiệp chậm phát triển, nông nghiệp kém. Đây vẫn là nơi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên đau đầu. Ai cũng muốn tới mấy nơi như An Đô, Miên Châu cùng Kiến Dương. Dù xuống quận, huyện cũng được, nếu không được thì tới mấy thành phố xếp thứ hai cũng ổn, nhưng chia tới khu thứ ba thì sợ rằng đây là bị đày ải chứ không phải đề bạt. Chẳng qua đây lại không phải vấn đề đối với Triệu Quốc Đống, cũng không phải hắn không muốn tới nơi tốt. Mà là hắn muốn thoát khỏi cuộc sống văn phòng suốt ngày đọc báo. Dù cho hắn lên xã miền núi, chỉ cần có thể làm người ta kích động thì mệt, khổ tới đâu cũng đáng. Tuổi trẻ nếu không phấn đấu 2 năm, theo tuổi tăng lên thì ý chí sẽ dần biến mất. Nghĩ xa có tác dụng gì, nên cảm thấy thỏa mãn với những gì đạt được là ổn. Nếu nói muốn thông bên ban tổ chức cán bộ thì Liễu Đạo Nguyên là người thích hợp nhất.
Nhưng Liễu Đạo Nguyên đã rời khỏi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gần 2 năm nhưng sức ảnh hưởng cũng còn một chút. Chỉ riêng cuộc gọi điện buổi sáng hôm nay và nhanh chóng có tin chính xác là biết. Nhưng hắn cứ mãi phiền Liễu Đạo Nguyên cũng không hay. Lúc đầu hắn từ chối lời mời của Liễu Đạo Nguyên, bây giờ lại muốn y giúp thì có chút xấu hổ. Hai người cạnh tranh kia đều có chỗ dựa, có thể làm Trầm Tự Nhiên và Hầu Tuyết Phong hợp sức chống hắn thì không có chút tự tin là không đúng. Trước khi biết chỗ dựa của hai người kia là gì, Triệu Quốc Đống đành phải mặt dày nhờ Liễu Đạo Nguyên giúp. Nhưng chỉ mình Liễu Đạo Nguyên thì chưa chắc đã ổn. Triệu Quốc Đống đã suy nghĩ nếu Liễu Đạo Nguyên toàn lực giúp thì chắc không vấn đề gì. Nhưng với thân phận của Liễu Đạo Nguyên bây giờ thì có thể vì một việc nhỏ mà hoạt động cố gắng sao? Việc khó trong mắt hắn, nhưng trong mắt Liễu Đạo Nguyên có lẽ là việc nhỏ. Lưu Triệu Quốc nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì cũng vừa ăn xong. Nghe Triệu Quốc Đống có chuyện cần báo cáo với mình, Lưu Triệu Quốc cười phá lên nói. Chú có thể có chuyện gì báo cáo với anh? Anh không phụ trách chú là người trên tỉnh, muốn thì báo cáo với Chánh Dương đó. Ồ, đúng rồi, Chánh Dương theo lãnh đạo ra nước ngoài mở rộng tầm mắt, sao, tối có định tới chỗ anh không? Triệu Quốc Đống mặt dày cười nói. Lưu ca, anh là lão lãnh đạo của em, lại là quan anh, em có việc báo cáo với anh là đương nhiên mà. Thái ca sợ rằng chục ngày nữa mới về tới. Hừ, chị dâu chú vẫn nhắc sao chú không tới nhà chơi. Xem ra cô ấy có chuyện muốn nói với chú. Lưu Triệu Quốc cười nói. Đừng, Lưu ca, em không dám đi đâu. Chị dâu bị cô bé kia cho uống thuốc mê nên muốn tác hợp. Em và cô bé đó không hợp, không có cảm giác, năm ngoái chỉ là thấy cô bé đó đáng thương mà thôi. Vậy mà bây giờ ném đi không được. Triệu Quốc Đống nghe thấy liền đau đầu. Vợ Lưu Triệu Quốc là người Đông Bắc, đã nói là một chàng, không cho ai cơ hội cãi lại. Bây giờ không biết sao lại thấy Lam Đại Ất được, không ngừng bóng gió nói Triệu Quốc Đống phải chịu trách nhiệm, không được bạc tình bạc nghĩa. Chú được đó, Lam Đại học ở học viện ngoại ngữ, người lại xinh, cao, anh thấy rất hợp với chú mà. Chẳng lẽ nói bố cô ấy xảy ra chuyện, làm con gái không thể có bạn trai. Anh thấy đầu óc chú còn tư tưởng lạc hậu, Trung Quốc đã sớm không có chính sách liên quan rồi. Lưu Triệu Quốc thấy mấy người chờ mình nên nói. Chú đừng dập máy, đợi chút. Lưu Triệu Quốc che máy rồi nói. Bố trí ở đâu? Chánh văn phòng Tiền đã cùng mấy người xếp Trần đi về, bây giờ đang ở. Khi Triệu Quốc Đống tới, Lưu Triệu Quốc đứng lên nói. Lại đây, giới thiệu chú làm quen mấy người bạn bên hệ thống công an. Bí thư Đảng ủy Cục Công an Ninh Lăng Nghiêm, cũng là Cục trưởng Cục Công an Ninh Lăng. Đây là Phó Cục trưởng Hoắc, Cục Công an Ninh Lăng. Đây là Quốc Đống, Triệu Quốc Đống, Sở Giao thông. Triệu Quốc Đống vừa vào cửa thì hai người đàn ông đánh mạt trược đã thấy hắn có thân phận không bình thường. Nghe Lưu Triệu Quốc giới thiệu thì mới biết đây là bạn của Lưu Triệu Quốc. Rất vui được gặp. Triệu Quốc Đống không ngờ Lưu Triệu Quốc lại tiếp đón bạn bên hệ thống công an, hắn thấy mình tới không phải lúc. Chẳng qua Lưu Triệu Quốc có vẻ có quan hệ cũng được với hai người kia. Lão Nghiêm, Quốc Đống vốn cũng trong ngành chúng ta. Chẳng qua bây giờ đã nhảy ra ngoài. Quốc Đống, Lão Nghiêm vốn ở đội cảnh sát hình sự tỉnh, chú về sau sang Ninh Lăng có việc thì cứ tìm Lão Nghiêm và Lão Hoắc. Quyển 4, chương 48, gặp. Sau một phen nói chuyện, Quản Trường Phong ngồi thay chỗ cho Lưu Triệu Quốc. Triệu Quốc Đống có thể nhìn ra Quản Trường Phong bây giờ đi rất gần Triệu Quốc Đống, đây cũng là điều bình thường. Quản Trường Phong cũng hy vọng được Lưu Triệu Quốc ủng hộ để đẩy Trần Dân ra mà làm chức phó cục trưởng thường trực. Lãnh Thiết Phong vì thế rất khó chịu với Cục Công an thành phố. Mà quan hệ giữa Trần Dân và Lưu Triệu Quốc cũng trở nên ác liệt. Chẳng qua ở Cục Công an thành phố, Quản Trường Phong và Lưu Triệu Quốc hợp sức khiến Trần Dân không làm gì được. Mà mấy phó cục trưởng khác cũng thông minh đứng về bên mạnh. Lưu ca, xem ra phó cục trưởng Quản rất ủng hộ công việc của anh. Vào một căn phòng khác, Triệu Quốc Đống cười nói. Anh đúng là may mắn, phó cục trưởng Quản có thể thay anh. Chuyện cục công an đâu đến lượt chú quan tâm. Lưu Triệu Quốc châm thuốc rồi nói. Nói đi, chú gặp chuyện khó gì? Triệu Quốc Đống liền nói ra một lần, thậm chí cả khúc mắc với Phó Thiên. Lưu Triệu Quốc khác Thái Chánh Dương, không phải quan hệ cấp trên cấp dưới. Triệu Quốc Đống hiểu rõ Lưu Triệu Quốc nên khi nói chuyện cũng không e ngại gì. Chú quyết tâm muốn xuống cơ sở. Chú phải nhớ phái xuống sẽ không thể tới nơi tốt, mà cũng không phải chức quyền tốt. Chú ở đó chưa chắc có thể phát huy năng lực của mình. Quan trọng nhất là phải xem thái độ chủ yếu của lãnh đạo địa phương đối với người kiêm nhiệm. Chú còn trẻ như vậy,
gặp bí thư, chủ tịch huyện già một chút thì không chừng chú không làm được thành tích đâu. Lưu Triệu Quốc nói rất thực tế, câu nào cũng có lý lẽ. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy có chút lo lắng. Em nghĩ rồi, em mới 25 tuổi, dù xuống cơ sở rèn luyện 2-3 năm cũng có lợi. Dù sao các nơi gian khổ mới rèn luyện được mình, em đã chuẩn bị tư tưởng. Chỉ riêng việc làm như thế nào quan hệ với lãnh đạo địa phương thì em không dám chắc. Lúc trước ở ban quản lý khu khai phát làm tốt là do không ai muốn tranh quyền đoạt lợi. Bởi vì ban quản lý mà xóa sổ, mọi người còn có gì mà đấu ban quản lý vừa được giữ thì em tới xã Lĩnh Đông, một tháng sau lên sở giao thông, biến hóa quá nhanh nên em còn chưa quen. Chỉ cần chú không sợ khổ là ổn rồi. Về phần làm như thế nào để quan hệ với lãnh đạo địa phương thì anh không thể dạy chú, cái này phải do tự mình tìm hiểu, ai cũng có sai lầm, chỉ cần không phạm sai lầm về nguyên tắc là có cơ hội sửa chữa, không cần quá lo lắng. Lưu Triệu Quốc suy nghĩ một chút rồi nói. Chú muốn đi vậy phải thông được bên ban tổ chức cán bộ, chú có ý gì? Em không có ý tưởng gì nên mới tới tìm anh mà. Triệu Quốc Đống véo véo mũi mà nói. Em trước đã tìm Liễu Ca. Bây giờ còn tìm Liễu Ca thì sợ Liễu Ca bận nên không để ý được việc nhỏ của em. Là việc nhỏ đối với y, nhưng là việc lớn với chú. Nếu đã quyết định thì không phải e ngại, phải có khí thế. Lưu Triệu Quốc nhíu mày, y thấy việc này sao Triệu Quốc Đống lại có thái độ kỳ quái như vậy. Lưu Ca, Liễu Ca rời khỏi ban tổ chức cán bộ lâu như vậy, em lo Liễu Ca giúp cũng khó. Hừ, chú lo cái này à? Chú lo việc mình xuống dưới cơ sở làm như thế nào thì tốt hơn. Lão Liễu làm ở ban tổ chức cán bộ gần 10 năm, từ phó trưởng phòng dần lên làm phó trưởng ban thường trực, chú nghĩ 10 năm đó là ngồi không ư. Lưu Triệu Quốc hừ một tiếng. Có quyết định thì gọi điện cho y, chuyện này cứ để y làm, cái khác chú không cần quan tâm. Nếu chú không tiện thì anh gọi, là bạn bè, anh em thì lúc quan trọng phải giúp. Vậy không cần, để em gọi cho Liễu Ca. Hào khí của Lưu Triệu Quốc làm Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy biểu hiện của Lưu Triệu Quốc hôm nay khác thời gian trước, có vẻ rất vui mừng, nói chuyện cũng oai phong hơn. Lưu ca, anh có phải việc gì vui không vậy? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Lưu Triệu Quốc khó hiểu nhìn Triệu Quốc Đống, một lúc lâu sau mới nói. Chú cứ lo việc của mình đi, đừng có nghĩ nhiều. Thấy Lưu Triệu Quốc không muốn nói. Triệu Quốc Đống cũng không hỏi mà rút điện thoại di động ra gọi cho Liễu Đạo Nguyên. Đúng như Lưu Triệu Quốc đoán, Liễu Đạo Nguyên không hề từ chối, chỉ là hỏi rõ yêu cầu của ban tổ chức cán bộ, cùng tình hình của đối thủ của Triệu Quốc Đống ở sở giao thông, sau đó không hỏi nhiều. Liễu Đạo Nguyên không hứa gì nhưng Triệu Quốc Đống biết tính cách của Liễu Đạo Nguyên, có thể là có thể, nếu không thể thì Liễu Đạo Nguyên sẽ nói ngay. Triệu Quốc Đống yên tâm hơn. Quản Trường Phong vốn là bí thư đảng ủy kiêm phân cục trưởng Liên Hồ, nghe nói rất có uy tín ở Liên Hồ. Chẳng qua lúc Tạ Kỳ Tường thì có vẻ không được lãnh đạo hài lòng, thường xa lánh. Đến khi Lưu Triệu Quốc làm phó chủ tịch thường trực thì xu thế này mới dần thay đổi. Mấy người Lưu Triệu Quốc đây là tiếp đón đoàn của Cục Công an Ninh Lăng tới tham quan học tập. Lưu Triệu Quốc lúc còn là phó cục trưởng đã tới Ninh Lăng, cũng được Ninh Lăng nhiệt tình tiếp đón. Vì thế lần này đoàn của Ninh Lăng tới. Lưu Triệu Quốc cũng tự mình đón tiếp. Quốc Đống, chú không phải có bạn đang làm bên xây dựng sao? Đội cảnh sát giao thông và quản lý phương tiện của cục đang muốn chuyển khỏi trụ sở cục, chuyển tới khu khai phát Thành Đông. Chính quyền thành phố đã thông qua việc xây dựng, có lẽ lập tức tiến vào giai đoạn đấu thầu. Không biết bà của chú có hứng thú không? Lưu Triệu Quốc cười nói. Lưu ca, chuyện tốt này sao có thể tới bạn em? Ando có nhiều công ty xây dựng thế cơ mà. Ai cũng có thể xây dựng thì sao phải hỏi em. Triệu Quốc Đống nghe là biết có vấn đề trong đó. Chuyện này chỉ sợ công ty kiến trúc không thể bắt được. Chú đó, anh cho bạn chú làm ăn, chú còn không cầm ngay sao. Chú nghĩ rằng không tìm được công ty xây dựng nào ở thành phố An Đô xây dựng trụ sở cho đội cảnh sát giao thông sao? Lưu Triệu Quốc cười nói. Anh biết tính cách em đó, chuyện tốt không nên rơi vào người bạn thân. Bạn em cũng không muốn nhận mấy thứ này. Triệu Quốc Đống nói. Ồ, chú đúng là bỏ được sao? Lưu Triệu Quốc biết Triệu Quốc Đống rất khôn khéo, mấy chuyện này không giấu được hắn. Được rồi Lưu ca, anh nói trụ sở làm việc của đội cảnh sát giao thông và quản lý phương tiện có gì là khó chứ? Có phải là muốn xây dựng xong rồi 2-3 năm mới nhận được tiền phải không? Có phải là chính quyền thành phố lại không cấp kinh phí cho cục công an? Ha ha, chú nhạy bén quá đó, vừa đoán là chính xác ngay.
cũng không đến mức xây dựng xong 2-3 năm mới trả tiền đâu. Chẳng qua bây giờ do lượng việc bên giao thông càng lúc càng nhiều, đội cảnh sát giao thông và quản lý phương tiện cùng ở trong trụ sở cục công an cũng không hay, cho nên thành phố và cục muốn xây dựng một nơi khác cho bọn họ. Muốn ra ngoài cũng không thể tùy tiện tìm mấy căn phòng rách nát. Công tác nghiệp vụ hai đội này khá lớn, phải nghĩ biện pháp xây dựng trụ sở, nhưng bây giờ tài chính của thành phố đang eo hẹp, dự định cục tự nghĩ biện pháp xây dựng, ý chính là để công ty xây dựng trước, trả tiền sau. Nhưng trụ sở của đội cảnh sát giao thông xây 10 tầng, đội quản lý phương tiện xây 4 tầng. 2 tầng còn có cả bãi đỗ xe, thiết bị, tính toán phải tầm 20 triệu cũng chưa chắc đủ. Chính quyền thành phố không bỏ tiền, cục cũng không có tiền, tìm mấy công ty nghe nói xây trước trả tiền sau đều lắc đầu. Lưu ca, sợ là không phải do vấn đề này, mà là các công ty xây dựng sợ cục công an thành phố có năng lực trả tiền hay không. Số tiền khá lớn nhưng chỉ cần công ty xây dựng có thực lực, rồi nghĩ biện pháp vay một phần bên ngân hàng thì vẫn được. Nhưng số tiền 20, 30 triệu không nhỏ, tài chính một năm của cục công an thành phố được bao nhiêu, nếu tài chính thành phố 2-3 năm tới không chuyển biến tốt, cục công an thành phố định bao nhiêu năm mới thanh toán hết. Kéo 5 năm thì công ty xây dựng chết rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng lẽ cục công an thành phố không nghĩ dùng tiền gì để trả sao? Sao không nghĩ chứ? Tài chính thành phố hơi eo hẹp, 2-3 năm tới cũng như vậy. Hơn nữa trụ sở cục công an thành phố cũng sẽ xây dựng trong 1-2 năm tới, lại thiếu nhiều. Thành phố đang đau đầu, anh cũng đau đầu. Ngoài tiết kiệm kinh phí thì chỉ hy vọng tài chính tốt lên. Ngoài ra phải xem cảnh sát giao thông kiếm được bao nhiêu từ việc dạy lái xe. Lưu Triệu Quốc nhíu mày nói. Nghe Lưu Triệu Quốc nói như vậy, mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Năm 95, 96 đúng là thời đại số người học lấy bằng lái tăng lên. Xe ô tô riêng của Ando không ngừng tăng, một chiếc bằng mất 2-3 ngàn tệ. Cảnh sát giao thông sẽ thu một khoản không nhỏ. Lưu ca, em có thể trao đổi với bạn một chút. Y cũng có hứng thú với công việc của cơ quan nhà nước, có lẽ y giúp được anh một chút. Quyển 4, chương 49, biến cố. Dương Thiên Bồi nhíu mày suy nghĩ. Y tin Triệu Quốc Đống nhưng không có nghĩa chuyện gì cũng đồng ý. Đúng như Triệu Quốc Đống nói đây là cơ hội nhưng cũng rất mạo hiểm. Xây dựng toàn bộ, không biết bao giờ nhận được tiền, đây không phải vụ làm ăn mà công ty Thiên Phu dám tùy tiện nhận. Chú tin cục công an thành phố có thể trả khoản tiền này. Ý của anh là có thể trả theo từng phần, nhưng 20, 30 triệu không phải con số nhỏ, đủ để làm chết nhiều công ty. Đơn vị như cục công an không trả thì có thể kiện sao? Dù thằng thì sau này công ty Thiên Phu có thể đặt chân ở Ando sao? Tin em đi, cục công an thành phố không có tài chính, toàn bộ dựa vào tài chính thành phố cấp. Nhưng đội cảnh sát giao thông lại là nơi dạy và cấp bằng lái, bảo bối đó. Anh nghĩ xem cảnh sát giao thông nắm quyền cấp phát giấy phép lái xe, nếu bọn họ làm người dạy sẽ hấp dẫn bao người học. Bây giờ một giấy phép lái xe mất tầm 2-3 ngàn. Ando có hơn 7 triệu người, 1% người học cũng là con số khổng lồ. Nói cách khác một khi đội cảnh sát giao thông bắt đầu dạy lái xe, tài chính sẽ không ngừng tới. Nghe Triệu Quốc Đống giải thích, Dương Thiên Bồi cũng động tâm. Có thể xây dựng trụ sở của đội cảnh sát giao thông và quản lý phương tiện là cơ hội tuyệt vời mở thị trường Ando. Hơn nữa đúng như Triệu Quốc Đống nói, nhận hai công trình này thì cơ hội của công ty Thiên Phu sẽ là rất lớn ở đất S. Em nghe nói trụ sở cục công an thành phố cũng sẽ xây trong 1-2 năm tới ở khu khai phát Thành Đông, thành phố đã có quyết định. Ngoài ra chỉ có trụ sở thị ủy ban thành phố không chuyển đi, các cơ quan khác đều sẽ chuyển tới đó, điều này cũng có nghĩa trung tâm hành chính Ando chuyển sang phía Đông. Điều này có nghĩa 2-3 năm tới sẽ có rất nhiều nhà cao tầng xây dựng ở đây. Công ty Thiên Phu khai pháo đầu tiên sẽ được không ít người nhìn tới. Điều này anh biết, nhưng Quốc Đống, trụ sở đội cảnh sát giao thông, quản lý phương tiện và giám định chất lượng cùng khởi công. Công ty ta bây giờ đã nhận người của công ty số 1, kỹ thuật và cấp bậc không vấn đề gì. Thiếu chính là tài chính, chỉ có vài triệu lưu động. Nếu khởi công và muốn dừng lại là không dễ, chúng ta làm thế nào lấy khoản tiền kia? Dương Thiên Bồi nói, ha ha, đây là việc của anh, em không phải lo mà. Em chỉ giới thiệu ý nghĩa và tương lai công trình, anh phụ trách. Nếu anh thấy không thích hợp thì không làm. Chẳng qua em nhắc anh, nếu chúng ta giúp chính quyền việc lớn như vậy, có phải là Giang Khẩu cũng phải hỗ trợ tài chính cho chúng ta không? Quỹ tín dụng Giang Khẩu không nói, còn có cả các quỹ tín dụng xã, thị trấn cho vay vài triệu được mà. Em tin anh đặt hợp đồng với Cục Công an thành phố lên bàn bọn họ. Bọn họ sẽ vui mừng ủng hộ.
đâu có đơn giản như vậy. Quỹ tín dụng có thể vay nhưng lãi quá cao, hơn nữa đám nhân viên hách dịch. Chú muốn vay tiền thì phải đút nhiều. Dương Thiên Bồi thở dài một tiếng, y cũng không ít quan hệ với mấy quỹ tín dụng này, lãi cao không nói, nhưng đám nhân viên mà không lo lót thì dù hạng mục tốt đến đâu cũng không đồng ý. Anh đã có kinh nghiệm thì càng tốt, bên ngân hàng xây dựng em có thể liên lạc giúp, có lẽ cũng được một khoản. Công ty Thiên Phu có thể mở cục diện ở thành phố Ando hay không là do anh. Tài chính không vấn đề gì, em tin có thể giải quyết. Chú đừng tâng anh lên, công ty mà sụp thì chú chờ nhận đống động cơ cũ kỹ đi. Dương Thiên Bồi cười nói, về tài chính thì Triệu Quốc Đống đã nghĩ được nhiều biện pháp. Tiền từ nước suối Thương Lãng là rất lớn, vào mùa tiêu thụ thì tài chính hàng tháng là rất lớn. Bởi vì có nhiều tài chính ủng hộ nên Triệu Quốc Đống mới can đảm để Trường Xuyên không kiêng nể phát triển ở bên Tân Châu, cũng mới dám để Dương Thiên Bồi nhận mấy công trình kia. Hắn thật ra vẫn lo lắng nhân viên của công ty Thiên Phu không đủ. Nhưng Dương Thiên Bồi lại nói vấn đề này không có gì phải lo. Ha ha, Bồi ca, em rất yên tâm. Em tin công ty Thiên Phu sẽ phát triển rất mạnh trong tay anh. Ánh mắt của em cùng năng lực quản lý của anh, chúng ta sẽ bất bại. Khi chờ tin bên ban tổ chức cán bộ, Triệu Quốc Đống phát hiện mình đúng là rất buồn bực. Danh sách mặc dù báo lên, có lẽ ban tổ chức cán bộ rất nhanh sẽ phái người tới khảo sát. Tần Tự Bân cùng Lâm Băng cũng nghĩ cách giúp hắn. Nhất là Lâm Băng đã ám chỉ thông qua chồng cô làm ở ban tổ chức cán bộ mà hoạt động giúp. Triệu Quốc Đống không khỏi cảm ơn. Thông qua Triệu Quốc Đống làm trung gian, Dương Thiên Bồi cuối cùng đã đến đàm phán với Cục Công an thành phố. Cục Công an thành phố rất vui vì có người đứng ra nhận làm. Triệu Quốc Đống không hứng thú với việc này. Hắn tin Dương Thiên Bồi sẽ có cách lấy lợi ích công ty Thiên Phu. Bên công ty nước suối Thương Lãng đã hoàn thành giai đoạn tập huấn nhân viên, bắt đầu chuẩn bị cho thời kỳ chiến tranh khi mùa hè tới. Nước Sơn đã chính thức đến Vũ Hán, chuẩn bị khai thác thị trường Lưỡng Hồ. Nước suối Thương Lãng lên đài truyền hình trung ương khiến danh tiếng của nó xuất hiện trong cả nước, mượn cơ hội này mà chiếm lĩnh thị trường cũng là sách lược hàng đầu của công ty. Việc đàm phán thu đất với Tân Châu đang được tiến hành. Lúc trước Tân Châu rất thất vọng với việc nước suối Thương Lãng từ chối xây dựng tòa nhà Thương Lãng như bọn họ muốn. Nhưng công ty lại nói sẽ thuê kiến trúc sư đứng đầu cả nước về thiết kế cho trụ sở công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng làm bọn họ thấy hy vọng. Nếu không thể xây dựng nhà cao tầng, nhưng có thể xây dựng một công trình kiến trúc làm nhân dân cả nước chú ý thì đều tăng được sức ảnh hưởng của Tân Châu. Mà nước suối Thương Lãng đưa ra việc muốn nhận hơn 400 mẫu đất sát bờ Mông Hà làm Tân Châu càng thêm giật mình. Không phải bọn họ không muốn đưa khu đất này cho nước suối Thương Lãng, trong mắt bọn họ Tân Châu chấp nhận đưa khu đất tốt hơn thế nhiều. Nhưng nếu nước suối Thương Lãng đưa ra yêu cầu thì bọn họ đương nhiên cho rằng đối phương có lý do chính đáng. Triệu Quốc Đống không nghĩ nhiều tới việc này, bây giờ hắn chú ý tới cuộc khảo sát của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nhưng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mãi không đến khảo sát làm hắn rất lo lắng. Chỉ là hắn không tiện lại đi hỏi Liễu Đạo Nguyên. Cũng may Lâm Băng đã thành người dò xét cho Triệu Quốc Đống. Chồng cô cũng có tin tức khá nhanh nhạy ở tỉnh ủy. Nghe nói lãnh đạo tỉnh ủy không hài lòng với phương án của ban tổ chức cán bộ, yêu cầu phải đưa các cán bộ xuống huyện xa xôi nghèo khó, hơn nữa tăng thời gian công tác lên. Tin này truyền ra làm các sở ban ngành sao động, hỗn loạn, chỉ là phương án cuối cùng vẫn chưa được xác định mà thôi. Triệu Quốc Đống rất nhanh phát hiện hai đối thủ cạnh tranh của mình bắt đầu dao động. Trên thực tế sau khi sở báo ba người lên thì đã có không khí khá lạ, gặp nhau tuy cũng cười cười, gật đầu nhưng lại xa cách như kỵ sĩ vậy. Chẳng qua bây giờ có lẽ hai người kia cũng biết tin bên ban tổ chức cán bộ, tinh thần kém đi nhiều. Thấy Triệu Quốc Đống cũng đều cười cười vui vẻ. Chú thật sự muốn xuống. Liễu Đạo Nguyên gọi điện tới và nói. Tỉnh quyết định hủy bỏ việc cho cán bộ kiêm nhiệm ở Ando, Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu, Lam Sơn. Thời hạn công tác cũng tăng từ 1 lên 3 năm. Hơn nữa anh nghe ý lão Phan thì cán bộ mấy sở chính sẽ xuống nơi khó khăn nhất rèn luyện. Sở giao thông có lẽ cũng nằm trong số này. 3 năm. Triệu Quốc Đống không ngờ mình vừa đi xuống là 3 năm. Quyển 4, chương 50, quan cửu phẩm cũng không dễ làm. Tỉnh ủy rất chú trọng chỉ thị tinh thần của ban tổ chức cán bộ trung ương, chuyên môn tổ chức hội nghị thường ủy 2 lần mà nghiên cứu vấn đề này. Lãnh đạo tỉnh ủy cũng hỏi tới, nhất là yêu cầu tăng cường giúp đỡ các khu vực nghèo phát triển, phải thay đổi quan niệm của cán bộ, quần chúng khu vực nghèo. Liễu Đạo Nguyên nói, hầu hết các nơi còn lại đều có các khu vực khó khăn, chiêu này của tỉnh quá lợi hại, lập tức phân người ra.
Muốn rèn luyện thì được, rèn luyện thì phải tới nơi gian khổ nhất, mà còn là 3 năm. Như vậy có phải là muốn dọa chết người không? Triệu Quốc Đống cười khổ trong lòng, hắn mặc dù chuẩn bị về tư tưởng nhưng cũng không hy vọng tới nơi khó khăn nhất. Ở đâu cũng có hy vọng phát triển, nhưng nơi khó khăn nhất thì điều kiện quá kém, anh muốn giúp địa phương phát triển thì cũng phải có trụ cột tối thiểu chứ. Hừ, không ít cán bộ nghe thấy liền vội vàng tìm đường lui, có cơ quan không tìm được ai thích hợp. Ban tổ chức cán bộ rất tức giận, đám kia tranh nhau để xuống cơ sở rèn luyện, bây giờ thấy không ổn liền tìm lý do thoái thác. Nực cười. Liễu Đạo Nguyên mặc dù không còn công tác trong ban tổ chức cán bộ nhưng y biết những người lúc đầu chen vào danh sách, bây giờ lại tìm lý do mà trốn thì đều có chỗ dựa. Ban tổ chức cán bộ mặc dù quản lý cán bộ nhưng cũng do nguyên nhân bên ngoài ảnh hưởng mà. Ha ha, đây là điều tất nhiên mà. Ai muốn bỏ vợ con để lên núi ở 3 năm? Vì một chức phó huyện mà trả giá như vậy thì quá đắt. Đương nhiên 3 năm là quá dài, chẳng may bị giữ lại thì sao? Đến thì dễ, rời thì khó. Triệu Quốc Đống đây là thật lòng mà nói. Một người tầm gần 30 hiếm khi chưa có vợ con, người chưa có gì như Triệu Quốc Đống là quá hiếm. Chú nếu biết các vấn đề này mà vẫn không đổi ý sao? Liễu Đạo Nguyên nói mà lộ rõ sự tán thành. Anh đang định xem có thể điều chú tới Tân Châu hay không, nhưng bây giờ không có hy vọng rồi. Chẳng qua mấy chỗ kia cũng không khó khăn như mọi người nghĩ đâu. So sánh với mấy miền núi ở Quý Châu, Vân Nam thì ở tỉnh ta tốt hơn nhiều. Đúng là vì điều kiện khó khăn một chút nên mới là sân khấu để chú phát huy bản lĩnh. Liễu Đạo Nguyên cười ha hả mà nói. Liễu ca có phải hối hận không chọn Miên Châu cùng Kiến Dương đấy chứ? Em thấy tốc độ phát triển 2 năm qua của Tân Châu rất nhanh, tăng trưởng bây giờ chỉ còn kém An Đô. Các hội nghị kinh tế của tỉnh cũng không ngừng đề cập tới Tân Châu mà. Tốc độ phát triển của Tân Châu. Hừ, lời này nghe thì lọt tai, chẳng qua cơ sở của Tân Châu quá thấp. Dù phát triển với tốc độ này mà muốn vượt Miên Châu cùng Kiến cũng phải ít nhất 5 năm nữa. Người sống được mấy lần 5 năm? Liễu Đạo Nguyên có chút cảm khái nói. Khi tới Tân Châu cũng đã được 2 năm, tuổi cũng đã 45, nếu còn làm ở Tân Châu 5 năm nữa thì y còn bao cơ hội. Vậy chưa chắc, cao tốc An Quế đã chính thức khởi công, hiệu suất làm việc của Hong Kong rất cao, tài chính nhanh tới. Bọn họ chỉ cần quyết định sẽ tiến hành rất nhanh. Mà cao tốc An Du do tài chính trong tỉnh có một phần nên khá chậm. Thái ca rất lo lắng về việc này, nhưng đây không phải việc bên sở giao thông mà. Liên doanh cảng Tân Châu không phải tiến vào giai đoạn xây dựng rồi sao? 2 công trình này mà hoàn thiện sẽ khiến cho Tân Châu phát triển rất nhanh. Cao tốc An Quế và cảng Tân Châu đúng là có thể mang tới cơ hội cho Tân Châu. Hơn nữa hiệu suất bên Hong Kong đúng là rất nhanh, đoạn đến huyện Thuận Nam đã chính thức khởi công. Đường ở huyện Mai, An Đô tới Ngân Sơn, đường Giang cũng đã được xây dựng. Nghe nói từ đường Giang tới Mao Hà trong tháng này cũng bắt đầu làm. Đường bên Tân Châu từ Thuận Nam tới Cẩm Bình, Vinh Sơn cũng sang tháng sau là bắt đầu. Liễu Đạo Nguyên có chút nuối tiếc mà nói, nhưng Triệu Quốc Đống có thể nghe ra vẻ tự hào của đối phương. Liễu ca, nếu chúng ta chuẩn bị của Tân Châu và đường Giang không làm tốt thì em có thể nói thời gian khởi công kéo dài ít nhất nửa năm. Bây giờ Miên Châu cùng Kiến Dương cũng ý thức được điểm này nên đang chuẩn bị đẩy mạnh công tác chuẩn bị. Một khi tỉnh chuẩn bị xong mà bọn họ chưa xong sẽ bị động. Em nghe nói Chủ tịch tỉnh Trương đến Miên Châu cùng Kiến Dương kiểm tra công việc đã mắng 2 vị thị trưởng một trận, nói bọn họ ngồi không, muốn bọn họ học tập Tân Châu cùng Đường Giang. Hừ, Chủ tịch tỉnh Trương đây là làm cho Bí Thư Quý và Chủ tịch tỉnh Tô xem. Liễu Đạo Nguyên hừ một tiếng. Tân Châu cùng Đường Giang có gì đáng học? Không phải là cao tốc An Quế nhanh một chút sao? Y đang ép Bí Thư Quý và Chủ tịch tỉnh Tô phải mau chóng dồn tài chính cho cao tốc An Du. Không nói đến đường cao tốc nữa. Bây giờ cảng Tân Châu thành điểm sáng. Em nghe nói Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Giao thông đều hứng thú với hình thức liên doanh của cảng Tân Châu. Cảm thấy đây là phương thức mới cho vấn đề vận chuyển đường thủy. Có lẽ bọn họ sẽ phái người tới khảo sát hình thức liên doanh cảng Tân Châu, xem có thể áp dụng vào nơi khác không. Liễu Đạo Nguyên có chút vui mừng, được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Giao thông chú ý, xem ra phương thức liên doanh của cảng Tân Châu đã đúng, lúc trước đã tranh cãi không ít, mình phải độc đoán quyết định thì mới được. Liễu ca, gấp quá cũng không tốt, Tân Châu do anh phụ trách mà phát triển rất nhanh trong 2 năm qua, lãnh đạo tỉnh ủy sao không thấy. Cao tốc An Quế, cảng Tân Châu, khu khai phát kinh tế kỹ thuật Tân Châu, 3 công trình toàn diện tiến hành. Em nghĩ vượt qua Miên Châu cùng Kiến Dương cũng không có gì khó khăn. Em thấy Miên Châu, Kiến Dương đã qua thời kỳ phát triển,
bây giờ đang điều chỉnh nên tốc độ chậm lại. Mà Tân Châu, Lam Sơn, Viễn Lương có tốc độ phát triển tăng lên. Nhất là Tân Châu, nếu 2-3 năm tới nắm bắt thời cơ, đoàn kết thì sẽ tăng vọt. Bỏ xa Lam Sơn, đuổi theo Miên Châu Kiến Dương là hoàn toàn có thể. Triệu Quốc Đống nói như chạm vào tâm sự của Liễu Đạo Nguyên. Liễu Đạo Nguyên một lúc lâu mới thở dài nói. Ôi, dân chúng Tân Châu rất chân thật, nhưng quan niệm của cán bộ quá bảo thủ, luôn hy vọng có người đi trước, mình đi theo, như vậy sao có thể sáng tạo được. Chờ chú học theo thì người khác đã sớm đoạt ưu thế, thậm chí bước lên tầng cao hơn nữa. Triệu Quốc Đống không biết nói gì, hắn cảm thấy mình chạm đến một vấn đề không nên chạm. Liễu Đạo Nguyên tuy có nhiều động tác ở Tân Châu, nhưng bị phản đối nhiều. Thị trưởng Tôn Nghĩa Phu mặc dù không phải người Tân Châu nhưng vẫn làm việc ở đây. Y có quan hệ rộng ở Tân Châu, có thái độ bảo lưu với cách làm việc của Liễu Đạo Nguyên. Liễu Đạo Nguyên đề bạt Phó Thị trưởng Lưu Vĩnh Định có xu thế nghe ý kiến của mình làm thường vụ thị ủy, Phó Thị trưởng thường trực. Nhưng Tôn Nghĩa Phu và Phó Bí thư thị ủy viên Tôn Nghĩa lại có ý kiến phản đối làm cho Liễu Đạo Nguyên muốn cải cách Tân Châu cũng khó khăn. Ở cao tốc An Quế hai bên không phản đối gì nhau, cũng toàn lực khiến nó được thực thi, cho nên mới khiến Tân Châu phát triển nhanh. Nhưng việc liên doanh cảng Tân Châu khiến hai bên có nhiều ý kiến khác nhau. Sau này Liễu Đạo Nguyên phải cứng rắn thông qua mới được. Ngay khi Triệu Quốc Đống suy nghĩ thì Liễu Đạo Nguyên đã nói. Đã lâu không gặp mặt nói chuyện, không chừng chú xuống làm quan cửu phẩm sẽ cảm nhận được khó khăn của lãnh đạo một nơi. Quan cửu phẩm hay thất phẩm đều không dễ làm đâu. Có những lúc chú muốn toàn tâm phát triển nhưng chưa chắc được dân chúng địa phương hiểu, có cơ hội chú thử xem. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống mới phát hiện máy của mình thiếu chút nữa hết pin. Xem ra Liễu Đạo Nguyên bên Tân Châu cũng không thoải mái gì mấy, nơi nào cũng rất phức tạp, đều có tranh đấu. Bây giờ không biết hắn sẽ được đẩy tới đâu, tới một trong ba nơi kém phát triển nhất tỉnh như Thiên Châu, Thông Thành, Ninh Lăng 3 năm thì sao? Quyển 4, chương 51, nhất định là cậu. Tin của Liễu Đạo Nguyên rất chính xác. Ba hôm sau Lâm Băng nói cho Triệu Quốc Đống biết ban tổ chức cán bộ dựa theo yêu cầu của tỉnh ủy xây dựng cán bộ phái đến 9 thành phố, thị xã, hơn nữa thống nhất phái xuống huyện, thời gian 3 năm, không có tình hình đặc biệt không được điều về đơn vị. Nếu có tình hình đặc biệt thì phải thông qua hội nghị ban tổ chức cán bộ thông qua mới được duyệt. Hơn nữa căn cứ theo mà Lâm Băng có được thì cán bộ của văn phòng tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật, ban tổ chức cán bộ, mặt trận tổ quốc, ban tuyên giáo và đảng ủy chính pháp đã được xây dựng tới Đường Giang, Lô Hóa, Vinh Sơn. Mà các cơ quan bên chính quyền sẽ tới 6 thành phố, Trường Xuyên còn lại. Nếu nói tỉnh ủy phái tới 3 thành phố Đường Giang, Lô Hóa, Vinh Sơn, như vậy cán bộ ủy ban nhân dân tỉnh được ban tổ chức cán bộ xác định là 3 nơi Nam Hoa, Vĩnh Lương, Hoài Khánh. Mà Thông Thành, Ninh Lăng và Thiên Châu là nơi nghèo khó nhất không ai muốn. Đối với cán bộ quen với cuộc sống văn phòng mà tới ba nơi này 3 năm, hơn nữa còn là huyện thì có khác gì lấy mạng bọn họ. Nhưng ba nơi này phải có người tới, vậy ai sẽ tới? Lúc này sức hấp dẫn của việc xuống cơ sở rèn luyện đã không còn. Người thì nói bị cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, viêm túi mật. Đủ các loại bệnh xuất hiện trên người trong danh sách. Tiểu Triệu, ban tổ chức cán bộ đã đến sở ta khảo sát, tổng hợp các phương diện thì chúng tôi thấy cậu là thích hợp nhất. Hai đồng chí kia mặc dù xuất sắc nhưng một người bị bệnh, một người gia đình lại đột nhiên xuất hiện vấn đề. Cho nên chúng tôi đã trao đổi với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, bọn họ cũng sơ bộ đồng ý do cậu xuống cơ sở rèn luyện. Trầm tự nhiên nói. Giám đốc Trầm, nghe nói lần này cán bộ sở ta được chỉ định phái tới mấy thị xã Thông, Ninh, Thiên phải không? Triệu Quốc Đống hỏi. Mặt Trầm tự nhiên cứng lại, y cũng nhận được tin này. Mấy sở kinh tế sẽ tới ba địa điểm đó. Sở giao thông sẽ không thoát. Nghe nói người bên sở tài chính thậm chí còn công khai tuyên bố dù không cần chức trưởng phòng cũng không xuống ba nơi đó. Chẳng lẽ nói Triệu Quốc Đống này cũng nhận được tin sao? Trầm tự nhiên vội vàng nghiêm túc nói. Đi đâu là phải căn cứ theo bố trí của tổ chức, phải đợi ban tổ chức cán bộ thông báo mới biết. Vậy ư, tôi nghe nói rất nhiều sở đang loạn lên, không ít người đều có bệnh và gia đình có chuyện, không chọn ra cán bộ thích hợp. Tôi không có bệnh. Không có gia đình nhưng có hạn chế nam nhận chức không đủ mà. Tôi lo bên ban tổ chức cán bộ không đồng ý. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Trầm tự nhiên thầm mắng thằng này bây giờ mới biết vậy sao, sao lúc trước không nghĩ mình không đủ nam nhận chức. Bây giờ nghe nói muốn tới ba nơi nghèo khó lại lấy cớ. Tiểu Triệu, điều này sở ta đã trao đổi với ban tổ chức cán bộ.
đây chỉ là nguyên tắc mà thôi, nhưng đối với cán bộ xuất sắc thì không bắt buộc. Công tác của cậu ở phòng cao tốc được lãnh đạo tỉnh tán thành, điều này ai cũng thấy, ban tổ chức cán bộ cũng thấy. Cho nên cậu không cần lo lắng, đây là cơ hội tốt nhất định là dành cho cậu. Nhưng nguyên tắc là trên một năm, tôi chưa đủ thì có phải vi phạm nguyên tắc không? Triệu Quốc Đống rất muốn trêu Trầm Tự Nhiên một lúc nữa, chẳng qua hắn nghĩ nhỡ đâu sau này còn cần nhờ sở thì sao? Hơn nữa Trầm Tự Nhiên cũng không nhằm vào mình. Ôi, nếu giám đốc Trầm đã muốn giúp tôi đương nhiên không thể học người các đơn vị khác. Chẳng qua nếu đưa tôi tới khu khó khăn thì khi cần sở giúp đỡ, giám đốc Trầm phải nói giúp tôi đó. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng ra vẻ rất bất đắc dĩ. Ha ha, điều này là đương nhiên, cậu là người từ sở giao thông đi ra, hơn nữa cậu vẫn thuộc sở, có gì khó khăn cứ nói, sở nhất định sẽ ủng hộ. 3 năm rất nhanh. Cậu còn trẻ, tương lai lớn, không chừng vài năm tới cậu thành chủ tịch huyện hoặc bí thư huyện ủy thì sao? Trầm Tự Nhiên cười ha hả mà nói, chỉ cần lừa được tên Triệu Quốc Đống này đi là được. Không cần biết sau này làm loạn như thế nào cũng không liên quan tới mình. Thấy Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng Trầm Tự Nhiên, Lâm Băng vội vàng vẫy vẫy. Trầm Tự Nhiên nói gì? Lâm Băng đóng cửa văn phòng lại rồi nói. Y nói sở đã bàn với ban tổ chức cán bộ. Xác định tôi là người được chọn, còn nói việc tới 3 nơi kia là vô căn cứ. Tôi đúng là muốn cười phá lên. Lão ta biết tôi không tin nên không nói nhiều. Chỉ nói đây là quyết định của tổ chức, hy vọng tôi rèn luyện tốt. Ôi, cậu sợ rằng không thoát khỏi 3 nơi đó. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Thủy lợi, Sở Nông nghiệp nghe nói được xác định tới 3 nơi khó khăn nhất, Sở Giao thông chúng ta đâu có ngoại lệ. Lâm Băng thở dài một tiếng. Chị ta cũng có ấn tượng tốt hơn với Triệu Quốc Đống sau lần chạy đi quyên góp tiền ở các cục giao thông. Trước Tết Triệu Quốc Đống còn tặng chị khăn lụa Nhật Bản, điều này làm Lâm Băng rất vui vẻ. Sau mấy lần tiếp xúc khiến chồng chị cũng quen với Triệu Quốc Đống, có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Chị Lâm, tôi cũng không ngại mà. Tôi còn trẻ, có sức khỏe thì sợ gì. Dù là Ninh Lăng hay là Thiên Châu đều trong phạm vi tỉnh An Nguyên, chỉ cách vài trăm km mà thôi. 3 năm nhanh mà. Lúc quay về thì mong chị đừng quên tôi là người ở ban quy hoạch tổng hợp là được. Triệu Quốc Đống sớm biết kết quả là như thế nào, khoảng cách đối với hắn là không vấn đề gì. Tờ đồn công an Giang Miếu đến khu khai phát, đến phòng cao tốc sở giao thông, ai cũng nói hắn may mắn, nhưng may mắn sao mai đi theo hắn, đây coi như đợt rèn luyện đi. Chồng tôi có lẽ cũng phải đi, ở trong văn phòng gần 10 năm nên cũng không biết ra ngoài có thể quen hay không. Lâm Băng thở dài một tiếng mà nói. Ồ, Mỹ ca cũng đi ra sao chị? Chồng Lâm Băng là Vương Phủ Mỹ, trưởng phòng số 2, văn phòng tỉnh ủy. Hai vợ chồng này không biết vì nguyên nhân gì mà lại không có con, cuộc sống khá thoáng. Ừ, có lời đồn này, nhưng bây giờ chưa được quyết định. Nhưng tuyệt đối đừng bị điều tới nơi như cậu thì khổ rồi. Lâm Băng khẽ nhíu mày nói. Được rồi, chị không phải là đả kích tôi đó chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Đó không phải địa ngục mà, chỉ là giao thông không tiện. Nếu Mỹ ca đi ra thì tôi đúng là muốn được phân đến cùng chỗ với Mỹ ca. Cậu nghĩ hay nhỉ, có phải muốn cùng làm việc xấu với chồng tôi không? Lâm Băng nói. Ha ha, đâu có đâu có. Đến lúc đó chị không có việc gì đến thăm người thân là được mà, tiện thể thăm cả tôi. Lâm Băng bĩu môi nói. Con người trên đời cần gì, chẳng lẽ không làm quan là không sống được sao? Ôi! Dù sao cũng đi thì phải làm việc gì đó cho dân chúng. Chị cũng thấy đó, nguyên nhân nghèo khó của bên đó là do hệ thống giao thông không thuận tiện, nếu muốn phát triển kinh tế thì giao thông phải được giải quyết. Tôi đã nói với trưởng ban Tần, nếu tôi đi thì khi quy hoạch thì phải giúp đỡ một chút. Bên sở tài chính có tài chính, bên ủy ban kế hoạch phát triển có hạng mục, bên thủy lợi cũng có đầu tư chuyên ngành. Tôi tới đó thì sở phải có chút chính sách và hạng mục mới được. Tôi và lão Tần thì không vấn đề gì. Nhưng cậu cũng biết quy hoạch không chỉ ở ban ta, còn có liên quan bên xây dựng cơ bản và tài chính, chủ yếu là lãnh đạo sở. Cậu mà xuống thì phải nói với giám đốc Thái. Các hạng mục thí điểm nhiều, ở đâu chẳng được. Lãnh đạo cũng không để ý mấy việc này, nếu có thể lấy được vài cái thì cậu sẽ được lãnh đạo địa phương đánh giá cao hơn chút. Quyển 4, chương 52, ngang nhiên. Triệu Quốc Đống nhàn hạ ngồi bên, nhưng mấy vị bên cạnh hắn mặt xám ngắt lại đầy lo lắng. Thường vụ tỉnh ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ Phan Viên Chiêu đang nói chuyện. Nếu là trước đây thì các cán bộ bên dưới đều chăm chú lắng nghe,
nhưng mọi người hôm nay đều không có tâm trạng nghe. Đương nhiên mấy vị ngồi đầu lại khác. Thực ra nhìn kỹ có thể phát hiện mọi người có ánh mắt khang khác. Mấy vị trên đầu đều ra vẻ hơn người, mấy vị đằng sau thì tên nào cũng cố mà lấy tinh thần. Các đồng chí, tỉnh ủy quyết định chọn một nhóm cán bộ trẻ tuổi xuất sắc đến phong phú cơ sở, mục đích rất đơn giản là tăng cường lực lượng cán bộ cơ sở, thay đổi tác phong làm việc, rèn luyện tố chất cán bộ. Làm cho cán bộ có thể từ cơ sở tiến lên. Tục ngữ nói là lừa là ngựa thì đi đường là biết. Ở trong văn phòng quá lâu sẽ dần xa rời thực tế, anh phải tiến vào cơ sở, cảm nhận điều dân chúng cần, chúng ta mới có thể giúp quần chúng thoát nghèo. Ando, Miên Châu không có cơ sở sao? Mẹ nó chứ, nói gì vậy? Bỏ đi, ai bảo chúng ta phù hợp điều kiện nhất? Đi Ando, Miên Châu thì không ai cũng thích hợp hơn chúng ta mà. Đến Ninh Lăng mới hợp với chúng ta. Mẹ nó chứ, tôi đã nói tôi cao huyết áp mà bên trên không thèm để ý, trực tiếp quyết định tôi, đi cũng được, không đi cũng phải đi, quan to đẻ chết người mà. Tôi thì khác, vợ tôi thấy tôi cách Ando 300 km liền đòi ly hôn, còn tới sở làm ầm lên, nhưng lãnh đạo khuyên thì khuyên nhưng vẫn bắt tôi đi. Mẹ nó chứ, còn nhân nghĩa không? Được rồi, làm 3 năm, hơn ngàn ngày, không biết bao giờ đến cuối. Hai vị ngồi sau lưng Triệu Quốc Đống đang nhỏ giọng nói chuyện. Triệu Quốc Đống nghe xong có chút buồn cười. Mẹ nó chứ, cao huyết áp, uống rượu ở khách sạn 5 sao thì có tên nào nói mình cao huyết áp. Đòi ly hôn, bởi vì đến huyện mà ly hôn, vợ như vậy giữ làm gì? Không bằng đạp đi cho sớm, giữ lại sẽ mọc sừng. Hội nghị hôm nay chẳng những xác định cán bộ được đưa xuống cơ sở rèn luyện, lãnh đạo sở cũng tham gia để tỏ vẻ coi trọng cán bộ đi xuống rèn luyện. Phó Bí thư tỉnh ủy Dương Tử Minh cũng tham gia hội nghị và phát biểu. Ban tổ chức cán bộ tuyên bố nơi các cán bộ sẽ tới. Quách Chiêu Hoa, Hồ Tất Tài, Đường Giang, Cửu Minh, Cát Hương Sơn, Lô Hóa, Tạ Nhiên Khả, Triệu Hùng, Vinh Sơn, Triệu Quốc Đống, Khúc Vân Phong, Viên Kiến Bân, Ninh Lăng. Hy vọng các đồng chí chuẩn bị đầy đủ, bàn giao công việc, tuần sau đúng 8 giờ tập trung dưới trụ sở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ban tổ chức cán bộ sẽ phái xe đưa mọi người xuống. Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống thầm đọc tên này. Trên thực tế hắn sớm biết mình sẽ đi Ninh Lăng, hắn vốn muốn đi Thông Thành, dù sao ở đó có Hùng Chính Lâm. Chẳng qua Liễu Đạo Nguyên cho hắn tin tức là Hùng Chính Lâm đi rèn luyện đã đủ 2 năm, tỉnh hài lòng với biểu hiện của y nên có lẽ sẽ được lên chức. Có 3 lựa chọn cho Hùng Chính Lâm, một là làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ando, hai là đến làm phó chủ nhiệm chuyên trách, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, còn một vấn đề là tới làm phó bí thư thị ủy, thị trưởng Ninh Lăng. Rốt cuộc Hùng Chính Lâm xét tới đâu thì ngay cả Liễu Đạo Nguyên cũng không rõ. Nhưng có thể khẳng định 1-2 tuần nữa Hùng Chính Lâm sẽ rời khỏi Thông Thành. Như vậy Triệu Quốc Đống còn gì để nói, chỉ có thể nói mình đen đủi, muốn mượn lực cũng không được. Hắn chỉ có thể chọn Ninh Lăng xem Hùng Chính Lâm có thể tới đó không. Khúc Vân Phong, Viên Kiến Bân, Triệu Quốc Đống nhìn quanh để xem đó là ai. Dương Tử Minh nói được cán bộ bên dưới chú ý hơn Phan Viên Chiêu. Không phải trình độ nói của Dương Tử Minh giỏi hơn Phan Viên Chiêu, mà là tuyên bố kết quả, một đám người đã xác nhận sự thất vọng tột độ. Mọi người đều là cán bộ xuất sắc mà các sở lựa chọn ra, xuống cơ sở cũng thể hiện quyết tâm chú ý tới cơ sở của tỉnh ủy, đồng thời cũng tỏ rõ sự coi trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi của tỉnh ủy. Cơ quan cần rất nhiều đồng chí có kinh nghiệm cơ sở, không có kinh nghiệm rèn luyện ở cơ sở sẽ không được đề bạt làm cán bộ cấp cục, sở. Xuống cơ sở rèn luyện là chế độ chung của ban tổ chức cán bộ tỉnh An Nguyên chúng ta. Đương nhiên cuộc sống ở cơ sở sẽ khó khăn hơn cơ quan nhiều, nhưng là cán bộ đảng viên trẻ tuổi, đây là kinh nghiệm cần thiết để trưởng thành. Không công tác ở cơ sở, anh không thể làm lãnh đạo. 3 năm sau tỉnh ủy hy vọng thấy một loạt cán bộ xuất sắc từ cơ sở đi lên. Ban tổ chức cán bộ hàng năm sẽ xuống khảo sát, cũng ghi chép rõ ràng. Triệu Quốc Đống lúc này đang nghĩ tới về nơi mình sắp đi. Ninh Lăng không phải tất cả đều là đồi núi, các cụ ngày xưa chọn đều có một vài nguyên tắc, cần có nước, phải có đất, có hai điều kiện này thì mới có thể sống được. Ninh Lăng mặc dù chủ yếu do đồi núi tạo thành, nhưng có không ít thung lũng phì nhiêu, mà đây là các khu để sản xuất nông nghiệp, đồng thời các xã, thị trấn cũng được xây dựng ở thung lũng hoặc dưới chân núi. Thị xã Ninh Lăng có 7 huyện, 1 quận, dân cư là 5,2 triệu, ở toàn tỉnh coi như trung bình. Trong 7 huyện 1 quận thì có 2 huyện thuộc huyện nghèo cấp quốc gia, 2 huyện thuộc diện nghèo cấp tỉnh. Vị trí địa lý Ninh Lăng khá quan trọng, vừa lúc ở Yết Hầu ở phía đông An Nguyên, bắc giáp Thông Thành, đông dựa Hồ Nam, tây sát Vĩnh Lương,
Nam giáp Tân Châu, đường giao thông bế tắc. Chỉ có Ô Giang chảy qua thị xã Ninh Lăng, huyện Đồng và huyện Hoa Lâm, sau đó chảy về phía đông bắc tới Trường Giang. Hắn phải ở đây 3 năm, mặc dù còn không biết mình sẽ tới huyện nào nhưng tính toán 3 cán bộ kiêm nhiệm từ tỉnh phái xuống, mà Ninh Lăng vừa vặn có mấy huyện nghèo cấp quốc gia, điều này nói rõ tỉnh ủy coi trọng như thế nào. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, trên tỉnh đúng là coi trọng cán bộ, xem ra nhất định đến huyện nghèo rồi. Có phải nghĩ mấy cán bộ kiêm nhiệm này có thể khiến địa phương đó thoát nghèo không? Hay là cố ý để cán bộ tới cảm nhận khó khăn của cán bộ cơ sở? Phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại. Dương Tử Minh vẫy vẫy tay để kết thúc cuộc nói chuyện. Xem ra vị phó bí thư tỉnh ủy Dương Tử Minh này đã an ủi được cán bộ. Hội nghị kết thúc, Triệu Quốc Đống từ chối ý tốt của Trầm Tự Nhiên và Hầu Tuyết Phong, hắn định đi bộ một mình. Hắn đã hoàn thành ý đồ làm chức phó huyện, nhưng chẳng qua phải trả bằng cái giá tới Ninh Lăng 3 năm. Ở 3 năm không sao, Triệu Quốc Đống không thèm để ý việc này. Nhưng 3 năm đó sẽ như thế nào thì Triệu Quốc Đống cần suy nghĩ. Đúng như Liễu Đạo Nguyên nói, càng là nơi nghèo thì quan hệ nhân sự càng phức tạp, quy tắc ngầm càng thêm rõ ràng. Mà lãnh đạo chủ yếu cũng độc đoán. Nếu như nói có lãnh đạo thật lòng làm việc thì tốt, nhưng nếu mấy lãnh đạo có ý đồ riêng thì đó là đau xót cho quần chúng nhân dân. Liễu Đạo Nguyên tự nhận mình đã mạnh tay ở Tân Châu, y loại hai phó bí thư huyện ủy phụ trách đảng, quần chúng và một bí thư huyện ủy. Ngay cả y cũng không muốn dùng cách này nhưng Liễu Đạo Nguyên không thể không làm. Triệu Quốc Đống không biết hoàn cảnh mình đối mặt là như thế nào. Như lãnh đạo trực tiếp, gián tiếp đồng nghiệp trong 3 năm, bọn họ sẽ xuất hiện trong mắt hắn bằng cách nào? Quyển 5, chương 1, ấn tượng. Triệu Quốc Đống ngồi trên chiếc xe Toyota cũ, đường khá xóc càng làm không gian xe thêm chặt. Gặp phải hố to, lái xe chỉ có thể cắn răng tiến tới, chỉ khổ 3 người ngồi sau mà thôi. Triệu Quốc Đống là trẻ nhất trong 3 cán bộ tới Ninh Lăng, tất nhiên phải ngồi ở vị trí cuối cùng. Xóc như vậy Triệu Quốc Đống chưa bao giờ cảm nhận, lúc trước đi trên đường giải sỏi ở đường Giang mà so với đây thì đúng là đường bằng phẳng. Một vị phó trưởng phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ngồi trên ghế đầu cũng không tốt hơn là bao. Mặt y tái nhợt lại. Khúc Vân Phong đến từ sở nông nghiệp, Viên Kiến Bân đến từ sở thủy lợi cũng rất mệt. Mọi người xuất phát từ 8 giờ 30 sáng, từ An Đô qua 4 huyện Vĩnh Lương, hơn 200 km làm mấy người mệt mỏi. Mới đầu mọi người còn có tinh thần nói chuyện, bây giờ cũng không còn. Từ An Đô đến thị xã Ninh Lăng vừa vặn 320 km. Nếu là đường cao tốc thì chỉ tầm 3 tiếng là tới, chẳng qua rất không may đây là quốc lộ 915, quốc lộ từ An Đô tới Hàng Châu mặc dù là quốc lộ nhưng đường quá xấu, nhất là tiến vào phía đông Vĩnh Lương thì càng xấu hơn. Bảo sao xe tải từ Hồ Bắc, Hồ Nam đến tỉnh An Nguyên thả chấp nhận đi vòng qua quốc lộ 813 cũng không đi đường này. Bữa trưa ăn ở huyện Thành Kim Lương phía đông Vĩnh Lương, mọi người mệt mỏi nên không có hứng thú ăn. Ăn xong lại lên đường chạy về phía đông. Từ Kim Lương tới Ninh Lăng còn 90 km, theo tình hình này phải 3 tiếng nữa mới tới nơi. Trưởng phòng Mã, bắt đầu từ đâu là tới địa phận Ninh Lăng, bên kia là huyện Thổ Thành. Lái xe nhấn ga cho xe leo núi. Qua ngọn núi này là đến đất Ninh Lăng. 20 phút sau xe đã bò lên được trên đỉnh núi, ven đường được đóng cọc để chống bùn đất rơi xuống, qua đó có thể thấy giao thông khá khó khăn. Trước mắt là một vùng núi non trùng điệp, nhìn không tới cuối. Xe lại nhấn ga tiến vào trong thung lũng. Mọi người đều cảm nhận được mùi vị của Tà Nguyệt Lĩnh, chiếc xe chạy trong thung lũng gần tiếng mới bỏ ra. Triệu Quốc Đống rõ ràng cảm nhận được lái xe thở dài một tiếng. Còn 10 km là tới huyện thành, trưởng phòng Mã, xem ra 4 giờ sẽ tới được Ninh Lăng. Vị trưởng phòng Mã vẫn chưa tỉnh táo lại do đường nguy hiểm, giờ vẫn còn sợ. Y chỉ khẽ gật đầu mấp máy môi nhưng không nói được gì. Y đang nghĩ xe mà rơi xuống thì sao nhỉ? Nhận chức ở đây mỗi lần về tỉnh thành là quá nguy hiểm. Chạy qua Tà Nguyệt Lĩnh, đường bằng phẳng hơn, nửa tiếng sau xe đã chạy vào trong thị trấn Thổ Thành được xưng có lịch sử lâu năm. Ninh Lăng còn cách thị trấn Thổ Thành 40 km, nhưng xe phải chạy tầm tiếng rưỡi nữa mới tới. Một vị phó trưởng ban thư ký thị ủy, một vị phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Ninh Lăng đã đứng ở cửa trụ sở nghênh đón, đưa đoàn người vào nhà khách thị ủy. Chờ mọi người rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Sau đó sẽ tham gia bữa tiệc chào mừng của thị ủy Ninh Lăng vào lúc 6 giờ chiều. Triệu Quốc Đống cẩn thận quan sát hai vị lãnh đạo thị ủy, nhìn không quá nhiệt tình, cũng không thể nói là chào mừng hay không. Hắn cảm thấy đây là chào đón cho có,
điều này làm hai người kia có chút mất mát. Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng mơ hồ về Ninh Lăng trong mơ, lúc phá án cũng tới đây một lần nhưng ở lại không lâu, thậm chí ở có một đêm là đi. Hắn chỉ thấy trong nội thành nhiều cây xanh, đường phố được dọn dẹp tốt làm người ta thấy ở đây không có ô nhiễm. Đi vào nội thành đã chứng minh giấc mơ của Triệu Quốc Đống là đúng, chẳng qua khi đi tới trụ sở thị ủy, ủy ban thì thấy một đám dân chúng đang làm ầm ở đó, điều này làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng rất sâu. Mình sẽ ở đây 3 năm, không chừng cũng không phải nội thành mà là huyện khác. Không biết 3 năm đó sẽ như thế nào. Triệu Quốc Đống rửa mặt rồi mở cửa sổ nhìn ra. Nhà khách thị ủy này khá bình thường, nhưng nằm sát ngay bên trụ sở thị ủy, có thể khẳng định lãnh đạo tỉnh tới Ninh Lăng sẽ không ở chỗ này. Triệu Quốc Đống không để ý mấy việc này, hắn chỉ cần có giường để ngủ là được. Tiếng gõ cửa làm Triệu Quốc Đống nhìn lại, mở cửa thì thấy là Khúc Vân Phong và Viên Kiến Bân đứng đó. Cậu như đàn bà vậy, mặc quần áo mà lâu thế. Trên xe ba người đã làm quen, cùng cảnh ngộ nên bọn họ dễ quen nhau hơn. Bọn họ chưa xuống cơ sở bao giờ mà lập tức bị đẩy tới Ninh Lăng thì đúng là rất sợ hãi. Vào ngồi đi, có việc gì đâu nên nhìn ra ngoài một chút. Triệu Quốc Đống cười nói rồi tiện tay ném cho Viên Kiến Bân điếu thuốc, Khúc Vân Phong không hút. Lát chúng ta sẽ gặp lãnh đạo mới, xem ra lãnh đạo thị ủy cũng sẽ tham gia. Viên Kiến Bân xem ra khỏe hơn Khúc Vân Phong nên nhanh hồi phục. Chưa chắc, tôi thấy thái độ của hai người lúc nãy khá lạnh nhạt, nhưng lại rất nhiệt tình với trưởng phòng Mã. Khúc Vân Phong nói, ha ha, chúng ta về sau là cấp dưới của bọn họ sao phải cho chúng ta mặt mũi? Anh đã bao giờ thấy lãnh đạo cho cấp dưới mặt mũi chưa? Triệu Quốc Đống cười nói, chúng ta phải thực tế một chút, bây giờ chúng ta không phải là tổ công tác của tỉnh, mà là phải làm việc ở đây 3 năm. Nghe Triệu Quốc Đống nói tới 3 năm, mặt Khúc Vân Phong và Viên Kiến Bân có chút buồn bực. Mẹ nó chứ, cậu mới 25 thì đương nhiên không sao. Con tôi mới hơn 3 tuổi, Vân Phong vừa lấy vợ 2 năm và đang kế hoạch, 3 năm ở đây không phải ép chết chúng ta sao? Vậy chuyển nhà các anh tới đây, quyết tâm như chiến sĩ cụt tay đi. Cùng lắm tìm một cô bé xinh đẹp, không nghe nói Thiên Châu, Ninh Lăng, Hoài Khánh là nơi ra gái đẹp sao? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Nếu không cứ ở đây chơi thoải mái, về sau đàng hoàng mang đuôi làm người là được mà. Quốc Đống, cậu không lớn mà lại lăng nhăng vậy sao? Chuyện này cán bộ địa phương dám làm, chúng ta dám sao? Cậu còn muốn về không? Viên Kiến Bân nhìn Triệu Quốc Đống thấy hắn không quá lo lắng thì có chút tò mò. Tên này luôn ra vẻ không thèm để ý, chẳng lẽ không oán hận vì tới Ninh Lăng này ư? Về hay không là do cấp trên định đoạt. Các anh có tin là trong nhóm chúng ta có người một năm là về, có người hết 3 năm vẫn phải ở lại. Không tin chúng ta cá xem. Khúc Vân Phong lạnh lùng nói. Triệu Quốc Đống và Viên Kiến Bân không nói gì, chuyện này quá bình thường. Lãnh đạo tuy quyết định như vậy, nhưng công việc thực tế lại khác. Ninh Lăng trông cũng khá đẹp nhưng tôi thấy không yên tĩnh. Vừa nãy khi chúng ta tới, trước cửa ủy ban không biết có việc gì mà hơn 100 người tụ tập. Tôi thấy cảnh sát đã dẫn người tới. Viên Kiến Bân nói, ở đâu chẳng có chứ, cải cách công ty nhà nước đang diễn ra, nhiều công nhân cần ăn cơm như vậy, nhưng công ty sắp phá sản, hệ thống ngân hàng không cho vay, chính quyền không thừa nhận được mà. Đau chính là công nhân, tìm được đường thì ra ngoài, không được thì chỉ có thể mở to mắt nhìn chính quyền. Anh nghĩ xem Ninh Lăng có bao tài chính mà giúp được nhiều người như vậy. Triệu Quốc Đống không ngờ Khúc Vân Phong lại hiểu sâu về việc này như vậy. Được rồi, không nói cái này. Lát nữa chúng ta phải thể nghiệm cách sống ở Ninh Lăng mới được. Trên bàn rượu NCTA có thể thấy được phong cách của các vị lãnh đạo. Nghe nói tác phong Ninh Lăng rất phóng khoáng, trên bàn rượu càng như vậy. Ba người chúng ta đừng để bọn họ đánh ngã đó. Triệu Quốc Đống nói. Khúc Vân Phong nghe vậy thì hơi sợ, nhưng Viên Kiến Bân lại vỗ ngực nói. Có gì phải lo, tôi cũng không dễ chọc vào. Dù ngã cũng phải kéo một hai người theo. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Đi thôi, chắc là muốn chúng ta ra tập hợp. Triệu Quốc Đống nói. Quyển 5, chương 2, tử phẩm. Bữa tiệc chào mừng tổ chức ở tầng 2 của nhà phía nam với hai bàn. Trưởng phòng Mã cùng vị trưởng ban thư ký thị ủy Khâu đang vừa đi vừa nói chuyện. Một người đàn ông trung niên bụng bự đang đi cùng vài người tới đây. Trưởng phòng Mã đã lâu không gặp, tôi nhớ lần trước khi anh tới chính là cuộc họp tháng 9 năm trước. Trưởng phòng Mã vội vàng đi lên bắt tay đối phương mà nói. Hôm nay tôi phải mời bí thư Tương một chén,
trưởng phòng Mã tới Ninh Lăng, tôi phải mời anh mới đúng. Bí thư Kỳ hôm nay đi Hoa Lâm kiểm tra công việc nên không về được, thị trưởng Mạch đang trên tỉnh, hôm nay chỉ có tôi đến tiếp trưởng phòng Mã. Mọi người đi theo hai vị lãnh đạo mà vào, Mã Nguyên vừa đi vừa nói. Thị trưởng Mạch có phải đang bận việc nâng cấp thị xã? Ai nói không phải, các nơi đều muốn làm như vậy, Ninh Lăng chúng tôi tuy nghèo nhưng cũng cần thể diện. Nếu không làm gì thì bên trên không nói được, dân chúng bên dưới cũng không hài lòng. Liễu Đạo Nguyên đã giới thiệu với Triệu Quốc Đống về bộ máy của Ninh Lăng. Vị phó bí thư tương này từ phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy đến xuống làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, lại quay về làm phó bí thư thị ủy phụ trách đảng đoàn. Y có quan hệ hơn 10 năm với Liễu Đạo Nguyên, mặc dù Liễu Đạo Nguyên tới Tân Châu nhưng hai người vẫn gọi điện cho nhau. Ha ha, nên mà, đây là việc lớn quan hệ tới toàn bộ dân chúng Ninh Lăng, đáng để ăn mừng. Mã Nguyên cười nói. Lúc này có hai người đi tới nói. Trưởng phòng Mã, tiếp đón chậm, mong bỏ qua cho. Lão Mục, Lão Chu, hai anh đi đâu thế? Trưởng phòng Mã đến một lúc rồi đó. Tương Uẩn Hoa nhíu mày nói. Ha ha, bí thư Tương, bên kia có chút việc nên tôi cùng trưởng ban thư ký Chu đi xử lý một chút. Trưởng phòng Mã là người quen cũ nên chắc không trách chúng tôi chứ. Người đàn ông đi trước khá gầy, mắt nhỏ, đeo kính mắt gọng bạc, mặc bộ đồ Âu phục. Người đi sau chậm hơn nửa bước luôn nở nụ cười. Mục Cương, trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Ninh Lăng. Trong đầu Triệu Quốc Đống lập xuất hiện về người này. Liễu Đạo Nguyên nói người này từ bí thư huyện ủy Thổ Thành được đề bạt vào TVT trưởng ban tổ chức cán bộ. Triệu Quốc Đống, không hiểu mấy người này, nhưng hắn nghĩ làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy thì chắc phải có bản lĩnh. Người phía sau có lẽ là thường vụ, trưởng ban thư ký thị ủy, Chu Xuân Tú, người tên như phụ nữ nhưng lại là đàn ông. Trưởng ban Mục, anh đã lâu không tới chỗ tôi rồi đó, bây giờ lại đến muộn. Bí thư Tương, anh nói có nên phạt trưởng ban Mục và trưởng ban thư ký Chu không? Là phó trưởng phòng số 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Mã Nguyên cũng có ít nhiều ấn tượng với bộ máy cán bộ các thành phố, thị xã. Mặc dù không quá quen nhưng tên, hình tượng của bọn họ cũng biết. Ừ, nên phạt, lão Mục, lão Chu, hôm nay trưởng phòng Mã đại biểu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mang tới tài sản quý giá cho thị ủy Ninh Lăng ta, dù chuyện lớn thế nào cũng không được chấp nhận. Lát phải phạt ba chén. Tương Uẩn Hoa vung tay lên nói. Tương Uẩn Hoa và Mã Nguyên ngồi xuống ở vị trí trung tâm. Mục Cương ngồi bên trái Tương Uẩn Hoa, Chu Xuân Tú ngồi bên phải Mã Nguyên. Ba người Triệu Quốc Đống cũng theo trung tâm này ngồi ra. Chỉ còn một chiếc ghế trong bàn. Một vị phó trưởng ban thư ký và phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy nhường nhau, nhưng mãi không thấy ai có thể ngồi. Tương Uẩn Hoa nhíu mày và sai người lấy thêm một chiếc ghế nữa. Bàn bên kia chỉ còn mấy nhân viên bên văn phòng thị ủy và ban tổ chức cán bộ, một bàn 5 người trông khá rộng rãi. Nói chuyện vài câu, uống vài chén rượu khiến không khí trở nên sôi nổi hơn. Ba người Triệu Quốc Đống coi như trên tỉnh tới nên không ngại mấy vấn đề này. Tương Uẩn Hoa vốn đang vui vẻ nhưng nghe Mục Cương nói vài câu bên tai liền xa sầm mặt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Bí thư Tương, uống vài chén rồi, tôi còn chưa giới thiệu tình hình mấy đồng chí này. Vừa lúc Bí thư Tương, trưởng ban Mục, trưởng ban thư ký Chu đều có ở đây. Tôi xin long trọng giới thiệu ba vị này, hy vọng thị ủy Ninh Lăng có thể căn cứ tình hình thực tế của bọn họ mà phân công công việc. Mã Nguyên cười cười nhìn quanh và nói. Vị này là Viên Kiến Bân. Đến từ ban quản lý kiết thiết thủy lợi, sở thủy lợi. Vị này là Khúc Vân Phong đến từ ban thu hoạch kinh tế, sở nông nghiệp. Vị trẻ tuổi nhất là Triệu Quốc Đống, đến từ ban quy hoạch tổng hợp sở giao thông. Ba người bọn họ đều là cán bộ rất xuất sắc mà tỉnh ủy chọn ra. Tỉnh ủy nghĩ tỉnh An Nguyên chúng ta đang gặp cơ hội phát triển lớn nên đặc biệt phái các cán bộ xuất sắc tới. Hy vọng bọn họ có thể cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Hôm nay Bí Thư Kỳ và Thị trưởng Mạch không ở đây, tôi xin thay mặt thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chào mừng ba đồng chí đến Ninh Lăng công tác. Tương Uẩn Hoa cười nói. Thị ủy Ninh Lăng có thể nói khó khăn một chút, nhưng Ninh Lăng có hơn 5,2 triệu dân chúng chăm chỉ làm việc, có tài nguyên phong phú, hơn nữa chúng ta sắp tiến vào cơ hội lớn. Có ba vị cán bộ trẻ tuổi từ tỉnh tới gia nhập đội ngũ cán bộ Ninh Lăng, tôi tin có thể cống hiến cho Ninh Lăng mới. Nào Lão Mục, Lão Chu. Chúng ta phải đại biểu thị ủy ban chào mừng ba đồng chí này. Tương Uẩn Hoa đứng lên, Mục Cương và Chu Xuân Tú cũng vội vàng đứng lên theo. Ba người Triệu Quốc Đống cũng vội vàng đứng lên.
rượu Ninh Lăng rất nặng, cao tận 60 độ nên uống như thiêu đốt cổ họng. Cuộc đấu rượu đã bắt đầu, không ai có thể thu tay lại được. Triệu Quốc Đống bị hai người nhằm vào, sau đó hắn bắt đầu phản kích. Đầu tiên là Bí Thư Tương, sau đó khiêu chiến từng người. Liễu Đạo Nguyên đã nhắc với Triệu Quốc Đống là xuống cơ sở rèn luyện phải chú ý một vài chi tiết, nhất là trong bàn ăn càng phải chú ý. Rất nhiều lãnh đạo thích thông qua bàn ăn mà quan sát, có quan hệ lớn đối với tử lượng của anh, nhưng anh phải thể hiện được khí chất của mình ra, càng không thể giả vờ. Dù anh có say thì cũng chứng minh anh cương trực. Tương Uẩn Hoa, Mục Cương và Chu Xuân Tú là lãnh đạo thị xã, Triệu Quốc Đống mời mấy vị lãnh đạo tùy ý nên được ba người có một chút ấn tượng. Hai vị còn lại bên Ninh Lăng đều uống một nửa chén với Triệu Quốc Đống, cuối cùng hắn lại mời Mã Nguyên. Một vòng sáu chén vào mặt mà mặt không đổi sắc. Viên Kiến Bần uống cũng được, y đều mời từng người một như Triệu Quốc Đống. Chẳng qua y nhẹ hơn Triệu Quốc Đống một chút, mỗi lần nửa chén, lãnh đạo tùy ý. Chỉ có mỗi Khúc Vân Phong là khổ. Triệu Quốc Đống và Viên Kiến Bân thể hiện như vậy, y chỉ có thể làm là uống liền ba chén coi như mời tất cả lãnh đạo ở đây. Triệu Quốc Đống thầm phục Khúc Vân Phong, uống ba chén mà mặt tái mét, ngồi ba phút rồi không thể khống chế mà phải chạy vào nhà vệ sinh. Triệu Quốc Đống thấy Viên Kiến Bân sau khi uống vào liền nói nhiều hơn, nói chuyện khá vui vẻ với vị phó trưởng ban tổ chức cán bộ và phó trưởng ban thư ký. Khúc Vân Phong thì một lúc sau mới từ nhà vệ sinh đi ra, mắt đỏ lên. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng bưng chén trà đã chuẩn bị trước đưa tới. Tên này sao phải khổ như vậy, uống kém mà không uống lại sợ lãnh đạo có ý kiến, cho nên chỉ có thể liều mình mà thôi. Thấy Triệu Quốc Đống và Khúc Vân Phong về, Tương Uẩn Hoa vội vàng nói. Tiểu Khúc không sao chứ, lại đây, ăn bát canh cho ấm bụng, xem ra Tiểu Khúc uống hơi kém, không uống được thì không cần uống, có ý là đủ rồi. Khâu Nguyên Phong cố nhịn cơn khó chịu trong lòng rồi ngồi xuống ngây ra đó. Y sợ nói chuyện là phun ra ngoài. Lúc Triệu Quốc Đống rời đi, Viên Kiến Bân thành người khơi mào cuộc chiến trên bàn. Y lấy hai chén mở đường bắt đầu từ Tương Uẩn Hoa, khiến cho đám người Mã Nguyên không ngừng lắc đầu. Y mời mỗi người đều là hai chén, mà đối phương tùy ý. Điều này làm đám người Tương Uẩn Hoa đành phải uống hết một chén. Uống hết 12 chén làm mặt Viên Kiến Bân hơi đỏ nên nhưng vẫn tỉnh táo, nói chuyện càng thêm vui vẻ. Nói từ tình hình thủy lợi tỉnh An Nguyên đến chính sách thủy lợi mấy năm tới của Trung ương. Ngay cả Tương Uẩn Hoa và Chu Xuân Tú đều ra vẻ khen ngợi. Quyển 5, chương 3, Khang Hy Thanh Hoa. Triệu Quốc Đống lại rất trầm tĩnh, ngồi im đó xem Viên Kiến Bân biểu diễn. Viên Kiến Bân này ăn nói cũng giỏi, đưa ra vài vấn đề đều có lý lẽ. Bảo sao tên này nổi tiếng mồm mép ở sở thủy lợi. Khi Viên Kiến Bân đang phát huy tài năng, Triệu Quốc Đống liền mời bàn bên một chén. Bàn bên ngoài lái xe của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì chỉ có 4 cán bộ của văn phòng thị ủy và ban tổ chức cán bộ thị ủy. Một vị trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ, còn một vị là phó chánh văn phòng thị ủy. Hai người khác là cán bộ bình thường. Bữa rượu tối nay ăn rất vui vẻ. Sau khi tiễn lãnh đạo thị ủy rời đi, Mã Nguyên uống nhiều nên bảo mọi người đi nghỉ và về nghỉ. Về phòng, Viên Kiến Bân đã không chịu nổi. Không đợi Khúc Vân Phong và Triệu Quốc Đống nói gì thì y đã lao vào nhà vệ sinh mà nôn. Triệu Quốc Đống và Khúc Vân Phong nhìn nhau và cười cười đỡ Viên Kiến Bân về phòng mà nghỉ. Viên Kiến Bân vừa vào phòng liền lăn ra ngủ. Sau khi cởi áo và quần dài cho tên này, Triệu Quốc Đống và Khúc Vân Phong đắp chăn cho y. Xem ra tên này không thể tỉnh ngay. Lão Khúc, tới phòng tôi ngồi chút chứ? Triệu Quốc Đống hỏi. Không được, tôi muốn nghỉ đã. Rượu lao thập Ninh Lăng này đúng là không phải để người uống, nặng không khác gì uống cồn. Khúc Vân Phong lắc đầu rồi mở cửa phòng mình. Quốc Đống, nghỉ sớm đi, anh uống tốt nhưng phải chú ý giữ sức khỏe. Được rồi, nghỉ sớm đi. Triệu Quốc Đống cũng vào phòng. Triệu Quốc Đống uống rượu mà càng tỉnh táo hơn. Hắn ngồi trên giường bật chiếc TV màu 18 inch lên xem. Triệu Quốc Đống điều chỉnh các kênh, cuối cùng tìm được đài truyền hình Ninh Lăng. Đài truyền hình các địa phương có một thông lệ, đầu tiên là tin thời sự của đài truyền hình Trung ương lúc 7 giờ 30 tối, sau đó đến đài truyền hình tỉnh, cuối cùng là đài truyền hình địa phương. Ngày 21, Bí thư Thị ủy Kỳ Dư Hồng đến kiểm tra công việc ở huyện Hoa Lâm đã nhấn mạnh tăng cường nông nghiệp, công nghiệp là quan trọng nhất hiện nay của thị xã. Thường vụ Thị ủy, Phó Thị trưởng Thường trực Kim Vĩnh Kiện cùng lãnh đạo huyện Hoa Lâm tham gia cuộc khảo sát. Chiều ngày 21, Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ Mục Cương tới thôn Công Hòa thị trấn Phúc Tập,
thị xã Ninh Lăng khảo sát công tác tổ chức cơ sở. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận giọng MC cũng là tiếng thuần Ninh Lăng. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng biết đây là do tâm lý của hắn. Còn MC nói chuyện dễ nghe hơn người bình thường nhiều. Điện thoại di động vang lên, Triệu Quốc Đống vội vàng nghe. Đây là do Liễu Đạo Nguyên gọi tới. Liễu Đạo Nguyên nói với Triệu Quốc Đống là mình vừa gọi cho Tương Uẩn Hoa, hy vọng đối phương giúp Triệu Quốc Đống. Anh cảm thấy bây giờ em đi gặp Bí Thư Tương có thích hợp không? Triệu Quốc Đống cẩn thận nói. Ừ, đi một chút cũng tốt, y đang ở nhà. Lão Tương cũng được, mặc dù tính cổ hủ nhưng tư tưởng lại không bảo thủ. Chỉ tiếc trình độ văn hóa thiếu nên không đủ bằng cấp để làm thị trưởng, nếu không đã là thị trưởng rồi. Liễu Đạo Nguyên có chút nuối tiếc mà nói, quan hệ cá nhân của y và Tương Uẩn Hoa khá được. Người này có năng lực, lúc trước y cũng muốn đẩy Tương Uẩn Hoa lên chức, nhưng thứ nhất do ý kiến lãnh đạo tỉnh ủy khác nhau, thứ hai Tương Uẩn Hoa thiếu trình độ văn hóa, mà có đối thủ nhằm vào nên không thể đi mua bằng và đành mất cơ hội. Được rồi, em lập tức tới. Triệu Quốc Đống nói. Triệu Quốc Đống lôi ra một túi lớn dưới gầm giường, bỏ quần áo trên ra và lấy một hộp giấy, mở ra xem không vấn đề gì. Sau đó hắn cho vào túi và chuẩn bị ra ngoài. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Khúc Vân Phong tưởng về ngủ hóa ra đã tới cửa nhà khách, một xe taxi từ từ chạy tới, Khúc Vân Phong khom người lên xe rời đi. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn tắt đèn và mở cửa thì nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ, Triệu Quốc Đống đi chậm lại cẩn thận thăm dò thì thấy Viên Kiến Bân vừa vặn biến mất ở cuối hành lang. Triệu Quốc Đống không dám tin dụi dụi mắt. Hắn về trước cửa sổ và nhìn thì thấy Viên Kiến Bân dán sát chân tường mà đi. Triệu Quốc Đống ngồi xuống giường rồi thở dài một tiếng. Khi gọi cho Tương Uẩn Hoa, Triệu Quốc Đống có chút khẩn trương. Nhưng khi nghe thấy giọng của Tương Uẩn Hoa truyền tới, hắn lại rất bình tĩnh. Bí thư Tương, tôi là Tiểu Triệu Sở Giao Thông. Tôi được Liễu Ca dặn tới thăm ngài. Không biết bây giờ Bí thư Tương có tiện không? Tương Uẩn Hoa lập tức đồng ý. Triệu Quốc Đống hỏi địa chỉ. Tương Uẩn Hoa ở trong khu tập thể của tòa án, Triệu Quốc Đống đoán có lẽ vợ y làm ở tòa án. Trời đã tối, Triệu Quốc Đống đến nơi nói với bảo vệ cửa là mình muốn tìm Bí thư Tương. Bảo vệ nhìn hắn rồi quay đầu lại mà xem tivi. Người mở cửa là một phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc chất phác. Thấy Triệu Quốc Đống cầm túi sách tới thì có chút không vui. Nhưng chị ta vẫn lễ phép mời Triệu Quốc Đống vào rồi gọi. Lão Tương. Lúc Tương Uẩn Hoa đi ra, Triệu Quốc Đống đang cẩn thận đánh giá nhà Tương Uẩn Hoa. Phải nói người này cũng có sở thích khá tốt, mặc dù đồ dùng có vẻ cũ nhưng Triệu Quốc Đống có thể nhận ra 10 năm trước nó rất sang trọng. Một bình hoa đặt bên cạnh kệ tivi làm Triệu Quốc Đống chú ý. Đây là bình thanh hoa xuân, theo phong cách có lẽ là thời đại Khang Hy, chẳng qua bởi vì cách khá xa nên Triệu Quốc Đống không thấy rõ. Tương Uẩn Hoa cười cười từ thư phòng đi ra, khi thấy Triệu Quốc Đống quy củ ngồi trên ghế. Dưới chân đặt một chiếc túi to, bảo sao bà vợ không vui mấy. Khi thấy Triệu Quốc Đống nhìn vào bình thanh hoa xuân trên kệ tivi thì không khỏi động tâm. Tiểu Triệu, sao, cậu cũng nghiên cứu thứ này. Tương Uẩn Hoa thấy Triệu Quốc Đống đứng lên liền ra hiệu hắn ngồi xuống. Ngồi đi, đừng khách khí. Tôi và lão Liễu quen đã lâu, tới nhà còn khách khí làm gì? Triệu Quốc Đống đứng lên cung kính nói. Bí thư Tương. Liễu Ca biết tôi tới Ninh Lăng công tác liền chuyên môn nói tôi tới đây đến chào Bí thư Tương. Ừ, Tiểu Triệu, cậu hình như là cán bộ trẻ tuổi nhất trong lần này phải không, chưa đầy 25, tương lai rộng mở. Tỉnh ủy rất coi trọng cán bộ các cậu, văn phòng tỉnh ủy và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy còn gửi công văn xuống, yêu cầu các nơi coi trọng việc sử dụng cán bộ. Tôi trẻ tuổi không hiểu việc, đến Ninh Lăng công tác mà hai mắt như bị che đi. Có gì không hiểu mong Bí thư Tương chỉ điểm nhiều. Triệu Quốc Đống hai chân khép lại, hai tay đặt trên đùi rất quy củ, điều này làm Tương Uẩn Hoa có chút kinh ngạc. Liễu Đạo Nguyên hai hôm trước gọi tới nói mình giúp người này, nói rất có tài, nhưng tính cách hơi phóng đãng, điều này làm Tương Uẩn Hoa có chút lo lắng. Ở Ninh Lăng này nếu trẻ tuổi mà táo bạo sẽ có chút phiền phức. Không ngờ trên bàn rượu Triệu Quốc Đống rất quy củ, tên Viên Kiến Bân Sở Thủy Lợi kia mới là người thích thể hiện. Vừa nãy Liễu Đạo Nguyên còn gọi điện cho y. Tương Uẩn Hoa cũng nói chuyện về cảm tưởng của mình, Liễu Đạo Nguyên lại cười nói bảo y đừng bị vẻ bề ngoài của Triệu Quốc Đống làm mê hoặc. Người này mà trổ tài thì không ai bằng, chẳng qua Tương Uẩn Hoa không cho là đúng. Thanh niên xúc động là bình thường, nếu một thanh niên hơn 20 mà như một ông lão thì không có tương lai. Ha ha, Tiểu Triệu không nên rụt rè như vậy,
Tôi nghe Lão Liễu nói cậu rất có tính cách, rất biết quy củ, không hề quá xúc động của người trẻ tuổi. Tương Uẩn Hoa cười nói. Thanh niên quá bốc đồng là không tốt, nhưng lại phải có sự mạnh dạn, đồng thời giữ quy định. Đây là yêu cầu của cán bộ đảng viên chúng ta. Cảm ơn Bí Thư Tương nhắc nhở, tôi sau này khi công tác nhất định sẽ chú ý. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ gãi đầu nói. Tiểu Triệu, tôi thấy vừa nãy cậu nhìn bình hoa, chẳng lẽ cậu cũng nghiên cứu thứ này? Tương Uẩn Hoa nói. Bí Thư Tương, nghiên cứu thì không nói, chẳng qua tôi từ nhỏ đã có hứng thú với mấy cái này. Chỉ là sau này bận công việc nên không có thời gian. Hôm nay thấy bình thanh hoa xuân của Bí Thư Tương nên không nhịn được mà nhìn. Ồ, cậu nhận ra thanh hoa, Khang Hy của tôi. Tương Uẩn Hoa cố nhịn cơn đắc ý trong lòng. Tương Uẩn Hoa chỉ có hứng thú với mỗi cái này. Đáng tiếc ở thị ủy, ủy ban Ninh Lăng không ai có hứng thú nghiên cứu cái này. Mà người bên ngoài nghiên cứu thì Tương Uẩn Hoa không thể tùy tiện quan hệ. Thanh Hoa, Khang Hy. Triệu Quốc Đống cười khổ trong lòng. Quyển 5, chương 4, thử. Sao, có vấn đề gì à? Tương Uẩn Hoa rất nhạy cảm phát hiện vẻ do dự của Triệu Quốc Đống. Bí Thư Tương, tôi xem một chút. Triệu Quốc Đống đi tới gần mà nhìn. Tương Uẩn Hoa cũng bật đèn lên. Bình thanh hoa này khá được nhưng có phải là đời Khang Hy hay không thì phải kiểm tra. Triệu Quốc Đống cẩn thận cầm lên nhìn, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Tương Uẩn Hoa kiên nhẫn ngồi bên, hai người cứ thế ngồi chục phút. Triệu Quốc Đống nhìn từng chỗ, rồi lại đưa xuống dưới đèn mà nhìn cho rõ. Sao, Tiểu Triệu, cậu thấy đây là đồ giả? Tương Uẩn Hoa không nhịn được nói. Bí Thư Tương, thứ này ngài có từ đâu? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Đã mấy năm rồi, một người bạn tặng, khi đó thứ này cũng không đáng giá tiền, tôi cũng có nó nên mới thích đồ cổ. Vẻ mặt Tương Uẩn Hoa trở nên có chút khó coi. Nếu là đồ giả thì quá mất mặt, hơn nữa còn để đó nhiều năm nhỡ đâu có người cũng thấy thì sao? Bí Thư Tương, thứ này gọi đầy đủ là bình thanh hoa quấn chi liên ngọc hồ, cũng là hình thức truyền thống nhất của đồ gốm Trung Quốc, phong cách cũng là đời Khang Hy, nhưng không phải thanh hoa Khang Hy. Không phải thanh hoa Khang Hy. Vậy là đồ dởm ư? Tương Uẩn Hoa nói. Vậy không phải, Bí Thư Tương, ở triều đại Khang Hy thì thanh hoa là phát triển nhất. Thanh hoa ở thời kỳ này có bề mặt nhẵn, kết cấu cứng rắn, phía trước nó có màu xanh nhạt trong màu trắng, phía sau toàn màu trắng. Nguyên nhân là vì thanh hoa thời kỳ này đã đạt đỉnh cao cho nên sau đời Khang Hy thì rất nhiều loại đồ phảng chế. Mấy thứ này mặc dù cũng là thanh hoa Khang Hy nhưng không phải tinh phẩm. Chiếc bình này của ngài là tinh phẩm thanh hoa thời Quang Tự sau thanh hoa Khang Hy, giá trị cũng rất đắt. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Tương Uẩn Hoa yên tâm, thì ra không phải đồ giả, cũng là thanh hoa phong cách Khang Hy, chẳng qua chỉ là niên đại gần hơn mà thôi, nhưng cũng là tinh phẩm. Ha ha, Tiểu Triệu, rất được, tôi để đây gần 10 năm mà không ai có thể nói ra như vậy, hiểu một chút đều nói là thanh hoa Khang Hy, giá trị rất đắt. Tôi cũng không quá tin. Cũng may hôm nay cậu đã bình phẩm giúp tôi. Tương Uẩn Hoa nói. Cậu làm sao đoán được nó là thanh hoa thời Quang Tự? Bí Thư Tương, thanh hoa thời Khang Hy là dùng than để đốt, thanh hoa thời Quang Tự lại khác, thứ này chỉ về màu sắc càng thêm sinh động. Nếu ngài có hứng thú chỉ tìm hiểu một chút là hiểu ngay. Triệu Quốc Đống cười nói. Phố cổ Quỳ Hoa, An Đô có đủ mặt hàng. Nếu Bí Thư Tương có hứng thú và thời gian thì đi dạo một chút, không chừng sẽ được mấy món tốt. Ha ha, mắt tôi kém, đi cũng chỉ phí công. Tương Uẩn Hoa cười nói. Không sao, nếu Bí Thư Tương thích thì gọi tôi đi cùng. Tôi mặc dù không quá hiểu nhưng đi theo Bí Thư Tương cũng được. Triệu Quốc Đống nói rất khiêm tốn nhưng Tương Uẩn Hoa biết đối phương nếu dám nói như vậy thì nhất định sẽ nắm chắc. Bảo sao Lão Liễu nói Triệu Quốc Đống này không đơn giản, chuyện không nắm chắc sẽ không nói. Vậy được, hôm nào chúng ta tới phố Quỳ Hoa đi một chút. Tôi sớm nghe nói quy mô ở đây khá lớn, nhưng mỗi lần chỉ đi ngang qua mà thôi. Tương Uẩn Hoa nói. Được, Bí Thư Tương chỉ cần gọi một tiếng, tôi lập tức sẽ tới. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, Tiểu Triệu, tỉnh điều ba người các cậu tới làm phong phú bộ máy Ninh Lăng, cũng là muốn mượn sự năng động của thanh niên mà tăng tính tích cực trong công việc. Hơn nữa công tác trên tỉnh thì ánh mắt sẽ khác, sẽ giúp nhiều cho Ninh Lăng nghèo khó này. Nhưng mỗi nơi có tình hình thực tế khác nhau. Cán bộ bản địa đã công tác ở đây mấy chục năm, bọn họ quen thuộc tình hình, hiểu rõ vấn đề địa phương. Cho nên sau khi các cậu tới phải hòa thuận với cán bộ địa phương, mau chóng mở cục diện. Nếu có vấn đề gì thì kịp thời trao đổi với lãnh đạo huyện,
có vấn đề gì cũng có thể gọi cho tôi. Tương Uẩn Hoa chuyển sang đề tài công việc, Triệu Quốc Đống liền ngồi ngay ngắn lại. Cảm ơn Bí Thư Tương quan tâm, tôi nhất định sẽ theo yêu cầu ngài nhanh chóng đoàn kết với bộ máy, cố gắng triển khai công việc. Triệu Quốc Đống biết nói tới đây là xong liền đứng lên đi. Ồ, Tiểu Triệu, đây là thứ gì? Tương Uẩn Hoa có chút tò mò chỉ túi dưới chân Triệu Quốc Đống mà nói. Cầm về đi. Bí Thư Tương, đây là Liễu Ca nhờ tôi đưa ngài, cũng là tôi một lần lên Bắc Kinh mua được, không đáng giá tiền. Chỉ là Bí Thư Tương thích nghiên cứu vấn đề này thì cũng có thể tìm hiểu. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí Thư Tương yên tâm, ngài hiểu Liễu Ca mà, chẳng lẽ nói tôi dám làm chuyện vi phạm pháp luật sao? Tương Uẩn Hoa suy nghĩ thấy cũng đúng, y hiểu rõ Liễu Đạo Nguyên là người như thế nào. Có thể được Liễu Đạo Nguyên coi trọng thì sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Đến khi Triệu Quốc Đống rời đi, Tương Uẩn Hoa mới mở hộp ra, một chiếc ống bút bằng đồng tinh xảo lộ ra. Mắt Tương Uẩn Hoa sáng lên, y cầm ống bút mà nhìn, bên dưới đáy có viết chữ Niên Đại Càn Long. Ống bút này vừa tinh xảo, vừa có vẻ cổ xưa, nhất là những hình ảnh trên đó khiến người ta thấy được sóng gió hiện lên, thật làm người ta thoải mái. Điều này làm Tương Uẩn Hoa rất thích thú. Lão Tương, cậu ta mới được điều từ tỉnh tới kiêm nhiệm hả? Người phụ nữ mở cửa phòng trong đi ra thấy Tương Uẩn Hoa cầm ống bút không muốn bỏ tay nên nói. Mấy thứ này mà ông cũng nhận sao? Những người này tìm tới cửa chẳng lẽ còn có chuyện gì tốt sao? Bà nói gì vậy hả? Đó là do Lão Liễu giới thiệu. Tôi vốn nghĩ là cháu của Lão Liễu, không ngờ lại là bạn vong niên với Lão Liễu. Tương Uẩn Hoa không để ý tới vợ, y biết vợ làm bên tòa án nên rất nghiêm khắc với việc này. Bạn vong niên của Liễu Đạo Nguyên, vậy sao y không sang Tân Châu? Bà vợ có chút khó hiểu nói. Lần này tỉnh ủy trực tiếp bỏ năm thành phố phát triển ra ngoài, không liệt vào phạm vi cán bộ xuống cơ sở rèn luyện, hơn nữa còn phái cán bộ của các sở kinh tế tới khu vực nghèo. Tương Uẩn Hoa cười nói. Không ngờ Lão Liễu cũng nói sở thích này của tôi cho Triệu Quốc Đống. Người này không ngờ có thể tìm được ống bút đời Càn Long mang tới lấy lòng tôi. Thứ này rất đắt sao? Bà vợ cảnh giác nói. Đáng tiền không nói, chẳng qua muốn tìm được không dễ, phải mất công. Tương Uẩn Hoa nói. Cậu ta cũng có ánh mắt, vừa vào liền biết bình thanh hoa của tôi không phải đời Khang Hy. Tôi chỉ là muốn thử kiểm tra cậu ta một chút, cũng được. Tôi xa sầm mặt mà cậu ta vẫn nói thật. Ừ, nếu cậu ta cũng được, Lão Liễu còn nói với ông thì ông cũng giúp một chút. Việc này đâu đến lượt bà quan tâm, tôi tự biết suy xét. Tương Uẩn Hoa có chút khó chịu nói. Y ghét nhất người nhà xen vào công việc của mình. Tôi không nói nhiều mà. Lão Liễu đối xử khá tốt với ông không lên được chỉ là do ông. Bình thường người ta cũng không nhờ gì đến mình, hơn nữa ông thấy cậu ta cũng được là đủ rồi. Chẳng lẽ cậu còn nghĩ rằng một thanh niên có thể thay đổi bộ mặt một huyện sao? Được rồi, tôi biết rồi, đang vui lại bị bà nói làm cho mất hết. Tương Uẩn Hoa ra vẻ tức giận nói. Nghe nói Phó Chủ tịch huyện Hoa Lâm thật sự bao một cô bé ở bên ngoài. Bà vợ tò mò nói. Chuyện này hình như truyền khắp Ninh Lăng rồi thì phải. Chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tương Uẩn Hoa bực mình nói. Điền Ngọc sao lại ngu như vậy chứ? Chuyện này mà y cũng có thể làm ra, bây giờ là thời buổi nào mà còn có suy nghĩ con cái nối dõi tông đường. Cái này không nói, y còn dám tìm một cô gái trẻ tuổi ở ngay huyện Hoa Lâm để sinh con cho y. Người này có phải muốn thách thức chính sách quốc gia không? Làm ảnh hưởng con gái nhà người ta không nói, còn hứa với người khác cho vào làm nhân viên chính thức của nhà khách huyện ủy, muốn người ta theo mình cả đời một cách không công khai. Anh nói người như vậy nghĩ như thế nào? Huyện Hoa Lâm bé như vậy, y còn tưởng rằng mình có thể giấu sao? Bà vợ tức giận nói. Sao bà biết rõ như vậy? Tương Uẩn Hoa có chút ngạc nhiên mà nói. Trong cơ quan có ai không biết? Mấy người bên ủy ban kỷ luật sao giữ kín miệng được, đây cũng không phải vụ án bí mật mà. Bà vợ nói. Bà đừng nói nữa, cô bé đó còn nói giúp Điền Ngọc, nói là cô ấy dụ dỗ Điền Ngọc. Con đã sinh rồi, còn nói gì mà dụ dỗ, không ngờ Điền Ngọc này ngu ngốc dám để cô gái này vào nhà khách huyện ủy, vậy có phải muốn chết không? Tương Uẩn Hoa có chút khó tin nhưng chuyện này không hiếm thấy, ít nhất đã xuất hiện vài lần ở thị ủy Ninh Lăng. Vậy thị ủy định xử lý Điền Ngọc như thế nào? Còn xử lý như thế nào? Không thể xử tử hình mà. Kỷ luật đảng, coi như y về hưu. Tương Uẩn Hoa lắc đầu nói. Y sớm bị đình chỉ công tác,
Ủy ban kỷ luật đã điều tra, có lẽ ngày mai thị ủy sẽ ra quyết định xử lý. Quyển 5, chương 5, kiêm nhiệm. Triệu Quốc Đống về đến nhà khách thị ủy đã là hơn 10 giờ tối. Trên đường đi hắn đang suy nghĩ Tương Uẩn Hoa là thật sự không nhìn được hàng hay để đó nhằm thử người. Phải biết phong cách hai thứ mặc dù tương tự nhưng chỉ cần nghiên cứu là nhìn ra được ngay. Thời này mặc dù chơi đồ cổ vẫn chưa phát triển mạnh, nhưng cũng có người thích. Nhất là mấy khu kinh tế phát triển, người có nhiều tiền trong túi cũng thích chơi mấy trò này. Triệu Quốc Đống đã tới Phan Gia Viên Bắc Kinh một lần. Trong mơ hắn thấy nơi này rất phức tạp về thị trường đồ cổ, chẳng qua bây giờ nó mới chỉ là một khu chợ bán đồ tạp hóa mà thôi. Triệu Quốc Đống đi một vòng cũng mua được không ít thứ. Thời này chơi đồ cổ không bằng 10 năm sau, Triệu Quốc Đống có nhiều tiền nên sao bỏ qua cơ hội này. Hắn liền mua vài món đồ để cất giữ chờ lên giá. Ống bút màu đời Càn Long kia chính là một thứ Triệu Quốc Đống mua được ở Bắc Kinh. Loại hàng đời Càn Long không hiếm thấy, quan trọng nhất là nó có tinh xảo hay không, có đáng giá hay không. Triệu Quốc Đống bỏ ra 1.000 tán để mua nhưng lại thấy nó đáng giá hàng chục ngàn. Về phần các bức tranh thư pháp thì Triệu Quốc Đống không có hứng thú. Người Trung Quốc mặc dù thích thư pháp nhưng Triệu Quốc Đống không muốn tiếp cận. Thị trường đồ cổ rất thâm thúy, sở thích rất rộng. Dù là tỷ phú mà chui vào cái ngành này cũng thấy đau đầu. Phòng hai người kia vẫn im lặng, Triệu Quốc Đống trực tiếp về phòng. Tối nay không thể tới chỗ Nghiêm Lập Dân. Sau khi biết Triệu Quốc Đống được điều tới Ninh Lăng, Lưu Triệu Quốc đã gọi cho Nghiêm Lập Dân, muốn y cố gắng giúp Triệu Quốc Đống. Nghiêm Lập Dân cũng lập tức đồng ý, nói Triệu Quốc Đống có việc gì phiền cứ việc mở miệng. Trước khi đến Triệu Quốc Đống đã chuẩn bị hai món quà, chẳng qua quan hệ giữa Lưu Triệu Quốc và Nghiêm Lập Dân mặc dù cũng được nhưng không quá sâu, Nghiêm Lập Dân thích gì thì không rõ. Tặng đồng hồ thì Triệu Quốc Đống sợ quá quý, Nghiêm Lập Dân sẽ không nhận. Tặng bật lửa, thắt lưng lại có vẻ tùy tiện. Cuối cùng mùi nước hoa của cổ tiểu Âu làm Triệu Quốc Đống chơi trò vây ngụy cứu Triệu. Không rõ sở thích của Nghiêm Lập Dân thì liền quyết định tặng đồ mỹ phẩm cho vợ y. Mai là lúc có địa điểm cụ thể về nơi mình sẽ đi. Triệu Quốc Đống nằm trên giường suy nghĩ một chút, chẳng qua rất nhanh hắn bỏ qua vì cơn buồn ngủ kéo tới. Không cần biết, có lẽ thị ủy còn chưa quyết định. Chỉ là đến bây giờ phải theo ý trời. Tương Uẩn Hoa cầm cặp từ trong xe đi ra. Thư ký Tiểu Hoàng vội vàng đi lên cầm cặp cho y. Bí thư Tương, 10 giờ sáng nay họp hội nghị thường ủy. Ừ, tôi biết, bí thư Kỳ đã đến chưa? Hình như xe của bí thư Kỳ đã tới. Tương Uẩn Hoa gật đầu nói. Cậu thông báo trưởng ban Mộc đến văn phòng bí thư Kỳ. Vào văn phòng Kỳ Dư Hồng đang tưới nước cho bồn hoa. Kỳ Dư Hồng là người thích chăm sóc hoa khi rảnh rỗi. Lão Tương tới à, ngồi đi. Bí thư Kỳ về suốt đêm mà không sợ sao? Sợ gì, sợ thì không về mà. Đường mặc dù hơi xấu nhưng mà. Kỳ Dư Hồng dừng một chút rồi nói. Ủy ban kỷ luật đã điều tra Điền Ngọc rồi chứ? Hôm qua Lão Mục và Lão Chu đi tham gia hội nghị thông báo vụ án của Ủy ban kỷ luật. Lão Mục đã nói qua tình hình với tôi, tình hình đúng là làm người ta đau lòng. Tương Uẩn Hoa hiểu Kỳ Dư Hồng sớm biết về việc của Điền Ngọc, vấn đề bây giờ là xử lý như thế nào? Lão Tương, anh có ý gì? Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện Điền Ngọc tạo thành ảnh hưởng rất xấu, y nhất định không thích hợp làm lãnh đạo nữa, đình chỉ công tác, kỷ luật đảng thì phải do căn cứ bên ủy ban kỷ luật mà xử lý. Tương Uẩn Hoa biết lần này Điền Ngọc xảy ra chuyện sẽ khiến bộ máy huyện Hoa Lâm thay đổi. Điền Ngọc đang là thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện Hoa Lâm. Lão Tương, tôi lần này tới Hoa Lâm, phong đình kiểm tra công việc, tôi có cảm giác rất không tốt. Hoa Lâm xảy ra chuyện lớn như vậy mà huyện ủy ban Hoa Lâm lại rất bình tĩnh. Mặc dù cũng kiểm điểm, cũng tìm nguyên nhân, nhưng tôi thấy bọn họ không chú tâm nghĩ đến việc này. Đây là thứ nhất, thứ hai là Hoa Lâm, phong đình có kinh tế chậm phát triển, thiếu quy hoạch rõ ràng, về cơ bản là dựa vào quy hoạch nhiều năm trước, không có ý tưởng sáng tạo. Hơn nữa bộ máy lãnh đạo không hợp lý, tố chất cán bộ không cao. Kỳ Dư Hồng nặng nề nói. Bí thư. Cán bộ Ninh Lăng ở độ tuổi già là hiện tượng phổ biến. Từ thị xã, huyện tới xã, thị trấn đều như vậy. Tương Uẩn Hoa nói tiếp. Vấn đề này không phải một hai ngày là giải quyết được, rất nhiều chuyện làm người ta đau đầu. Muốn thay đổi thì cần phải làm từ trên xuống dưới, tăng cơ chế để bạt sử dụng cán bộ trẻ tuổi. Ở điểm này tôi và Lão Mục đã nghiên cứu ra một phương án có thể áp dụng. Ừ, vấn đề tố chất của cán bộ là quan trọng nhất đối với sự phát triển của một nơi.
Loại người chỉ lo cho mình, chỉ nghĩ tới miếng cơm của mình thì phải lập tức cho nghỉ. Kỳ Dư Hồng nói. Tương Uẩn Hoa nhìn Kỳ Dư Hồng, y không rõ vị bí thư thị ủy này nghĩ gì. Có phải Kỳ Dư Hồng thấy đã ngồi ấm chỗ nên có thể đấu với thị trưởng Mạch Gia Huy? Người này lúc làm thị trưởng Vĩnh Lương nghe nói khá trầm ổn, sao đến Ninh Lăng lại thay đổi vậy nhỉ? Tôi đồng ý với bí thư, những người không chịu làm việc thì chúng ta phải kiên quyết xử lý, tạo vị trí cho cán bộ trẻ tuổi xuất sắc. Tương Uẩn Hoa nhấn mạnh bốn chữ cán bộ trẻ tuổi. Lão Tương, mấy đồng chí mà tỉnh phái xuống đã tới rồi chứ? Kỳ Dư Hồng cũng cảm nhận ra ý trong lời nói của Tương Uẩn Hoa. Ngày hôm qua trưởng phòng Mã, phòng hai ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đưa ba đồng chí này xuống, 5 giờ chiều tới nơi. Tối qua cũng tiếp đón. Tương Uẩn Hoa đưa bản sơ yếu lý lịch của ba người kia cho Kỳ Dư Hồng. Ồ, còn trẻ đó, Triệu Quốc Đống này mới chưa đầy 25 tuổi à? Ừ, kinh nghiệm công tác không ít, làm ở đội cảnh sát hình sự huyện, làm trưởng đồn công an. Ồ, đã làm phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Phó bí thư đảng ủy xã, phó trưởng phòng cao tốc, chánh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp sở giao thông. Ha ha, người này rất không đơn giản, công tác chưa đầy 4 năm đã đi nhiều nơi như vậy. Tương Uẩn Hoa cố ý đặt hồ sơ của Triệu Quốc Đống xuống cuối cùng. Kỳ Dư Hồng đúng là đã bị hấp dẫn bởi lý lịch của Triệu Quốc Đống. So sánh với hai người kia mãi ngồi ở văn phòng sở, Triệu Quốc Đống này có kinh nghiệm hơn nhiều. Ba người đều còn trẻ, tôi cảm thấy bọn họ cũng muốn làm ra sự nghiệp. Bí thư, tôi có một suy nghĩ. Tương Uẩn Hoa ngừng một chút rồi nói. Anh nói đi. Nghe Tương Uẩn Hoa nói nghiêm túc như vậy, Kỳ Dư Hồng bỏ hồ sơ xuống. Trên tỉnh nếu phái ba đồng chí này tới, một phương diện có thể giúp Ninh Lăng chúng ta, một phần cũng sẽ rèn luyện cán bộ. Một phần khác là cũng suy nghĩ Ninh Lăng khó khăn, trụ cột kinh tế lạc hậu nên hy vọng bọn họ có thể mang tới thay đổi cho chúng ta một chút. Cụ thể chính là lợi dụng bọn họ lấy ưu thế trên tỉnh đưa tới một vài hạng mục tài chính, nhanh chóng xây dựng chỗ chúng ta. Ừ, tôi đồng ý với quan điểm của anh. Kỳ Dư Hồng gật đầu nói. Bọn họ được phái xuống 3 năm, thời gian dài nhất từ trước đến giờ, cũng nói rõ quyết tâm của tỉnh. Ý của tôi là để bọn họ xuống huyện công tác, phải để bọn họ và bộ máy lãnh đạo huyện cảm nhận được bọn họ tới không phải là kiêm nhiệm mà là nghiêm túc làm việc trong 3 năm. 3 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nếu muốn làm việc thì có thể làm ra sự nghiệp. Kỳ Dư Hồng gật đầu. Ý kiến của tôi là để bọn họ xuống nơi khó khăn nhất, cũng phải bố trí công việc thật sự cho bọn họ. Nếu như trước đây là kiêm nhiệm phó chủ tịch huyện, hỗ trợ chủ tịch huyện trong công việc thì không có quyền lực mấy, không bố trí nhiệm vụ cụ thể thì làm 3 năm cũng không có tác dụng mấy. Tương Uẩn Hoa nói, ý của anh là muốn bọn họ chính thức trở thành một phần trong bộ máy lãnh đạo huyện, gánh vác trách nhiệm cụ thể. Kỳ Dư Hồng nhíu mày nói, đúng, căn cứ việc bọn họ tới từ các sở khác nhau, thị ủy có thể đưa ra văn bản mang tính chỉ đạo, yêu cầu các huyện bố trí công việc thực tế, cũng muốn xác định mục tiêu công việc cụ thể, đây là một yêu cầu quan trọng trong việc khảo sát cán bộ. Tương Uẩn Hoa gật đầu nói, ồ, đây là ý tưởng hay. Anh đây là muốn bọn họ thường xuyên chạy qua lại với đơn vị trên tỉnh. Kỳ Dư Hồng cười nói. Hừ, Ninh Lăng chúng ta không nuôi được cán bộ ngồi không? Nếu đã tới phải mang chỗ tốt cho dân chúng Ninh Lăng chúng ta mà. Nếu không cán bộ trên tỉnh tới có tác dụng gì? Tương Uẩn Hoa cười nói. Có thể, tôi đồng ý, anh đưa ra trong hội nghị. Chỉ mong ba người bọn họ có tiếng nói ở đơn vị mình, mang tài chính và hạng mục gì đó xuống. Kỳ Dư Hồng cười nói. Quyển 5, chương 6, thủ đoạn. Mục cương đến khiến ba người nói chuyện vào giai đoạn thực tế. Lúc đầu thị ủy cũng đã bàn bạc nên bố trí cho các cán bộ kiêm nhiệm chức vụ gì thì thích hợp. Trợ lý chủ tịch huyện hay phó chủ tịch huyện vẫn mãi tranh luận. Chẳng qua Tương Uẩn Hoa tỏ rõ phải dựa theo phân công công việc theo trình tự bình thường, quan điểm phải từng bước thống nhất bổ nhiệm làm phó chủ tịch huyện. Về phần ba người rốt cuộc đến huyện nào thì Kỳ Dư Hồng nói đưa ra hội nghị thảo luận. Tương Uẩn Hoa thấy cách làm của Kỳ Dư Hồng không đúng. Đảng quản lý cán bộ là nguyên tắc cơ bản nhất. Mình và Mục Cương muốn xác thực trong cuộc gặp này, nhưng Kỳ Dư Hồng có lẽ còn lo xung đột với Mạch Gia Huy nên phải lựa chọn việc đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Theo Tương Uẩn Hoa thấy đó là biểu hiện mềm yếu, nhưng đối phương là bí thư thị ủy thì y phải nghe theo. Tiễn Tương Uẩn Hoa và Mục Cương, Kỳ Dư Hồng ngồi về bàn làm việc và châm thuốc hút. Y có chút khó hiểu về biểu hiện của Tương Uẩn Hoa. Tương Uẩn Hoa và Mạch Gia Huy mâu thuẫn thì y sớm biết.
hai người mâu thuẫn vì việc Mạch Gia Huy đánh ngã Tương Uẩn Hoa mà lên làm thị trưởng. Chẳng qua Tương Uẩn Hoa không biết có phải vì bị ngăn cản hay là do bảo thủ nên trong vấn đề nhân sự lại khá thận trọng, công việc bên chính quyền cũng phối hợp. Điều này làm cho Mạch Gia Huy cảm thấy có thực lực đập bàn đối với bên thị ủy. Kỳ Dư Hồng trước khi tới Ninh Lăng đã mơ hồ biết được thị trưởng Mạch Gia Huy rất mạnh ở đây. Bí thư khóa trước bị Mạch Gia Huy chèn ép không đứng vững nên bị điều đi. Người bạn ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói cho y biết ở Ninh Lăng chỉ có mình Tương Uẩn Hoa là đối đầu được với Mạch Gia Huy. Nhưng Tương Uẩn Hoa lại quá nhẫn nhịn, không dễ tiếp xúc. Đến đây được nửa năm nhưng Kỳ Dư Hồng cảm thấy ở Ninh Lăng này không dễ làm. Nếu muốn khống chế Ninh Lăng thì phải dành nhiều công sức. Chẳng qua Kỳ Dư Hồng chưa bao giờ cho rằng mình sẽ bị đẩy đi như bí thư thị ủy khóa trước. Mạch Gia Huy dù mạnh hơn nữa thì y không phải bí thư thị ủy, mình mới là bí thư thị ủy. Quyền quyết định cuối cùng của nơi này là do mình. Tương Uẩn Hoa có phải là một quân cờ có thể lợi dụng hay không? Hội nghị thường ủy lần này không nghiên cứu quá nhiều vấn đề. Một là nghiên cứu việc nâng cấp thị xã, hai là mấy vấn đề miễn nhiệm nhân sự. Phó bí thư thị ủy, thị trưởng ủy ban, Mạch Gia Huy giới thiệu về việc thị xã lên cấp. Mà phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, Lý Trọng Sơn lại giới thiệu về sự vi phạm của thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm, Điền Ngọc, cũng đưa ra ý kiến xử lý. Tôi không đồng ý với ý kiến xử lý của ủy ban kỷ luật. Điền Ngọc mặc dù có hành vi không đúng mực, nhưng từ tài liệu thì thấy đây chỉ là một phía, về phần nói có con ngoài giá thú thì cũng chỉ là người phụ nữ kia nói. Nếu nói một người phụ nữ tùy tiện nói có quan hệ với ai đó trong chúng ta ngồi đây, sau đó sinh con, vậy ủy ban kỷ luật có phải tùy tiện đình chỉ công tác của người này không hả? Lý Trọng Sơn vừa dứt câu, Mạch Gia Huy đã tỏ thái độ. Thị trưởng Mạch, Điền Ngọc đã chủ động khai báo mình có quan hệ với nữ nhân viên hợp đồng của nhà khách huyện ủy, Hà Xuân Mai, lúc trước cũng thừa nhận đứa bé là con mình. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà phản cung. Chỉ thao nhận mình và Hà Xuân Mai có quan hệ nhưng không thừa nhận đứa bé. Lý Trọng Sơn giải thích nói. Sau khi Ủy ban kỷ luật điều tra, chúng tôi xác nhận đứa bé đó là con của Điền Ngọc. Bởi vì theo điều tra 2-3 năm qua Hà Xuân Mai chỉ có quan hệ với Điền Ngọc. Chỉ bằng điểm này ư, lão Lý, đây không phải chứng cứ, mà là suy lý. Bây giờ là xã hội pháp trị, Ủy ban kỷ luật phá án phải dựa vào chứng cứ. Mạch Gia Huy nói. Thực ra điều này rất đơn giản, Bích không phải có giám định en sao. Vấn đề này không khó giải quyết. Bí thư đảng ủy Cục Công an Nghiêm Lập Dân nói. Mạch Gia Huy nhìn chằm chằm vào Nghiêm Lập Dân, nhưng đối phương không tỏ vẻ gì là sợ. Hà Xuân Mai và đứa bé đã không thể tìm ra, không có trong khu vực huyện Hoa Lâm, không biết đã đi đâu, làm thế nào mà xét nghiệm en. Lý Trọng Sơn buồn bực nói. Trước đó chúng tôi không tính nhiều như vậy. Chỉ nghĩ Điền Ngọc và Hà Xuân Mai cùng thừa nhận là không vấn đề gì. Ai ngờ bây giờ Điền Ngọc phản cung, mà Hà Xuân Mai và đứa bé cũng đã biến mất. Vậy nếu Điền Ngọc không thừa nhận có quan hệ với Hà Xuân Mai, vậy ủy ban kỷ luật chúng ta không phải đổ oan cho Điền Ngọc sao? Tương Uẩn Hoa lạnh lùng nói. Vậy thì không phải, chúng tôi đã điều tra được về lần đầu tiên Điền Ngọc và Hà Xuân Mai quan hệ ở đâu, thuê phòng với nhau ra sao? Có thể đoán được thời gian y và Hà Xuân Mai quan hệ có thể có đứa bé hay không? Lý Trọng Sơn lắc đầu nói. Cho dù có thể chứng minh Điền Ngọc và Hà Xuân Mai có quan hệ nam nữ thì dựa vào kỷ luật đảng cũng không thể khai trừ khỏi đảng, đình chỉ công tác. Mạch Gia Huy không đợi Tương Uẩn Hoa nói mà đã hỏi. Thị trưởng Mạch, nếu như nói Điền Ngọc và Hà Xuân Mai có quan hệ nam nữ, hơn nữa lại còn có con riêng thì ảnh hưởng của nó là rất lớn. Tôi thấy ủy ban kỷ luật xử lý như vậy là thích đáng. Lý Trọng Sơn có lẽ cảm thấy hội nghị hôm nay rất khó. Bồi dưỡng một đồng chí không dễ dàng, dù là Điền Ngọc trong lúc nhất thời có việc hồ đồ nhưng chuyện này không đến mức như anh nói. Về phần con ngoài giá thú thì không thể điều tra được, sao có thể xử lý? Mạch Gia Huy trầm giọng nói. Điền Ngọc là một cán bộ mà đảng vất vả bồi dưỡng, tôi cho rằng phạm sai lầm không thể nào không cho người ta cơ hội sửa sai mà. Ủy ban kỷ luật xử lý như vậy chính là một gậy đánh chết người, đâu ra chuyện cho người ta sửa sai. Mạch Gia Huy nhìn quanh rồi nói. Mọi người nói có đúng không? Thị trưởng Mạch nói đúng, không có chứng cứ thì chúng ta không thể dễ dàng kết luận, như vậy sẽ hủy cả đời một cán bộ. Thường vụ thị ủy, phó thị trưởng Trương Thiên Phóng nói. Ủy ban kỷ luật xử lý việc này cần thận trọng hơn. Người thứ hai lên tiếng là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực Kim Vĩnh Kiệt.
Ngay sau đó trưởng ban tuyên giáo Mao Bình và trưởng ban thư ký thị ủy Chu Xuân Tú cũng tỏ thái độ đồng ý với Mạch Gia Huy. Thị ủy Ninh Lăng có 11 thường vụ, ngoài chính ủy quân khu không tới, 5 người đã tỏ thái độ, điều này làm Lý Trọng Sơn cảm thấy ý kiến xử lý của ủy ban kỷ luật không được thông qua. Điều này cũng khiến Kỳ Dư Hồng thấy sức nặng của Mạch Gia Huy. Kỳ Dư Hồng lặng lẽ phân tích. Nếu ngay cả trưởng ban tuyên giáo và trưởng ban thư ký thị ủy đều đi theo Mạch Gia Huy, vậy mình là bí thư thị ủy chẳng có tác dụng. Mặc dù nửa năm là được một ít công việc, một vài người dựa vào nhưng lúc quan trọng khi Mạch Gia Huy tỏ rõ sức mạnh thì đám người kia sẽ ủng hộ Mạch Gia Huy. Chẳng qua làm Kỳ Dư Hồng thấy một tia hy vọng là Mao Bình và Chu Xuân Tú không lập tức ủng hộ Mạch Gia Huy. Mà quan trọng hơn là hai người Tương Uẩn Hoa và Mục Cương chưa cho thấy thái độ. Về vấn đề tác phong sống của Điền Ngọc thì bên huyện Hoa Lâm đã phản ánh rất nhiều. Ví dụ như y vẫn duy trì quan hệ không bình thường với vài nữ cán bộ trẻ, trong đó còn phản ánh một cô gái vì quan hệ với y nên phải phá thai nhiều lần đến không thể có con, vì thế tới trụ sở ủy ban huyện nhảy lầu tự tử. Lý Trọng Sơn nói, đủ rồi lão Lý, việc này không xác minh thì chỉ có thể coi là lời đồn, nói khó nghe một chút là ném đá xuống giếng. Không có chứng cứ thì mọi thứ không có gì để nói. Mạch Gia Huy nói, chúng ta chỉ có thể lấy việc nói việc, Điền Ngọc phạm sai lầm, có chứng cứ thì xử lý theo kỷ luật đảng, các lời đồn vô căn cứ không có chứng cứ sao có thể thảo luận ở thị ủy. Lý Trọng Sơn tức đến đỏ mặt, nhưng thấy mấy người kia không nói chuyện thì y chỉ có thể hung hăng gập tài liệu lại. Lão Lý, dù như thế nào thì công tác của ủy ban kỷ luật đã có thành tích, mọi người đều thấy. Hành vi của Điền Ngọc đã vi phạm kỷ luật đảng, đúng như lão Mạch nói, đáng xử lý phải xử lý. Về bên này, Bí Thư Kỳ, tôi thấy Điền Ngọc tiếp tục đảm nhiệm chức thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm là không thích hợp. Tôi đề nghị cách chức, cũng đề nghị Đại hội đại biểu nhân dân huyện Hoa Lâm miễn nhiệm Điền Ngọc, điều khỏi huyện Hoa Lâm. Về phần bố trí công việc ở đâu thì thị ủy sẽ nghiên cứu vào đợt khác. Tôi đồng ý với Lão Tương, với những tài liệu ủy ban kỷ luật đã có, Điền Ngọc không thích hợp làm lãnh đạo huyện Hoa Lâm, không thích hợp công tác ở huyện Hoa Lâm. Về phần bố trí công việc cho Điền Ngọc thì có thể để y tới làm kiểm điểm với ủy ban kỷ luật, sau đó thị ủy sẽ nghiên cứu. Kỳ Dư Hồng nắm trúng cơ hội mà Tương Uẩn Hoa tạo ra. Mục Cương lập tức nói theo. Ý kiến của Bí Thư Kỳ rất chính xác, tôi hoàn toàn đồng ý. Là trưởng ban tổ chức cán bộ, tôi rất đau lòng vì cán bộ lãnh đạo như Điền Ngọc xảy ra chuyện. Quyền lực, tiền và phụ nữ là thử thách với tất cả cán bộ chúng ta. Mà có người khó có thể giữ mình. Như vậy chúng ta phải nghiêm túc xử lý. Mục Cương vừa nói, Bí thư Đảng ủy Cục Công an, Nghiêm Lập Dân cũng tỏ thái độ ủng hộ. Trưởng ban tuyên giáo và trưởng ban thư ký thị ủy cũng đồng ý. Lý Trọng Sơn cũng nói nhất định phải điều tra đến cùng. Cuối cùng mấy người Mạch Gia Huy đành phải ủng hộ dù không muốn. Quyển 5, chương 7, xuống huyện. Sau đó theo đề nghị của Tương Uẩn Hoa, các thường vụ thị ủy đồng ý việc căn cứ theo tình hình của ba cán bộ từ tỉnh xuống mà điều tới các huyện. Triệu Quốc Đống được phân tới huyện Hoa Lâm có hệ thống giao thông kém nhất. Khúc Vân Phong được phân tới huyện Thổ Thành gần An Đô hơn cả. Mà Viên Kiến Bân được phân tới huyện Thương Hóa, huyện nghèo cấp quốc gia. Mạch Gia Huy tức giận đi vào văn phòng mình, đập mạnh cặp lên bàn. Hôm nay có phải do Kỳ Dư Hồng dở trò? Mạch Gia Huy đứng trước cửa sổ mà lẩm bẩm một tiếng. Phó thị trưởng thường trực Kim Vĩnh Kiện đi theo Mạch Gia Huy vào phòng, nghe thấy Mạch Gia Huy nói như vậy liền lắc đầu nói. Không giống, tôi và Bí Thư Kỳ đã đi Hoa Lâm, Phong Đình 2 ngày. Dân chúng huyện Hoa Lâm đúng là phản ánh nhiều về Lão Điền. Làm người ta to bụng, sinh con không nói, còn dám cho ả này đến nhà khách huyện ủy làm việc. Hừ, chuyện này đâu có thiếu. Mạch Gia Huy nói. Nhưng người ta làm bí ẩn, không thể nắm được nhược điểm. Điền Ngọc làm quá rõ ràng, như vậy không tránh khỏi có người tính kế. Kim Vĩnh Kiện thở dài một tiếng. Mẹ nó chứ. Tôi đã gặp con bé kia, đúng là ngon, vừa thấy lại yêu, nhưng ai bảo Lão Điền cứ để ả tới nhà khách huyện ủy chứ. Cũng may là Điền Ngọc còn lừa được con ả đó đi xa, nếu không để Lý Trọng Sơn túm được thì Điền Ngọc chỉ có thể vào tù. Mạch Gia Huy xua tay nói. Không nói việc này nữa, ai ngờ nó lại là như vậy. Ha ha, thị trưởng Mạch, chuyện này là tập quán bên huyện Đông Biên Tam đó. Từ trước giải phóng đã là như vậy, quan hệ nam nữ rất tùy tiện. Kim Vĩnh Kiện cười nói. Đi đi, đừng có thêm dầu vào lửa nữa. Mạch Gia Huy cười nói nhưng lập tức thở dài một tiếng. Xem ra Lão Tương không thích Điền Ngọc,
vì thế mới cho Kỳ Dư Hồng cơ hội. Chuyện này không trách được ai, dù là ai cũng không thể quen. Điền Ngọc cũng đã hơn 40, hại danh tiếng bao cô gái, chỉ là làm hơi quá mà thôi. Hôm nay Lý Trọng Sơn nói chuyện cũng không phải là lời đồn. Thực ra mấy năm trước tôi đã nghe, cũng nhắc Điền Ngọc chú ý một chút. Y nói bà vợ không thể sinh con trai nên không dám làm gì, thì y có gì phải sợ. Mạch Gia Huy càng nghĩ càng giận, hôm nay bị Kỳ Dư Hồng chiếm ưu thế, mặc dù không liên quan tới đại cuộc nhưng nó cũng rất phi diệu. Thị trưởng Mạch, chuyện Điền Ngọc đã qua, coi như bỏ đó 2 năm là được mà. Điền Ngọc còn trẻ còn có cơ hội. Kim Vĩnh Kiện thấy Mạch Gia Huy tức giận nên khuyên vài câu. Đúng, lão Điền lui xuống, chức phó chủ tịch thường trực Hoa Lâm sẽ do ai phụ trách? Nếu để lão liên tiếp nhận thì bên phía Hoa Lâm còn thiếu một thường vụ. Ừ, chuyện này tôi đã nghĩ tới. Nghe nói 3 người từ tỉnh phái tới tối qua đều ra khỏi nhà khách thị ủy. Khúc Vân Phong đã được giám đốc Phương, sở nông nghiệp nói với tôi, phân đến Thổ Thành là thích hợp. Chẳng qua 2 người kia không biết đi đâu. Mạch Gia Huy suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay lão Tương đưa họ Viên tới Thương Hóa, đưa họ Triệu tới Hoa Lâm, tôi không biết lai lịch của 2 người này. Thị trưởng. Anh nói có phải là có người nói giúp họ Triệu với lão Tương không? Nếu không bây giờ Điền Ngọc vừa xuống, có một mảng lớn công việc bỏ trống. Họ Triệu tiến vào là có thể phụ trách vài cơ quan. Kim Vĩnh Kiện nói. Ừ, có thể, tôi muốn xem lão Tương này định làm gì. Mạch Gia Huy cười lạnh một tiếng. Triệu Quốc Đống nhận được tin đã là 3 giờ chiều. Tương Uẩn Hoa có vẻ quên sự tồn tại của hắn. Hắn từ chỗ Nghiêm Lập Dân mới biết mình sẽ đi đâu. Nhìn qua thì Khúc Vân Phong tốt nhất, được phái tới huyện nghèo cấp tỉnh. Mà hắn và Viên Kiến Bân được phái tới huyện nghèo cấp quốc gia. Nghiêm Lập Dân cũng nhắc Triệu Quốc Đống một chút, không khí ở Hoa Lâm không tốt, cần phải cẩn thận. Đường từ Ninh Lăng tới Hoa Lâm dài 78 km nhưng do đường quá xấu nên mất hơn 2 tiếng rưỡi. Lần này đi xe Audi 100 của Tương Uẩn Hoa nhưng Triệu Quốc Đống lại thấy nó như đi xe Jeep vậy, rất sóc. Lúc này Triệu Quốc Đống rất muốn đi con Camry của công ty. Có nên bảo Trường Xuyên mua cho mình một con không nhỉ, cũng để mình đỡ phải vất vả ở huyện nghèo này. Suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu Triệu Quốc Đống suốt lúc hắn lên xe. Cuối cùng đã vào huyện thành Hoa Lâm, xe đi chậm lại. Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài quan sát, đường ở đây cũng tương tự ở Giang Miếu, chỉ là đường rộng hơn, hầu hết các công trình đều là của những năm 80, đi lướt qua mà Triệu Quốc Đống không có ấn tượng gì. Ngoài trung tâm thương mại Hoa Lâm cao 6 tầng ra, Triệu Quốc Đống đúng là không thể tưởng tượng đây là một huyện thành. Tiểu Triệu, có phải thấy chênh lệch quá lớn không? Tương Uẩn Hoa cười khổ một tiếng mà nói. Y đã làm ở đây hồi 15 năm trước, từ bí thư đảng ủy xã tới chánh văn phòng ủy ban, đến chánh văn phòng huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, cuối cùng mới lên Ninh Lăng. 15 năm, mình đã thay đổi nhiều. Thấy Triệu Quốc Đống có chút nặng nề, Tương Uẩn Hoa nói. Phải chấp nhận chênh lệch thì mới có thể tìm đúng vị trí. Mới có thể phấn đấu. Bí thư Tương, ngài muốn tôi nói thật, vậy tôi sẽ nói thật. Ninh Lăng và Ando chênh lệch ít nhất 10 năm, Ando chênh lệch với Thượng Hải cũng là 10 năm, mà Hoa Lâm chính xác mà nói không thể so sánh. Tôi nghĩ nếu có thể thì chúng ta có thể đưa cán bộ tới mấy huyện ở Ando như Hoa Dương, Vọng Đường mà cảm nhận. Cậu nghĩ tôi chưa tổ chức cán bộ đi xem sao? Tương Uẩn Hoa thở dài một tiếng. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Ban tổ chức cán bộ thị ủy đã tổ chức người tới Ando, Kiến Dương, cũng đi qua Quảng Đông, Chiết Giang, nhưng hiệu quả không cao. Nhiều người muốn đi nhưng chỉ hâm mộ điều kiện làm việc cùng cuộc sống thành phố, còn đâu không học được gì. Bọn họ không thấy quan niệm phát triển, tinh thần thăm dò của cán bộ bên ngoài. Trưởng phòng Trương ngồi đằng trước có chút ngạc nhiên vì Bí Thư Tương lại nói lời này với người thanh niên kia. Bí Thư Tương bình thường rất nghiêm giọng, có tiếng khắp Ninh Lăng này, bình thường không dễ dàng phát biểu. Nhưng nếu Bí Thư Tương mà nói thì cả Bí Thư Thị ủy và Thị trưởng đều phải nhường vài phần. Bí Thư Tương, tôi cảm thấy bởi vì chúng ta chênh lệch quá lớn với ven biển, quan niệm ở bên kia tuy tốt nhưng nếu áp dụng mù quáng lại không tốt. Triệu Quốc Đống cũng biết Tương Uẩn Hoa muốn hiểu rõ ý tưởng của mình. Đây dù sao chỉ là nói chuyện riêng mà, đầu óc anh bình thường thì cho vào vị trí bình thường, nhưng muốn làm lãnh đạo yên tâm đưa anh tới vị trí quan trọng, vậy anh phải thể hiện bản lĩnh. Tôi nghiêng về khả năng chúng ta tự tìm đúng vị trí của mình. Xu thế của chúng ta ở đâu, chỗ xấu ở đâu, học ai, học cái gì thì phải có ý tưởng rõ ràng. Nếu như nói một huyện nông nghiệp mà muốn đột phá thì cần học Quảng Đông.
Nếu huyện này muốn phát triển công nghiệp là không thể. Huyện dựa vào cái gì? Vị trí đặc biệt hay tài nguyên phong phú? Là có nhân lực tốt chất cao hay hệ thống giao thông phát triển? Nhà đầu tư dựa vào cái gì đến huyện? Nhà đầu tư không phải nhà từ thiện, bọn họ đầu tư mong kiếm lãi, nếu không có điều kiện kia mà muốn áp dụng là không thể. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tương Uẩn Hoa hài lòng gật đầu, đúng thế, không giống đám kiêm nhiệm trước đây, miệng lưỡi lưu loát, nói chuyện có ý tưởng nhưng toàn là trên giấy, không thể áp dụng. Lần này không đơn giản là kiêm nhiệm cho có, mà là thực sự làm phó chủ tịch huyện, điều này có nghĩa anh phải làm ra việc gì đó mà báo cáo với đại hội đại biểu nhân dân, nếu không chờ nửa năm là mất chỗ. Quyển 5, chương 8, đến nơi. Xe Audi xuyên qua con đường khá hẹp, tiến vào một con đường mới được sửa chưa lâu. Xe rẽ vào một khu nhà, trên đường có các hòn giả sơn, ở đây đã sớm có một đám người dừng ở cửa. Trưởng phòng Trương vội vàng xuống xe mở cửa cho Tương Uẩn Hoa. Bí thư Tương, ngài sao tự mình tới, chào mừng. Người đầu tiên mặt hồng hào cười ha hả đi tới bắt chặt tay Tương Uẩn Hoa. Chị Trương, sao, tôi không thể tới ư, nhìn anh càng lúc càng mạnh khỏe, uống thuốc gì vậy? Tương Uẩn Hoa nở nụ cười. Một bên bắt tay rồi đưa tay ra bắt người đàn ông đứng sau nửa bước. Lão Hải, sao lâu rồi không tới chỗ tôi ngồi? Có phải sợ tôi đòi mời cơm không? Ha ha, bí thư Tương có thể đòi tôi bữa ăn thì mong còn không được. Sau khi chào hai người, Tương Uẩn Hoa lại cười nói với mấy người khác. Xem ra Tương Uẩn Hoa khá quen thuộc nơi này. Triệu Quốc Đống đi theo phía sau Tương Uẩn Hoa và thầm đánh giá xung quanh. Giữa cửa là một tấm biển lớn màu đỏ rất bắt mắt. Huyện ủy, Đại hội đại biểu nhân dân, Ủy ban kỷ luật Hoa Lâm. Đây là một khu biệt viện nhỏ, tòa nhà 3 tầng. Đi thôi, Chỉ Trường, Lão Hải, các anh bố trí ở đâu vậy? Tương Uẩn Hoa vào trong huyện ủy, trông y khá vui như có gì đó hấp dẫn vậy. Phòng hội nghị nhỏ, lãnh đạo huyện đều ở đó. Chủ nhiệm Long Đại hội đại biểu nhân dân và Chủ tịch Long Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đều đã được mời tới. Người đàn ông cao to đi ở bên trái Tương Uẩn Hoa. Ừ, không nên làm lớn như vậy chứ. Tiểu Triệu sau này đi theo các anh, đúng, tôi thiếu chút nữa quên không giới thiệu. Tương Uẩn Hoa dừng lại nói. Tiểu Triệu, đây là bí thư huyện ủy Hoa Lâm, Châu Chỉ Trường, đây là chủ tịch huyện Hoa Lâm, La Đại Hải. Chỉ Trường, Lão Hải, đây là Tiểu Triệu, Triệu Quốc Đống. Tôi không giới thiệu nhiều, sau này trong 3 năm có nhiều thời gian tiếp xúc mà. Triệu Quốc Đống cố gắng mình nở nụ cười thật chân thành. Nhưng hắn phát hiện mấy hôm nay tiếp xúc với lãnh đạo, đồng nghiệp rất nhiều nên đã không thể tự nhiên cơ mặt. Buổi gặp mặt trong phòng hội nghị diễn ra khá nhanh, Tương Uẩn Hoa đầu tiên nói vài câu, sau đó đến lượt Triệu Quốc Đống tỏ quyết tâm. Hắn nói muốn làm tốt công việc, phục tùng lãnh đạo, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Mấy lời này Triệu Quốc Đống đã luyện mãi. Hội nghị kết thúc, Tương Uẩn Hoa nói với Dâu Chỉ Trường, La Đại Hải và một phó bí thư huyện ủy khác vào nói vài câu coi như dặn dò. Triệu Quốc Đống cũng như một món hàng qua quá trình vận chuyển lâu dài và tới được nhà. Chỉ Trường, Lão Hải, Lão Quốc, ba người các anh ở đây. Lần này trên tỉnh phái cán bộ xuất sắc tới kiêm nhiệm, năng lực, nhân phẩm đều mạnh. Mà thị ủy cũng có ý kiến không sử dụng các cán bộ như cán bộ kiêm nhiệm trước đây, mà là phải dùng bọn họ như các phó chủ tịch huyện khác, trong phân công công việc phải chú ý điểm này. Không nên để bọn họ làm mấy việc hỗ trợ, phải để bọn họ phụ trách một mảng. Không phải sợ có vấn đề gì chứ? Các cơ quan bên dưới không phải còn có trưởng phòng, phó trưởng phòng sao, chẳng lẽ đều không có đầu óc sao? Đối với các ý kiến không phù hợp thực tế chẳng lẽ không thể xin chỉ thị bí thư, chủ tịch huyện sao? Hơn nữa tôi nghĩ cũng không đến mức như vậy. Bọn họ trên tỉnh gặp nhiều lãnh đạo, đến cơ sở rèn luyện sẽ mang theo quyết tâm thay đổi bộ mặt khó khăn ở chúng ta. Nếu không bọn họ sao phải khổ tới Ninh Lăng? Đương nhiên bọn họ còn trẻ. Có những suy nghĩ chủ quan mang tính lãng mạn, các anh phải đưa ra phương hướng cụ thể, phải chú ý bảo vệ tính tích cực trong công việc của bọn họ. Điểm này ba anh đều có nhiều kinh nghiệm, tôi tin các anh có thể làm tốt. Tôi đã nói chuyện với Tiểu Triệu, đừng thấy cậu ta còn trẻ, nhưng rất có năng lực giải thích, từng làm phó trưởng phòng phụ trách phòng cao tốc. Hơn nữa việc thành công thu hút đầu tư cao tốc An Quế Quốc Lộ cùng cao tốc An Du đều có quan hệ với cậu ta, năng lực, kiến thức không vấn đề gì. Duy nhất còn thiếu là không hiểu tình hình thực tế, các anh phải giúp Tiểu Triệu mau chóng dung nhập vào công việc. Châu Chỉ Trường, La Đại Hải và Phương Chí Quốc gặp đâu phải một lần cán bộ kiêm nhiệm, nhưng lần này nghe thì thấy không giống.
Nghe nói hai vị cán bộ kia do trưởng ban tổ chức cán bộ và trưởng ban thư ký thị ủy tự mình đưa. Mà Triệu Quốc Đống lại được Tương Uẩn Hoa đưa tới, đãi ngộ này thì nhóm cán bộ kiêm nhiệm trước đây không có. Mà thị ủy cũng đã rõ ràng đưa ra yêu cầu phải phân công công việc cụ thể cho bọn họ. Bên dưới vốn không coi trọng, nhưng Tương Uẩn Hoa nói như vậy làm ba người thấy có điều khác trước. Bí thư Tương, ngài yên tâm, tôi xin tỏ thái độ nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ đồng chí Triệu Quốc Đống trong công việc, quan tâm đồng chí Triệu Quốc Đống trong sinh hoạt, làm cho đồng chí thuận lợi làm việc, sống vui vẻ ở Hoa Lâm. Châu Chỉ Trường liền vỗ ngực nói. Được, tôi không nói nhiều. Chưa tôi làm phiền các anh, tôi muốn đến huyện Tào tập. Huyện ủy, ủy ban các anh suy nghĩ về việc phân công công việc cho đồng chí Triệu Quốc Đống. Về phần Điền Ngọc mà các anh vừa nói thì thị ủy và ủy ban kỷ luật sẽ dựa vào quy định mà xử lý. Trong công việc bí thư kỳ không phải đã có chỉ thị sao, do Lưu Vĩnh Trung tạm thời thay thế Điền Ngọc. Không đợi ba người nói gì, Tương Uẩn Hoa đã vẫy tay rời đi. Bí thư Tương, vậy sao được? Bây giờ đã 10 giờ 30, mọi người đi sớm nhất định không ăn sáng, ở lại ăn trưa đi. Nghe Châu Chỉ Trường nói, Tương Uẩn Hoa cắt ngang. Được rồi, các anh đi làm việc của mình đi, tôi sang Tào tập có việc, đã xếp lịch, bây giờ đến đó vừa vặn 12 giờ, Lão Ngô đang chờ. Bí thư Tương, chẳng lẽ cơm Tào tập bọn họ ngon hơn chỗ tôi sao? Hoa Lâm chúng tôi gì cũng không có, chỉ có đồ tươi. Được rồi, Lão Hải, tôi đến Hoa Lâm còn ít sao? Không chừng tháng sau tôi lại tới ba huyện xem ba đồng chí làm việc như thế nào, đến lúc đó chúng ta sẽ uống vài chén. Tương Uẩn Hoa vỗ vỗ La Đại Hải. Lão Hải, anh tập thể thao tốt đó, mạnh hơn Chỉ Trường. Nhìn y như tượng Phật rõ ràng là không chú ý tập luyện, sớm muộn cũng cao huyết áp. Ha ha, bí thư Tương, tôi không sợ, trái tim rộng lớn mới là cảnh giới cao nhất của cuộc sống. Châu Chỉ Trường cười ha hả nói. Được rồi, không nói nữa. Tôi phải đi. Chỉ Trường, Lão Hải, Chỉ Quốc, đến Ninh Lăng thì tới phòng tôi ngồi uống nước. Tương Uẩn Hoa khom người chui vào xe. Nhất định. Ba người đều khom lưng chào. Nhìn xe Tương Uẩn Hoa rời đi, ba người khẽ thở dài một tiếng. Châu Chỉ Trường trong lúc nhất thời còn chưa rõ thái độ của Tương Uẩn Hoa. Bây giờ thị ủy có vẻ hơi loạn, nghe nói từ việc Điền Ngọc làm thị ủy có biến. Lý Trọng Sơn và Mạch Gia Huy đấu nhau. Mạch Gia Huy vỗ bài. Tương Uẩn Hoa giấu trong bóng tối nhảy ra, Kỳ Dư Hồng thuận lợi đạt thành công. Tình hình thoáng cái trở nên hỗn độn, nhất là bây giờ thị xã sắp lên cấp khiến cho bộ máy thị ủy và ủy ban không quá hòa hợp, điều này sẽ thử thách trí tuệ của cán bộ bên dưới. Châu Chỉ Trường nghĩ thị ủy bây giờ sẽ không lập tức bổ sung thêm một thường vụ cho Hoa Lâm, mặc dù y đã gọi điện cho mấy lãnh đạo thị ủy nhưng chuyện này nhất định sẽ bị kéo. Đi thôi, Lão La, Lão Phương. Chúng ta cần phải bàn xem nên phân công công việc gì cho Phó Chủ tịch Triệu. Phó Chủ tịch Triệu còn trẻ mà có lai lịch và bản lĩnh. Mong cậu ta có thể thu hút tài chính và hạng mục cho Hoa Lâm. La Đại Hải hừ một tiếng, Điền Ngọc cuối cùng đã đi, đỡ như con ruồi bay vo ve trước mặt mình. Chẳng qua thị ủy không biết nghĩ sao mà chưa xác định Phó Chủ tịch Thường trực huyện, cũng không tăng thêm thường vụ huyện ủy, chẳng lẽ còn có thể để một cán bộ kiêm nhiệm vào thường vụ sao? La Đại Hải lắc đầu. Việc này chưa có bao giờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 5, chương 9, chỗ ở. Triệu Quốc Đống lúc này đang đi theo tránh văn phòng ủy ban đến nhà khách huyện ủy Hoa Lâm. Chủ tịch Triệu, vị trí nhà khách huyện ủy Hoa Lâm chúng ta rất tốt. Anh xem, từ hành lang này có thể đi thông tới huyện ủy. Tránh văn phòng Du, Đại hội đại biểu nhân dân còn chưa bổ nhiệm, anh gọi như vậy không tốt. Anh gọi tôi là Tiểu Triệu hay Quốc Đống là được. Triệu Quốc Đống nói.